Chương 281, bánh ngọt. Phòng ăn nhân viên khách sạn Á Châu. Phòng ăn nhân viên gần 200m vuông đang náo nhiệt, bởi vì từ trước đến giờ khách sạn Á Châu không phân biệt nhân viên cấp bậc cao hay thấp, cho nên từ nhiều năm trước tới nay, vô luận là quản lý cấp cao hay nhân viên cấp bậc thấp nhất của tập đoàn Á Châu thì bữa ăn của mọi người đều như nhau. Vì vậy hôm nay mọi người nghe nói đầu bếp trưởng mời dùng điểm tâm, sáng sớm tất cả mọi người đều vui vẻ đi tới phòng ăn, quả thật nhìn bữa sáng rất phong phú có cà phê cappuccino, nước sữa gừng thượng hạng. Bánh ngọt thơm ngon, còn có mì xào chân giò hôn khói kim hoa, tùy ý mọi người lựa chọn, tất cả mọi người đều hưng phấn chọn cho mình món điểm tâm thích hợp, tụ họp từng nhóm ba nhóm năm, người của các bộ phận, vừa nói vừa cười, bàn tán ẩm ý. Kỳ Gia Minh vẫn còn cầm bánh bao nướng mình thích ăn, ngồi chung với đám người Trần Mạn Hồng, kể lại chuyện nhã tuệ và mình xem mắt, làm cho đám quản lý cười ha ha. Còn nói nữa, còn nói nữa mất mặt chết, nhã tuệ lại đỏ mặt rậm chân, sắp khóc. Đường khả hình vừa uống cà phê cappuccino xanh, vừa nhìn bản thân như vậy, vừa ái náy vừa buồn cười. Đều do cô, ghét, nhã tuệ tức giận đánh đường khả hình một cái. Đường khả hình rụt người lại, liền vội vàng vươn tay ôm nhã tuệ một chút, liên tục nói xin lỗi, không để cho cô tức giận nữa. Mọi người đang tưng bừng náo nhiệt, sau đó nghe được bên ngoài có người cao giọng kêu to, tổng giám đốc đến phòng ăn dùng điểm tâm chấm ngoặc kép. Một tiếng hô to kinh khủng vang lên làm cho mọi người giật mình, toàn thể nhân viên chợt dừng động tác trong tay, như bị người điểm huyệt, đều cho rằng mình nghe lầm, ngay cả đầu bếp trưởng nấu ăn trong phòng bếp, cầm cái muỗng cũng hoảng sợ dừng lại, không nói lời nào. Tôi, tôi mới vừa chấm ngoặc kép, lúc phòng ăn đột nhiên yên lặng như tờ, Trần Mạn Hồng phục hồi lại tinh thần đầu tiên, nhìn về phía đám nam quản lý trước mặt, có chút mất hồn nói, mới vừa rồi tôi nghe nói tổng giám đốc muốn tới phòng ăn nhân viên chúng ta dùng cơm phải không? Từ trạch minh và kỳ gia minh, còn có đám quản lý cùng nhìn về phía cô, gật gật đầu nói, đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Mẹ ơi, tại sao, bánh ngọt trong tay Trần Mạn Hồng rơi xuống, kêu nhỏ. Lúc này nhân viên cả phòng ăn đều ồn ào. Audio điện tử võ tấn bền. Đường khả hình cũng trở nên kích động suy nghĩ tại sao. Tổng giám đốc đến rồi. Đây là một tin tức chính xác. Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cửa vào, lập tức nghe được một loạt tiếng bước chân rất nghiêm túc, mọi người nín thở yên lặng, quả thật nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu xám cho, phong cách tôn quý và khí thế đi tới, đám thư ký và lãnh đạo cấp cao của khách sạn đi theo phía sau. Cả phòng ăn sắp vỡ tung, bộp một tiếng, để món ăn trong tay xuống giống như trong quân đội, lập tức nghiêm túc đứng lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi chào tổng giám đốc Tưởng Thiên lỗi dừng ở cửa phòng ăn, nhìn đám nhân viên khách sạn đứng nghiêm chỉnh, anh khẽ nở nụ cười, hơi giơ tay trầm giọng nói: "Đều ngồi xuống đi, thả lỏng chút, tôi nghe nói hôm nay là đại thọ của đầu bếp trưởng, hiếm khi ông ấy có lòng mời đồng nghiệp khác chúc mừng, đủ thấy tinh thần đoàn kết của khách sạn chúng ta. Cho nên hôm nay tôi cũng tới tham gia một chút, xem đầu bếp trưởng của chúng ta dâng tặng cho mọi người món ngon gì." Chấm ngoặc kép. Đám nhân viên đều không dám nói chuyện, cũng không dám ngồi xuống có chút lo lắng nhìn về phía tưởng thiên lỗi ngồi xuống đi chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn về phía bọn họ lại ra lệnh đám nhân viên nghe được tổng giám đốc nói như vậy tất cả đều im lặng ngồi xuống không còn không khí náo nhiệt mới vừa rồi mọi người ăn cái gì cũng giống như giàn trận sẵn sàng đón quân địch thỉnh thoảng ngẩng đầu lên tò mò nhìn về phía tổng giám đốc tưởng suy nghĩ nhân vật trong truyền thuyết này rốt cuộc bình thường thích ăn gì đường khả hinh ngồi tại chỗ cũng lộ ra cảm giác kích động nhìn về phía tưởng thiên lỗi, đang nghĩ tại sao anh tới đây. Tưởng thiên lỗi im lặng đi tới đứng trước món ăn tự tròn, nhìn các món điểm tâm hôm nay, quả thật hết sức phong phú, nhất là anh nhìn thấy món mì sợi trộn chân giò hun khói kim hoa, trên mặt của anh lộ ra nụ cười hài lòng, nhàn nhạt nói, đầu bếp tiêu quả nhiên là một đầu bếp rất tận tụy, cho dù đối đãi với khách hàng hay đối với đồng nghiệp, cũng tận tâm dâng hiến món ăn ngon nhất. Đông Anh cũng mỉm cười đi theo ở phía sau anh, dịu dàng hỏi, tổng giám đốc, anh thích ăn món nào? Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, từng bước từng bước đi đến bàn món ăn tự chọn, nhìn các loại món ăn, còn đang do dự, đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi lão đầu bếp đang ngẩn người bên trong cửa bếp, bình thường, nhân viên khách sạn chúng ta ăn món gì? À, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy lão đầu bếp tiếp xúc tổng giám đốc, trong lúc nhất thời, sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía lão đầu bếp, âm thanh nhàn nhạt hỏi lại, bình thường, nhân viên khách sạn chúng ta ăn món gì? Ồ, lão đầu bếp nghe xong, lập tức rất cung kính nói với tưởng thiên lỗi, có mì hoành thánh, mì thịt bò, các loại bánh bao, cháo gà xé phay, cháo thịt heo, cháo sườn, các thức ăn nhẹ gồm bánh ngọt, sữa đậu nành, sữa tươi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi yên lặng lắng nghe, sau đó gật đầu một cái, âm thanh nhàn nhạt nói, vậy thì lấy chén cháo gà và một miếng bánh ngọt đi. Chấm ngoặc kép, Tốt, đầu bếp lập tức gật đầu, xoay người về phía sau, muốn cầm một cái chén lớn. Tôi ăn sáng không nhiều lắm, không cần chén lớn như vậy, tránh lãng phí. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mỉm cười nhàn nhạt nói. Vâng vâng vâng, lão đầu bếp lập tức cầm một chén sứ nhỏ, múc thêm một chén cháo gà xé phay, rồi gắp một miếng bánh ngọt dâu tây đặt ở trong đĩa màu trắng, cùng đặt ở trên một cái khay màu nâu, tự mình bưng ra cửa sổ, đông anh lập tức tiến lên muốn nhận lấy, nhưng tưởng thiên lỗi lại giơ tay nói, tôi cầm cho. Chấm ngoặc kép. Đông Anh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi im lặng tiến lên, mỉm cười nhận lấy khay trong tay lão đầu bếp, nói một câu cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, lão đầu bếp hoảng sợ đến nói không ra lời. Tưởng thiên lỗi đang cầm phần điểm tâm, xoay người nhìn toàn trường một vòng. Toàn thể nhân viên cũng hết sức nín thở nhìn về phía anh, không biết anh muốn ngồi nơi nào. Bởi vì nơi này gần như ngồi đầy rồi, có người muốn đứng lên cũng không dám, bởi vì điều này quá lộ liễu, tất nhiên sẽ bị người mắng nịnh nọt, cho nên mọi người cũng không muốn mặt đứng lên, chỉ ngây ngốc nhìn. Bàn của đám người Trần Mạn Hồng cách tổng giám đốc gần nhất, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, anh muốn đi đâu? Đường Khả Hinh cũng không nhịn được liếc anh. Lưu Nhã Tuệ càng căng thẳng ngồi dựa vào Đường Khả Hinh, giống như lão ưng bảo vệ con gà con vậy. Tưởng Thiên Lỗi đang cầm khay Nhìn mọi người mấy lần, giống như Lơ đãng đi về phía trước, sau đó trực tiếp đi tới bàn Trần Mạn Hồng, đặt khai xuống. Bộp một tiếng, đám người Trần Mạn Hồng lập tức thật căng thẳng đứng lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, có chút căng thẳng chào tổng giám đốc. "Chấm ngoặc kép. Ngồi đi." "Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi giống như Lơ đãng vừa vặn ngồi ở đối diện Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thật căng thẳng nhìn về phía anh. Đám quản lý cả bàn và nhân viên toàn trường nhìn cảnh tượng này, tất cả đều nói không ra lời. Tưởng thiên lỗi cảm thấy cả phòng ăn vẫn yên lặng, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, mỉm cười nói, ngồi đi. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng và bọn kỳ gia minh nhìn thoáng qua nhau, liền im lặng ngồi xuống, trái tim đường khả hình cũng đập thình thịch ngồi xuống, ngẩng đầu lên liếc tưởng thiên lỗi một cái, mặt của cô lại đỏ lên. Tưởng thiên lỗi im lặng, quay đầu liếc mắt nhìn kỳ gia minh ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nói, điểm tâm của đầu bếp tiêu như thế nào. Rất tốt, kỳ gia minh căng thẳng vội vàng nói. Tưởng thiên lỗi gật đầu một cái, cầm cái muỗng, mới nói, vậy mọi người cố gắng thưởng thức đi. Mọi người cũng hoảng sợ đến không dám cầm đũa lên, hoặc nâng cà phê, hoặc xé bánh bao ăn không có chút mùi vị nào. Đường khả hình cũng im lặng cầm cà phê uống một hớp nhỏ. Tưởng thiên lỗi cầm cái muỗng, uống một hớp cháo gà, mới nhàn nhạt hỏi, sáng sớm uống cà phê, không sợ dạ dày khó chịu sao. Đường khả hình uống cà phê, đang chìm trong suy nghĩ của mình. Tưởng thiên lỗi cảm thấy đối phương không trả lời, liền im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Mọi người cũng im lặng nhìn về phía cô. Lúc này đường khả hình mới ý thức được ánh mắt của mọi người nhìn mình, cô cầm cà phê, nhìn mọi người có chút ngạc nhiên a à một tiếng. Tổng giám đốc hỏi cô, sáng sớm uống cà phê, không sợ dạ dày khó chịu sao? Nhã tuệ hết sức căng thẳng nhìn về phía đường khả hình, nói khẽ. Đường khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tưởng thiên lỗi đang nhìn mình chằm chằm, trái tim của cô lại bùm một tiếng đập rất lợi hại, mặt đỏ lên, thở mạnh nói tôi. Cái đó, bởi vì, chấm ngoặc kép, mọi người cùng căng thẳng nhìn về phía cô gái nhỏ đáng thương này. Tưởng thiên lỗi cười như không cười nhìn cô, ánh mắt dần dần di chuyển, nhìn đôi môi mềm như đóa hoa đào của cô, lộ ra một chút màu sắc trơn bóng, ngay sau đó trong thân thể dâng lên một cảm xúc ấm áp. Bởi vì, cà phê này thật sự rất thơm. Tôi, tôi cũng có ăn bánh ngọt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thật căng thẳng lập tức đặt ly cà phê xuống, cúi đầu muốn cầm bánh ngọt trước mặt mình, không ngờ trước mặt hết sạch. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhã tuệ có chút đỏ mặt nhìn về phía cô nói, tôi mới vừa. Không cẩn thận ăn rồi. Chấm ngoặc kép. Vậy, đi lấy một miếng, kỳ gia minh hết sức thân sĩ đứng lên, muốn đi lấy bánh ngọt. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, im lặng cầm bánh ngọt trước mặt mình, đặt nhẹ nhàng ở trước mặt của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại căng thẳng nhìn về phía anh, cảm thấy hai mắt nóng rực của anh sắp thiêu cháy mình, cả người cô nóng ran cúi thấp đầu, nhìn miếng bánh ngọt nhỏ, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Tưởng Thiên lỗi cũng im lặng nhìn về phía cô. Chương 282, xin lỗi. Cả phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh đều nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đám người Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ cũng rất yên lặng nhìn về phía cô đường khả hinh nhìn đám người xung quanh một cái đang cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng thì cô bé ngoại tộc tiểu nhu bởi vì ngày hôm qua mẹ đồng ý mua cho một chiếc điện thoại di động apple hôm nay cô trải hai bím tóc mặc áo sơ mi trắng váy yếm màu đen vừa vui sướng ca hát nghêu ngao nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào đi vào phòng ăn nhân viên bởi vì quá chìm đắm trong thế giới của mình bởi vì không nghĩ tới hôm nay thiên tử đại giá quang lâm cô từ từ đi tới ở trong đám người cô liếc mắt liền thấy đường khả hinh trong mắt cô sáng lên, kêu to, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh đang do dự bánh ngọt trước mặt thì nghe tiếng gọi, cô và mọi người sửng sốt ngẩng đầu. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt. Tiểu Nhu vui vẻ từng bước từng bước đi về phía Đường Khả Hinh, cũng không có nhìn phía đối diện một cái, đến trước mặt của Đường Khả Hinh, cúi đầu nhìn bánh ngọt trước mặt cô, Tiểu Nhu hoa một tiếng, ngẩng khuôn mặt tươi cười nói, "Bánh ngọt thật ngon." "Cô muốn ăn không?" chấm ngoặc kép, đường khả hình quay đầu, liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng im lặng nhìn cô. Tôi có thể ăn sao? Tiểu nhu nhìn đường khả hình, đôi mắt trong suốt lóe sáng, hỏi. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình lời còn chưa dứt, tiểu nhu cũng đã ỉ vào quan hệ quen thuộc thường ngày với khả hình, không có nghe được có người ho khan ở bên cạnh, liền cười hì hì, cầm cái nĩa, chọn miếng bánh ngọt dâu tây lớn nhất, vui vẻ nhìn đối phương, há to mồm muốn bỏ miếng bánh ngọt lớn vào trong miệng, lúc này mới trợn mắt nhìn thấy tưởng thiên lỗi đang ngồi ở đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị bình tĩnh nhìn mình, nhưng trong mắt có chút không vui, khẽ híp lại nhìn mình, cái ót cô bùm một tiếng, con người muốn rất ra. Nhìn vẻ mặt của đám quản lý ở trước mặt đang căng thẳng nhìn mình, tay cô cầm cái nĩa, nhất thời cảm giác gót chân của mình xông lên luồng khí lạnh lẽo, cô trợn mắt quay đầu lại nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh hiểu ý của cô, thật cẩn thận gật đầu. Chán của tiểu nhu đổ mồ hôi, đem miếng bánh ngọt đã đưa tới miệng, còn chưa chạm phải, từ từ, từ từ thu lại, nhẹ nhàng thả miếng bánh lại lỗ hổng vừa vớt lên lúc này, ngây ngốc cười hì hì nhìn khả hình nói. Tôi, vừa, mới nhớ tới, phải, phải giảm cân, cho nên, tôi, tôi không ăn, cô ăn đi, chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi đầu, nhìn miếng bánh ngọt, không nhịn được hé miệng cười cười. Tưởng thiên lỗi nhìn miếng bánh ngọt được trả về, mới khôi phục lại bình tĩnh, cúi thấp đầu, múc một muỗng cháo ăn. Tổng giám đốc, quản lý, khả hình, mọi người ăn từ từ. Tôi không chen vào, chấm ngoặc kép, tiểu nhu hoảng sợ đến mức muốn đứng lên, không ngờ bị lưu nhã tuệ chợt kéo xuống, nói, ngồi đi. Tiểu nhu lập tức mếu máu nhìn nhã tuệ, bộ dáng thật đáng thương. Trần Mạn Hồng cũng hả hê, đứng lên gọi cho tiểu nhu một tô mì thịt bò, nện ở trước mặt cô. Tôi, tôi không thích ăn chấm ngoặc kép cô dừng lại nhìn về phía ánh mắt hung dữ của trần mạn hồng vẻ mặt cô bất đắc dĩ cầm đũa lên cúi đầu ăn mì sợi không ngờ người này trời xanh thiếu đầu óc một ngày không nói lời nào sẽ chết cô vừa ăn món mì sợi không thích vừa nghiêng mặt nhìn dấu đỏ trên bả vai khả hinh liền cau mày ồ một tiếng hỏi khả hinh vết thương trên bả vai cô giống như bị người cắn đường khả hinh giật mình hoảng sợ mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên đầu đầy mồ hôi nhìn tiểu nhu gấp gáp giải thích nào, nào, chấm, nào có, tôi, tôi bị muỗi chích đấy. Lúc này tưởng thiên lỗi cầm cái muỗng, ngẩng đầu lên có chút thú vị nhìn về phía đường khả hinh. Nhã tuệ nhìn ánh mắt tưởng thiên lỗi, sợ anh hiểu lầm khả hinh là một người tùy tiện, liền vội vàng giải thích thật. Thật, là muỗi chích, ngày hôm qua quên đốt nhang muỗi, đập như thế nào cũng không chết, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ồ, tiểu nhu trợn tròn mắt, há miệng, cầm đũa chỉ giấu răng rõ ràng trên bả vai khả hình, miệng không khép được, nói, rõ ràng là giấu răng cắn, ví dụ như tôi cắn tôi, tôi cũng bị như vậy. Trần Mạn Hồng tức giận đưa lên chân, đạp mạnh một cái ở dưới bàn. A, à, chấm ngoặc kép, tiểu nhu còn chưa kêu xong, nhã tuệ đã cầm bánh bao nướng của kỳ gia minh nhét vào trong miệng của cô, mắt cô trợn trừng, cắn cái bánh bao thật to, không thể lên tiếng. Đường khả hình thở dài một hơi, muốn cầm khăn giấy lau mồ hôi trên chán, nhưng không sao tìm được. cô đang nhìn trái phải, sau đó thấy một cái khăn tay màu trắng đưa đến, cô nhận lấy. lúc lau mồ hôi mới ngẩng đầu lên nhìn thấy tay của Tưởng Thiên Lỗi đang dơ trên không trung, cười như không cười nhìn mình, vẻ mặt cô muốn khóc, giống như bị táo bón. Bất Đắc Dĩ nhìn về phía anh, giặt khăn tay xong rồi trả lại cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, tiếp tục ăn một muỗng cháo. Đường Khả Hinh cầm cái khăn tay, Bất Đắc Dĩ nhìn về phía anh. bữa ăn sáng này ban đầu ồn ào sôi nổi sau khi nhân vật truyền kỳ tưởng thiên lỗi đi đến mọi người khúm núm tưởng thiên lỗi cũng biết nên ăn cháo xong liền đứng lên nhìn về phía mọi người lấy tư cách lãnh đạo nói hôm nay khó được đầu bếp tiêu làm sinh nhật để cho mọi người thưởng thức món ngon các vị ăn từ từ chấm ngoặc kép vâng chúng nhân viên lại nghiêm túc đứng lên tưởng thiên lỗi liếc mắt nhìn đường khả hình liền đứng dậy đi khỏi nhân viên cả phòng ăn đều nổ tung sôi nổi bàn tán chuyện tổng giám đốc mới vừa tới, mọi người vô cùng kích động. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, rốt cuộc buông lỏng, cầm cái nhĩa, ghim nhẹ một chút bánh ngọt sâu tây ăn, cảm giác mùi vị này chua chua ngọt ngọt, từng chút từng chút thấm vào trong thân thể của mình, nghĩ tới lúc này anh thân thiện và chu đáo, hai mắt của cô lóe lên ánh sáng dịu dàng, lúc này mới nhớ lại ngày hôm qua tưởng Thiên lỗi ở trên giường hôn mình, anh thở dốc thật sâu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, lưu luyến thân thể của mình lúc hôn nhẹ lên bả vai thì rất bá đạo cắn một cái cô a hát một tiếng kêu lên đau đớn anh yêu thương nở nụ cười đầu lưỡi khẽ liếm vết thương từng hồi khiêu khích bây giờ nhớ tới máu huyết cũng sôi trào cô im lặng ăn từng chút từng chút bánh ngọt xong trong lòng thỏa mãn đứng lên nhìn về phía mọi người mỉm cười nói mọi người ăn từ từ tôi đã ăn no đến giờ phải đi làm rồi chấm ngoặc kép tốt mấy quản lý cùng nhau mỉm cười nhìn về phía khả hinh Nhã Tuệ cũng không lên tiếng ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn về phía bạn thân. Đường Khả Hinh im lặng sách theo túi sách, đi ra khỏi phòng ăn, đi xuống cầu thang, sau đó đi qua phía sau vườn hoa, đứng ở dưới ánh mặt trời ấp áp, ngắm cây tương tư một chút, mới đi dọc theo con đường mòn rừng phong đã có chút lá vàng, đi về phía hoàn cầu. Lúc này, điện thoại di động reo lên. Cô ngạc nhiên mở túi sách, lấy điện thoại di động ra, thấy số quen thuộc gọi tới, trái tim của cô nhảy lên. Mặt lập tức đỏ bừng, nhịp tim căng thẳng nhấn phím nhận, đặt vào bên tai, đáp nhẹ alo. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm qua làm đau cô? Giọng nói có chút dịu dàng, có chút khăng khăng, bá đạo và trầm thấp. Mặt của cô đỏ lên, vội vàng nói, không có. Không có. Chấm ngoặc kép. Lần sau, nếu như muốn che giấu một chuyện gì, không cần đỏ mặt như vậy. Cũng đừng tìm lý do nát như vậy. Muối chích không ra được dấu răng của tôi. Chấm ngoặc kép giọng nói có chút bất đắc dĩ. Đường khả hình nghe xong, liền hừ nhẹ một tiếng, đón gió ngọt ngào, đạp nhẹ tia sáng chập chờn trong rừng phong đi ra ngoài, nghe âm thanh lá phong kêu, lào xào từng bước từng bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, nếu không. Tôi nói tự tôi cắn, hay bị va vào cái gì, hay là nói, chấm ngoặc kép, bị tôi cắn, anh nói, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình dừng bước lại, cầm điện thoại di động, không biết nên nói gì, cả người lại dâng lên cảm giác nóng ran. Tại sao không đi, có một giọng nói từ phía sau truyền đến. Đường khả hình sửng sốt xoay người lại, nhìn thấy tưởng thiên lỗi đứng ở bên một con đường nhỏ lát đá cẩm thạch, bên cạnh cây cầu nhỏ, cử chỉ thong rong, tao nhã phong độ, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, lộ ra nụ cười. Cô sướng sờ liếc mắt nhìn hai phía, cũng không có nhân viên đi về phía con đường nhỏ bên này, cô hơi căng thẳng đi tới trước mặt của tưởng thiên lỗi nói anh. Tại sao anh biết? Chỗ này, xuyên qua bóng cây rậm rạp, Tưởng Thiên Lỗi nhìn khuôn mặt mềm mại trắng nõn của Đường Khả Hinh, càng lộ vẻ xinh đẹp, im lặng một lúc mới nói, tôi vừa vặn đi qua nơi này, nhận một cuộc điện thoại, gặp cô đi tới. "Chấm ngoặc kép." Đường Khả Hinh ồ một tiếng, hơi lo lắng cúi đầu, suy nghĩ một chút mới ngẩng đầu lên, thấy Tưởng Thiên Lỗi đang yên lặng nhìn mình, mặt của cô lập tức đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, trên gương mặt lạnh lùng hơi lộ ra nụ cười vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô. Đường Khả Hinh giật mình, hai mắt lộ ra ánh sáng mê man. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ cúi xuống nhìn bả vai cô hơi lộ ra khỏi áo, thấy dấu vết sưng đỏ, chớp mắt một cái, ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua vết sưng đỏ, nói, "Xin lỗi." Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nghe hai chữ này, theo bản năng trong lòng có chút bài xích, cảm giác có ngụ ý gì, liền ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi, "Xin lỗi? Cái gì? Bởi vì nụ hôn kia sao?" cảm thấy có lỗi tưởng thiên lỗi nhìn khả hình đột nhiên không biết nên lộ ra nét mặt gì đường khả hình thở dài một hơi suy nghĩ đến chuyện này sở kế tiếp sẽ nghe được một câu ví dụ như thật xin lỗi ngày hôm qua tôi uống rượu say cho nên mới hôn cô cô hơi sợ muốn trốn tránh vấn đề này cho nên không dám nói chỉ ngây ngô đứng tại chỗ tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy lại nắm nhẹ bả vai của cô mới im lặng đi khỏi đường khả hinh thở phào nhẹ nhóm cúi đầu tựa vào hòn núi giả cầm điện thoại di động có chút mất mát tưởng thiên lỗi đi về phía bên kia bóng cây phong từ xa nhìn ánh náng đong đưa suy nghĩ một chút đột nhiên im lặng xoay người bước nhanh về phía đường khả hinh đường khả hinh nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên thấy tưởng thiên lỗi đã nhanh chóng đi đến trước mặt của mình cô sướng sờ kêu nhỏ anh chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi không nói gì liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cúi xuống hôn mạnh ở trên môi của cô. Trong mắt cô trợn to, nhìn anh, trái tim thật kích động nhộn nhạo một niềm hạnh phúc và ngọt ngào. Tưởng Thiên lỗi mút nhẹ môi của cô, nếm hương vị ngọt mềm, lại không nhịn được mở môi mỏng quấn lấy đầu lưỡi rất ngọt mềm của cô, nồng nhiệt hôn một chút, anh mới buông cô ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn bộ dáng cô còn mờ mịt, anh chậm rãi mỉm cười, quay đầu thấy không người tới, lại cúi đầu hôn lên trán của cô, mới nhanh chóng đi ra ngoài. Đường khả hình thở gấp, nhìn bóng lưng anh nhanh chóng đi xa, hai mắt đỏ bừng, lại thật kích động nở nụ cười. chương 283, ai vậy? Tưởng thiên lỗi bước nhanh tới phía trước, đông anh đang đứng ở bên cạnh chờ anh, nhìn anh lộ ra nụ cười mập mờ, tâm trạng có chút thoải mái đi tới, cô cũng mỉm cười có chút an ủi, bước đi về phía anh nói, tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cất bước đi về phía trước, mới phát hiện hôm nay ánh mặt trời hết sức rực rỡ, anh hơi xúc động nói mùa thu sắp tới rồi sao đông anh dừng bước nhìn cả khách sạn á châu lá cây xanh hơn cảnh sắc rõ ràng hơn ánh mặt trời rực rỡ hơn chỉ có con đường rừng phong bên cạnh mơ hồ có chút lá vàng cô liền mỉm cười nói vâng sắp tới rồi lá phong cũng bắt đầu hơi vàng rồi năm trước vào thời gian này mưa rất nhiều nhưng năm nay không biết vì sao mưa ít đi một chút chỉ là vào thời điểm này tổng giám đốc anh lại lo lắng thân thể của như mạt tiểu thư chấm ngoặc kép. Đông Anh nói tới đây, lòng của cô chợt run lên, hết sức hoảng sợ lo lắng dừng ở sau lưng tưởng thiên lỗi, căng thẳng nói thật xin lỗi, tổng giám đốc. Tôi, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi dừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn không gian bốn phía đã thay đổi, có lẽ tất cả đều lặng lẽ thay đổi, chỉ là mình không có phát hiện, anh im lặng cất bước đi về phía trước, đi qua cửa hông khách sạn Á Châu, chuẩn bị đi về phía thang máy, lúc này mới phát hiện xe của Như Mạt dừng ở trước cửa khách sạn, anh hơi nghiêng mặt nhìn, liền nắm chặt quả đấm, tiếp tục bước đi. Đông Anh cũng phát hiện chiếc xe kia, mới vừa được nhân viên tiếp tân lái đi, cô ngạc nhiên suy nghĩ, như mà tiểu thư, cô ấy đi đâu rồi. Thang máy đang nhanh chóng lên trên. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi chợt biến hóa, trở nên lạnh lùng và thâm trầm, đây là một loại khí thế thật đáng sợ. Đông Anh ngẩng đầu lên, có chút căng thẳng nhìn anh, cũng không dám nói nữa. Thang máy rất nhanh chóng chạy tới lầu cuối. Tưởng Thiên Lỗi căn dặn Đông Anh chuẩn bị truyền lệnh cho bộ phận nhân sự, chính thức khởi động cuộc so tài rượu đỏ, lúc này mới phát hiện, Như Mạt và bà chủ Lưu, chủ tịch một tổ chức từ thiện đứng trước cửa phòng làm việc tổng giám đốc, anh dừng bước chân, có chút nghi ngờ nhìn về phía bọn họ một cái, mới tiếp tục chậm rãi bước tới, mỉm cười vươn tay về phía bà chủ Lưu, vẫn lễ phép nói, "Bà chủ Lưu." Bà chủ Lưu mặc sườn xám màu xanh đậm, mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vươn tay bắt tay với anh mới nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, cơ quan của chúng tôi chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc lớn để quyên góp, chúng tôi đã tham khảo nhiều nơi, vẫn chọn lựa viện ca kịch viên của ngài để tổ chức, lúc trước Tổng Giám Đốc Tưởng đã đồng ý với cơ quan của chúng tôi, để cho chúng tôi biểu diễn miễn phí 3 buổi tối, nhưng văn bản của chúng tôi đã đưa đến phòng thư ký của ngài 3 ngày rồi, cũng không thấy Tổng Giám Đốc Tưởng phê duyệt. Tôi đang suy nghĩ, ngài không quên mất hay cố ý gạt bà lão này. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi vừa nghe, lập tức cung kính cười nói bà chủ bà nói như vậy thiên lỗi thật quá mức rồi chúng tôi chỉ dâng hiến một sân khấu so với bà suy nghĩ cho đất nước suy nghĩ cho dân tị nạn chúng tôi làm quá ít có thể là trong thời gian này công việc quá bận rộn thời gian phê duyệt có chút chậm trễ thật sự xin lỗi chấm ngoặc kép vây ngài đồng ý rồi sao bà chủ lưu mỉm cười nói với tưởng thiên lỗi tôi không từ chối việc nghĩa tôi lập tức bảo thư ký đem văn bản tới tôi tự mình ký tên Mời bà vào trong ngồi trước, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hơi giơ tay. Tốt, bà chủ lưu vô cùng vui vẻ, rắt nhẹ như mạt mặc váy dài trắng hình bươm bướm, hôm nay vô cùng quyến rũ, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô nói, thật may thị trưởng phu nhân và ngài là bạn bè thời thơ ấu đến lớn, tôi không biết xấu hổ gọi cô ấy đi cùng tôi, nếu không, văn bản này đến bao giờ mới có thể phê xong. Tưởng thiên lỗi nhìn như mặt một cái, Nguyễn Cưỡng mỉm cười, nói, mời. Chấm ngoặc kép. Tốt, bà chủ lưu đi vào trước, hai mắt như mặt lập tức dương dưng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi im lặng đi vào trong. Như mặt nhìn vẻ mặt lãnh đạm kia, trong lòng không khỏi ảm đạm, mang theo túi sách, nhẹ nhàng bước vào nơi quen thuộc. Tưởng thiên lỗi mời hai người phụ nữ ngồi xuống trước, mình cởi áo khoác tây trang, khoác nhẹ lên một bên, mặc áo sơ mi trắng ngồi một mình trên ghế salon, căn dặn đông anh nói, chuẩn bị một chút hoa quả mời bà chủ lưu, còn có, đem văn bản, viên, tới đây. Vâng, Đông Anh liếc mắt nhìn như mặt, mới im lặng đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi tiếp tục nhìn về phía bà chủ lưu, ái náy cười nói, chuyện lần này, thiên lỗi thật sự xin lỗi, làm phiền bà chủ lưu đích thân tới đây, hy vọng lần này diễn ra thuận lợi, cũng coi như chúng tôi cố gắng góp một chút sức cho xã hội. Bà chủ lưu mỉm cười nói, buổi tiệc lần này, chúng tôi mời đội hình minh tinh mạnh nhất, tập hợp lại cùng ca múa, muốn quyên góp được 100 triệu, vì người dân bị nạn lụt phương Bắc hiến dâng một chút sức mọn, tuy là bữa tiệc cứu trợ thiên tai, nhưng Tổng giám đốc tưởng. Diễn suốt đêm đó có thể nói hết sức đặc sắc, chúng tôi chuẩn bị chỗ ngồi viết cho ngài, đến lúc đó, ngài nhất định phải cùng ngài vợ chưa cưới tới cổ động đấy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hiểu ý bà chủ lưu, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, hãy yên tâm, bà chủ lưu, chúng ta sống dưới pháp luật, vì sự phát triển của công ty và tập đoàn của mình, đến lúc đó, cho dù tôi không có đến, nhất định cũng sẽ cố gắng quyên góp một phần. Ôi chao, nói như ngài đã quá lời, bà chủ lưu cố ý trừng mắt về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi lễ phép mỉm cười, như mạt ngồi ở đối diện, vô cùng thâm tình nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nhìn người đàn ông đã ba ngày không gặp, trạng thái tinh thần cũng tốt, cô hơi yên lòng khẽ thở ra một hơi, không ngờ một mùi tanh dâng lên làm cho cô không nhịn được ho khan. Tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt, im lặng nhìn về phía cô thị trưởng phu nhân, cô còn ho khan à? Ngày hôm qua lúc tôi đi gặp cô, cô cũng đã ho khan rất lợi hại, tại sao không đi xem một chút? Bà chủ lưu có chút lo lắng nói. Sắc mặt như mà tái nhợt ngẩng đầu lên, cầm khăn tay, che nhẹ bên miệng, hơi thở gấp khó chịu nói, không có gì đáng ngại. Chẳng qua ngày hôm trước đến bệnh viện hơi gấp, gặp thời tiết lạnh. Bác sĩ đã xem qua, uống thuốc xong đã tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Cô nói xong, mặt lập tức ửng đỏ, thở hổn hển, khó chịu dùng khăn tay, che lại ho nhẹ. Ánh mắt tưởng thiên lỗi nhanh chóng chuyển động. Vậy phải chú ý thân thể. Chấm ngoặc kép, bà chủ lưu lại nói. Đông Anh gõ nhẹ cửa, dẫn hai người thư ký đi tới, trước hết để cho thư ký đem món điểm tâm tinh tế và trà hoa mà bà chủ lưu thích uống nhất, cùng với món trà tắc như mặt tiểu thư thích nhất, nhẹ nhàng để trước mặt của hai người. Đông Anh im lặng đem văn kiện đưa về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi im lặng nhận lấy, Nghe như mạt ho khan, thở ra một hơi, nhanh chóng mở xem nội dung trong văn kiện, sau đó hơi giơ tay, Đông Anh lập tức đưa bút máy qua đặt ở trong lòng bàn tay của anh, anh nhận lấy, nhanh chóng ký tên của mình ở trên tài liệu, mới mỉm cười đóng lại, bảo Đông Anh đi đăng ký văn thư, đóng dấu vào văn bản xong, bỏ vào bì thư, anh cung kính đưa tài liệu về phía bà chủ Lưu, mỉm cười nói, "Bà chủ Lưu, bà cầm phần tài liệu này đến trung tâm viên, sau khi bọn họ thụ lý sẽ nhanh chóng xử lý cho bà." nếu gặp phải vấn đề gì bất cứ lúc nào bà cũng có thể gọi điện thoại cho thư ký của tôi tôi sẽ bảo cô ấy xử lý nhanh nhất thật sự cảm ơn tổng giám đốc tưởng chấm ngoặc kép bà chủ lưu mỉm cười nói khụ 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 chấm ngoặc kép như mặt vẫn cầm khăn tay trắng ho khan thật khó chịu tưởng thiên lỗi im lặng nhìn về phía cô bà chủ lưu cất tài liệu lại lo lắng nhìn về phía như mặt nói thị trưởng phu nhân cô còn khỏe chứ cần nghỉ ngơi một chút không tôi, chấm ngoặc kép, như mặt ngẩng đầu lên, có chút khó chịu nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Ánh mắt tưởng thiên lỗi nhìn về phía như mặt, căn dặn đông anh, đông anh, gọi bác sĩ gia đình tới đây xem cho cô ấy một chút. Vâng, chấm ngoặc kép, đông anh nghe xong, liền im lặng lui xuống. Bà chủ lưu cũng biết hai người bọn họ từ nhỏ lớn lên, luôn là bạn tốt, cũng thức thời cầm tài liệu, đứng lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi cười nói, như vậy, tổng giám đốc tưởng, thị trưởng phu nhân tôi phải nhờ cậy ngài rồi, tôi còn có chuyện đi trước, còn phải phê duyệt khâu tiếp theo nữa. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức mỉm cười đứng lên, đưa bà chủ lưu ra cửa phòng làm việc, mới nói, bà chủ lưu, bữa tiệc cứu trợ nạn thiên tai, vất vả cho bà rồi. Tổng giám đốc tưởng, đến lúc đó, ngài nhất định phải tới cổ động, nếu không, chính là không nể mặt tôi, bà chủ lưu cố ý cười nói xong, hai người liền bắt tay đi khỏi. Tưởng thiên lỗi nhìn bà chủ lưu đi càng lúc càng xa, liền im lặng xoay người đi trở về phòng làm việc, thấy như mặt ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, anh hơi lo lắng, do so dự một lát mới chậm rãi đóng cửa lại. Đường khả hình mới vừa thay quần áo, mặc vào đồng phục, còn chưa kịp trang điểm, đột nhiên cảm giác trái tim của mình đau đớn, cô nhíu mày, chặn ngực, thật khó chịu không thở nổi. Tiêu đồng thay đồng phục, đang chuẩn bị về công ty, cũng đang lúc đi qua phòng của đường khả hình thì nghe được tiếng thở hổn hển khó chịu. Cô tò mò đẩy nhẹ cửa ra, thấy đường khả hình ngồi ở trên ghế nhỏ trong phòng thay đồ, thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi, cô ồ một tiếng, gấp gáp kêu lên, khả hình. Cô làm sao? Sắc mặt đường khả hình tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu đồng, mỉm cười có chút yếu ớt lắc đầu một cái, nói không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Cô như vậy còn nói không có việc gì hả? À? tiêu đồng lập tức nói tôi lập tức gọi bác sĩ xem một chút không cần đường khả hinh vội vàng kéo tay của cô nói tôi đột nhiên cảm thấy nghẹt thở giống như có cái gì đè ở trong trái tim mấy ngày nay cũng bị như vậy một lần hai lần rồi thở một chút là tốt máu huyết trong người tôi hơi kém chấm ngoặc kép tiêu đồng nghe cô nói như vậy đột nhiên cười phốc một tiếng chuyện gì đường khả hinh ngạc nhiên nhìn về phía tiêu đồng có phải cô yêu rồi hay không tiêu đồng cố ý chu chọc cô, cười nói. Cái gì, đường khả Hinh không hiểu nhìn cô, mặt đỏ lên. Chỉ có yêu đang người, mới có thể đột nhiên buồn bực. Đi thôi, tôi đỡ cô. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng đỡ người của cô, bước đi. Đường khả Hinh nghe nói như vậy, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Lúc tiêu đồng chào hỏi với một đồng nghiệp, theo bản năng nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra, khẽ cắn môi dưới, nhấn số điện thoại của tưởng thiên lỗi phòng làm việc tổng giám đốc thật yên tĩnh, cho nên chuông điện thoại di động vang thật lớn. Tưởng thiên lỗi im lặng thu hồi ánh mắt, vừa cầm điện thoại di động vừa nhìn, là điện thoại của đường khả hình, ánh mắt anh ngưng tụ. Như mặt có chút khó chịu, ngồi ở đối diện, nhìn về phía anh, yếu ớt hỏi, ai vậy? chương 284, một chút mùi hương. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn điện thoại di động trong lòng bàn tay mình không ngừng chấn động, hai chữ khả hình lóe ra ánh sáng xanh, đưa mắt nhìn thật lâu, đột nhiên ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, cắt đứt điện thoại. Đường khả Hinh nắm điện thoại, tựa vào bên tường, đột nhiên trong lòng cảm giác bị đè nén và buộc chặt, cầm điện thoại di động, ngẩng đầu lên, hai mắt xoay tròn thoáng qua một chút mất mát và do dự, có lẽ anh đang bận. Có lẽ anh đang đi họp, tiếng nói nhẹ nhàng từ trong đáy lòng phát ra, vây quanh mình. Gọi điện thoại cho bản thân của cô chưa? Tiêu đồng đi tới trêu đùa, nhìn đường khả Hinh cười hỏi. À, mặt của đường khả hình trong trước mắt đỏ bừng nhìn cô, cất điện thoại di động. Đi thôi, nếu như anh ấy không nhận điện thoại, nhất định có lý do. Tiêu đồng dắt nhẹ cô, tiếp tục mỉm cười bước đi. Đường khả hình cũng từng bước từng bước đi về phía trước, nghĩ tới lời của tiêu đồng, trong lòng xẹt qua ấm áp, cô khẽ mỉm cười, nghĩ, đúng vậy, luôn có lý do. Tưởng thiên lỗi lạnh nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía như mặt. Như mặt cũng ai oán nhìn về phía anh. Tại sao lại ho khan? Không phải người giúp việc chăm sóc cho em rất tốt sao? Giọng của tưởng thiên lỗi vẫn lạnh nhạt. Như mà đắm đuối nhìn về phía anh, nói em. Ngày đó em chạy tới, không kịp chờ người giúp việc che dù đã xuống xe, không cẩn thận mắc mưa. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi tức giận, hai tay nắm tay vịn ghế, lạnh lùng quay đầu đi, im lặng không lên tiếng. Như mặt vẫn ôn nhu nhìn về phía anh, thật cẩn thận hỏi anh. Tha thứ cho em không? Tưởng thiên lỗi nhìn về phía như mặt, nở nụ cười, nói có cái gì tha thứ hay không tha thứ. Cũng đã qua rồi. Hai mắt như mặt lập tức tràn đầy nước mắt. Tưởng thiên lỗi quay đầu đi, không muốn nhìn cô. Nước mắt như mặt lăn xuống, lại cảm giác một mùi tanh tuôn ra. Cô cầm khăn tay trắng, không ngừng che miệng ho khan, ho đến cả người trở nên chấn động run rẩy, mặt cũng bởi vì khó thở mà sung huyết đỏ bừng. Tưởng thiên lỗi nghiêm mặt, nhưng vẫn nghiêng người tới trước, đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô. Như mặt im lặng không lên tiếng, chỉ cầm khăn tay trắng của mình, không ngừng lau lệ, không ngừng ho khan, có chút khó chịu, mềm nhũn muốn ngã xuống theo gió bay mất. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô, hai mắt thoáng qua tia đau lòng, mới vừa muốn tiến tới, lại nghe được tiếng gõ cửa vang lên, anh dừng động tác, hơi nghiêng mặt, chậm rãi gọi, vào đi. Đông Anh lập tức dẫn bác sĩ gia đình đi tới. Ngay lập tức tưởng thiên lỗi đứng lên, nhìn bác sĩ, bất đắc sĩ nói, bác sĩ Trần, ông mau xem cho cô ấy một chút, ho rất nhiều. Vâng, bác sĩ Trần lập tức dẫn y tá tiến lên, sau đó mở hộp băng ra trước, lấy dụng cụ nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho cô, sau đó để cho cô cẩn thận nằm ngang ở trên ghế salon, cầm dùng ống nghe trần đoán bệnh, ông ta khẽ cau mày, yên lặng nghe một lúc lâu, có thói quen không lên tiếng, để cho Đông Anh lấy cái chăn bông đắp nhẹ lên cho như mặt đang ho khan rất lợi hại, hơi bất đắc dĩ nhìn như mạt nhẹ nhàng nói, phu nhân, hai ngày nay cô có đi xem bệnh không? Sắc mặt như mà tái nhợt, trên trán dịn mồ hôi lạnh, thấm ướt vài sợi tóc, im lặng không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, nhìn bộ dáng cô, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe. Thị trưởng, không có đưa cô đi xem sao, bác sĩ gấp gáp hỏi. Như mặt nằm trên ghế salon, suy yếu nói, vết thương cũ của vĩ nghiệp tái phát, vẫn còn ở bệnh viện, ba mẹ ở bệnh viện chăm sóc anh ấy, tôi không dám nói tôi bị bệnh, chỉ nói hơi ho một chút. Nếu nói đi bác sĩ khám sẽ làm cho mọi người lo lắng. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhất thời tức giận quay mặt đi. Bác sĩ bất đắc dĩ nhìn cô nói, phu nhân, trái tim của cô ghép chỉ mới hơn 2 năm, vẫn còn ở kỳ quan sát, không thể tùy tiện ho khan và phát sốt, cô biết không? Nếu như phát hiện vấn đề, phải lập tức đi bác sĩ khám. Tại sao cô chỉ nghĩ cho người khác, không nghĩ đến mình? Như mặt không biết nên nói gì, chỉ nằm trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, giống như áng mây bồng bềnh sắp bay đi. Bác sĩ nhìn thời gian đã đến, lập tức cầm nhiệt kế xem 36,8 độ, ông ta thở phào nhẹ nhõm, nói cũng may, không có phát sốt, nếu như ho cộng thêm sốt, là viêm phổi thì phiền toái. Tôi lập tức trần bệnh cho cô, sau đó kê đơn thuốc, cô phải ở chỗ này, chúng tôi muốn tận mắt trông thấy cô uống thuốc xong, mới có thể đi khỏi. Chấm ngoặc kép. Như mạt nghe vậy, chỉ đành phải gật đầu. Bác sĩ nhanh chóng xem bệnh cho như mạt. Ánh mắt tưởng thiên lỗi không thể tiếp tục rời khỏi trên người của như mạt, chỉ nhìn khuôn mặt cô tiểu tụy dịn mồ hôi lạnh lẽo, trong lòng của anh đau nhói, im lặng tiến lên, kéo khăn giấy, ngồi ở trên thành ghế dựa, lau mồ hôi trên trán cô. Như Mạt thấy y tá cầm ống chích lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, nước thuốc phun ra ngoài, trong lòng của cô co rúm lại, vội dựa vào ghế salon, trong lúc lơ đáng tay nắm lấy tay tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi cảm nhận liền cầm ngược bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ ngồi xuống để cho cô tựa vào trong ngực của mình theo thói quen nhẹ nhàng hôn ở lên mái tóc cô nước mắt như mặt lăn xuống tựa vào trong ngực của anh hơi co rúm người chờ đợi truyền dịch y tá nhắc cổ tay của cô ở trên da thịt cổ tay của cô đâm nhẹ vào bơm thuốc a à, như mà đau nhức khó chịu kêu nhỏ tưởng thiên lỗi lại ôm thân thể cô đang kích động run rẩy nhìn cô cô đơn cuộn người trong lòng của anh đau nhói lại ôm chặt cô a à, đường khả hinh mới vừa phải trở về phòng thư ký đột nhiên bị gai xương rồng đâm vào ngón tay cái cô kêu nhỏ giơ ngón cái nhìn đầu ngón tay dịn giọt máu máu đỏ thấm cô vội vã đưa ngón cái nhét vào trong miệng mút giọt máu này dùng cồn trừ độc cho vết thương và cầm máu cô phản ứng rất mau tiêu đồng nhìn về phía khả hinh, cười nói Đường khả hình ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía tiêu đồng nói, chảy máu, bị thương, nhất định phải tự mình liếm. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng đã quen. Tiêu đồng nhìn cô thật sâu, mới vỗ nhẹ bả vai của cô, nói, mau vào đi thôi. Sáng sớm tổng giám đốc có chuyện tìm cô. Chuyện gì, đường khả hình không hiểu hỏi. Tôi cũng không biết, chấm ngoặc kép, tiêu đồng khẽ mỉm cười, liền xoay người đi khỏi. Đường khả hình suy nghĩ một chút, Liên mỉm cười đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc vươn tay gõ nhẹ một cái vào đi chấm ngoặc kép giọng nói của trang hạo nhiên có chút nghiêm túc đáp lời điều này nói rõ anh đang bận đường khả hinh nghe được tiếng của anh cũng không tự chủ mỉm cười đôi tay đẩy nhẹ ngay sau đó thấy phòng làm việc to lớn toàn bộ cửa sổ sát đất mở ra gió biển lạnh lẽo thổi mạnh thậm chí thấy bầu trời xanh thẳng và mây trắng hiện ra trước mắt tiếng sóng biển xô nhau nhất thời làm cho người ta sảng khoái Cô đứng ở bên cửa, nhẹ nhàng xoay người cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên hôm nay người mặc tây trang màu xanh nhạt, vạt áo trước cài đóa hoa hồ điệp màu trắng, cổ áo sơ mi trắng mở ra, ngồi ở trước bàn làm việc. Vẻ mặt nghiêm túc xem tài liệu, bên cạnh để gần 10 cái hộp lớn, được xếp thật cao. Đường Khả hình có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn cái hộp trước bàn làm việc của anh, mới đóng nhẹ cửa lại, đi về phía Trang Hạo Nhiên, nhìn thái độ anh rất nghiêm túc, mới hỏi: "Tổng giám đốc, anh tìm tôi?" Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem tài liệu, để cho cô đứng đó. Đường Khả Hinh đã quen bộ dáng của anh, liền không để ý tới anh mà có chút tò mò quay đầu nhìn về phía những cái hộp chồng lên nhau, nhưng tất cả đều là tiếng Anh, cô có chút không hiểu, nhưng dần dần cô ngửi được mùi thơm tinh tế từ bên trong bay ra, ánh mắt cô lóe sáng, hít mạnh mùi hương kỳ diệu này, có mùi hoa hồng, mùi đàn hương, mùi táo. Còn có. Cô càng tò mò bước đến gần, không cố ý nhìn cái hộp mà nghiêng đầu ngửi mùi thơm này. Trang hạo nhiên cầm bút máy lên, mở tờ tài liệu cuối cùng, ký lên tên mình, mới nói, ngửi được mùi vị gì rồi hả? Đường khả hình nhìn về phía trang hạo nhiên, dịu dàng nói, tôi ngửi thấy. Mùi hoa hồng, mùi đàn hương, mùi táo, còn có mùi đào. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên khép tài liệu lại, hơi nghiêm túc nhìn cô, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Đường khả hình cau mày, cúi nhẹ người xuống, thử dùng chóp mũi tiếp xúc cái hộp. Trang Hạo Nhiên vươn tay gõ nhẹ cái mũi của cô. A. À, đường Khả Hinh lập tức đứng dậy, cau mày nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, sau đó đứng dậy, cúi người ôm lấy 10 cái hộp lớn trước mặt, đi tới phòng khách đặt xuống trên bàn trà, có chút mệt mỏi ngồi xuống, nói: Mệt chết tôi. Sao anh dậy sớm như vậy? Đường Khả Hinh nhìn anh, cảm giác dậy thật sớm. Trang Hạo Nhiên đầu ngửa ra sau, nhắm mắt lại, Sâu kín nói, tại sao một quả địa cầu phải chia làm hai nửa? Nếu đó là một mảnh vải, tôi không cần vội vàng xử lý công việc mệt mỏi này lúc tranh lệch múi giờ. Đường Khả Hinh mỉm cười, Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Đường Khả Hinh nghe lời khéo léo ngồi xuống, nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, anh có căn dặn gì? Đại nhân, Trang Hạo Nhiên ngồi dậy, cố ý cao mày nhìn cô một cái, mới nói, mở hết mấy cái hộp trước mặt ra. Đường Khả Hinh nghe vậy liền mỉm cười nghiêng người tới trước, ôm lấy một cái hộp trong đó, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện bên trong là từng chai tinh dầu nhỏ giống nhau, tổng cộng có 20 chai, phía trên là tên các loại mùi hoa, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, Tổng Giám Đốc, đây là cái gì? Trang Hạo Nhiên thật sự mệt dã rời nói, bên trong là các loại hương liệu, từ mùi hoa, đến sâm mộc, còn có mùi vị rừng rậm sau cơn bão. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình kinh ngạc mở từng cái hộp ra, nhìn các loại hương liệu, quả nhiên rất đầy đủ, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi anh. Ý của anh là, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nói, trên thế giới này, chỉ có một thứ sẽ không biến mất theo thời gian. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh yên lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng vừa chạm mũi của cô, mới nói chính là mùi vị. Thời gian qua đi, chúng theo sẽ biến hóa thành ngàn vạn mùi bay trong vũ trụ này, nhưng chúng sẽ không biến mất mà mùi vị rượu đỏ kinh điển nhất bất quá cũng chỉ có mười mấy hoặc trên trăm loại, khứu giác con người rất phức tạp, chúng ta có thể quen thuộc mùi thơm trong những loại rượu khác nhau, đây là việc cơ bản nhất của một chuyên gia hầu rượu. Đường Khả Hinh nghe anh nói, suy nghĩ một chút. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm đường Khả Hinh, nói trước mặt có hơn 200 loại hương liệu, là tập hợp tất cả loại mùi thơm rượu đỏ tương đối rõ ràng và kinh điển nhất. Ngửi được mùi vị rượu đỏ phát ra trong quá trình trưng cất, là chuyện cơ bản và quan trọng nhất của cô lúc này. Đây là bài tập thứ ba về khứu giác. Đường Khả Hinh nghe xong liền gật đầu một cái, nói, vâng. Tôi biết rồi, chấm ngoặc kép. Cô biết cái gì? Trang Hạo Nhiên cười nhìn đường Khả Hinh nói. Ngửi mùi vị, đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, nói, lỗ mũi của cô rất tốt, quen thuộc những mùi này, đối với cô không phải là vấn đề. Vậy tôi phải làm sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cầm lên một cái hộp trong đó, lấy ra một chai hương liệu, giờ ở trước mặt của Đường Khả Hinh nói, ở trong sinh hoạt, tìm ra chính xác thứ hương liệu giống nhau, đây mới là chuyện quan trọng nhất của cô lúc này. Đường Khả Hinh há hốc miệng, kinh ngạc nói, không thể nào. Nhiều như vậy, ví dụ như mùi vị sau bão táp, tôi làm sao tìm được. Đây là vấn đề của cô. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng, liền nhìn Trang Hạo Nhiên thu hồi cái hộp, dáng vẻ nhẹ nhàng phong độ, cô cố ý hử một tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, đột nhiên mỉm cười, cầm một cái hộp trong đó, đưa cho Đường Khả Hinh nói: "Bây giờ bắt đầu luyện tập, nói cho tôi biết, đây là mùi gì?" Đường Khả Hinh nhận lấy hương liệu, ngửi một cái, liền trực tiếp nói: "Mùi vị lavender." Chấm ngoặc kép. "Tìm mùi vị này đi." Trang Hạo Nhiên nhìn cô, ra lệnh: Đường khả hình trước mắt, nắm chai hương liệu, nhìn anh một cái, đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, trên mặt của cô nhanh chóng xảy ra biến hóa, từ từ, từ từ, cô đột nhiên nghiêng người tới gần Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhíu mày, thân thể ngửa ra sau, nhìn cô. Đừng động, đường khả hình đột nhiên lại gần Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi tới trước, chóp mũi người nhẹ ở trên cổ anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt xẹt qua vui vẻ, hơi nghiêng mặt, ở khoảng cách thật gần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đường khả hinh, cảm giác trong thân thể của cô tỏa ra một mùi quyết, anh hơi ngứa mặt, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đường khả hinh lại nghiêng người tới trước, gần như dựa vào người trang hạo nhiên, hôm nay anh sức nước hoa đi o, lại cúi xuống, dùng lỗ mũi nho nhỏ, gần như dán sát cổ áo sơ mi của anh, rồi đến cằm của anh, rồi đến khuôn mặt của anh, cuối cùng chóp mũi rơi nhẹ trên môi mỏng khiêu gợi của anh. Anh im lặng bất động, rũ mắt, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trước mặt lỗ mũi nho nhỏ gần như dán môi của mình anh khẽ mím môi mỏng nhịn cười chóp mũi đường khả hình sắp rơi vào trên môi của anh hai mắt đột nhiên vui mừng sáng lên giống như phát hiện vùng đất mới nhìn trang hạo nhiên nói hôm nay ở trong nhà anh ngậm qua cỏ lavender trên trong chóng gió có đúng hay không trên môi có mùi vị này trang hạo nhiên quay mặt sang ở khoảng cách thật gần nhìn cô mới có chút hả hê nói không phải chấm ngoặc kép. Không đúng, đường khả hình cao mày nhìn anh, tức giận đưa lỗ mũi qua ngửi, gần như dán lên môi. Tôi chỉ hôn nhẹ trong chóng gió một cái mà thôi, nếu cô không chắc chắn, có muốn nếm thử một chút hay không. Hai mắt trang hạo nhiên đột nhiên lộ ra một chút nóng bỏng, nhìn về phía cô. Đường khả hình mở chừng hai mắt, lúc này mới phát hiện khoảng cách này rất thân mật, cô lập tức nhảy ra, nói, đi. Trang hạo nhiên đột nhiên cúi đầu mỉm cười, lúc này mới phát hiện ra ngón tay cái của cô dịn một chút máu, anh lập tức vươn tay, nắm ngón tay cái nhỏ nhắn của cô, hỏi, sao lại thế này? Bị gai xương rồng đâm, đường khả hình nhìn ngón tay cái của mình, có chút ngạc nhiên nói, đây là chuyện gì vậy? Tôi mới vừa, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên không lên tiếng, cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm ngón tay cái. Đường khả hình khiếp sợ nhìn anh, lập tức muốn rút tay về, bởi vì cô đã cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi Trang Hạo Nhiên xẹt qua của mình ngón cái, hiện lên một chút ngứa ngáy. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, mút nhẹ tiêm máu, từ dưới bàn trà, rút ra một hộp keo dán dự bị, một tay xé ra, nhẹ nhàng dán lên ngón cái của cô, mới ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, nói khẽ, gọi anh trai đi. Đường khả hình cũng bị động tác của anh làm cho đỏ mặt, cô lập tức rút tay về nói, không muốn ngay lập tức Trang Hạo Nhiên chừng con bé đáng chết này. Tại sao có hộp keo dán cầm máu lớn như vậy? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên đóng cái hộp lại, mới nói, bình thường lúc tiêu đồng lật văn kiện sẽ bị giấy cắt đứt tay, nhưng giấu tay vào, cô ấy lại không muốn băng lại, tôi để một hộp ở chỗ này, cô có thể lấy ra dùng. Đường Khả Hinh cười có chút ngọt ngào nhìn về phía anh. Gọi anh trai đi, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, cười nói không muốn, đường khả hình không nói hai lời, lập tức đứng dậy, thu dọn từng cái hộp. Trang hạo nhiên rất không vui nhìn cô. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, trang hạo nhiên sảng khoái đáp lời. Tiêu đồng mỉm cười đi tới, lại có chút bất đắc dĩ nói, tổng giám đốc, bên kia báo tin, như mà tiểu thư tới, bác sĩ đang xem bệnh ở phòng làm việc tổng giám đốc tưởng. Dường như bất chợt sốt nhẹ. Cái hộp ào ào rớt xuống, đường khả hình ngây người. Cái gì? Trang hạo nhiên lập tức đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Đường Khả Hinh ngây ngô đứng ở một bên, cảm thấy thân thể nhẹ tinh, giống như cây liễu, tham luyến một chút dịu dàng, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ buông tay. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng lập tức nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Đi nào." "Đi, đi đâu?" Đường Khả Hinh có chút căng thẳng hỏi. "Cô là thư ký thân cận của tổng giám đốc, đương nhiên phải đi theo." "Mau!" Tiêu Đồng lập tức ngoắc để cho cô đuổi theo Trang Hạo Nhiên. Trong chớp mắt sắc mặt khả hình tái nhợt, nhìn về phía trước, cảm giác trái tim bị run rẩy vỡ tan. mươi 285, cô đi đâu rồi? Thang máy nhanh chóng đi lên trên. Hai mắt đường khả hình tan rã tâm trạng căng thẳng tựa vào trên tường thang máy, trong đầu như thiếu dưỡng khí, tràn đầy nụ hôn dịu dàng và cái ôm thâm tình của tưởng thiên lỗi. Giờ phút này vô số hình ảnh mang theo hy vọng cuối cùng của mình giống như bị xé rách từng cái rụng rơi đầy đất càng lúc càng hít thở không thông. Tay đè chặt ngực áo, hai chân càng lúc càng bồng bềnh, hơi choáng váng. Khả Hinh, tiêu đồng đứng ở một bên, nhìn đường Khả Hinh, có chút lo lắng nói cô thật không có chuyện gì chứ. Trang Hạo Nhiên đang tính thời gian thang máy, nghe tiêu đồng nói vậy, lập tức quay đầu nhìn đường Khả Hinh tựa vào bên cạnh thang máy, sắc mặt tái nhợt, trên trán dịn mồ hôi lạnh, tay nắm chặt quần áo, bộ dáng khó chịu hít thở không thông, anh nghiêm túc đến gần cô, nhanh chóng hỏi, cô không sao chứ? Mới vừa còn thật tốt, xảy ra chuyện gì, thân thể không khỏe. Đường khả hình ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nhìn về phía anh, dịu dàng nói, không có việc gì. Chắc là thang máy đi quá nhanh, hơi khó thở. Tối hôm qua ngủ không ngon giấc, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe vậy liền vươn tay, khẽ vuốt mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp trên huyệt thái dương của cô, sau đó nắm lên bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng xoa vị trí huyệt hổ khẩu. Đường Khả hình nhất thời cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên vừa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn con số thang máy lên cao, sắp đến tầng 100, sắc mặt của anh lại có chút lo âu, trong lòng của cô hơi bối rối, nhẹ nhàng buông lỏng ra tay của anh. Rốt cuộc cửa thang máy mở ra. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi ra, nhưng vẫn quay đầu xác nhận Khả hình không sao trước, mới buông lỏng bước đi. Bước ra cửa thang máy, Hai chân Khả Hinh đột nhiên không còn hơi sức, đại não như thiếu dưỡng, sắc mặt lập tức trắng bệch, không dám nhìn về phía trước. Khả Hinh, tiêu đồng nhìn cô, lại ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh nghe tiếng gọi, cô khẽ gật đầu một cái, thở một hơi, nắm chặt một góc áo, theo bản năng ép buộc mình đi lên phía trước. Đông Anh có chút lo lắng cầm trà quả, mất hồn đi ra phòng làm việc. Đông Anh, trang hạo nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt của Đông Anh, nhìn cô nhanh chóng hỏi, như mặt không sao chứ cô nghe tiếng của trang hạo nhiên lập tức xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên mới vừa miễn cưỡng mỉm cười nói lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng đứng sau lưng anh cô giật mình lui về phía sau mấy bước nắm chặt cái khay trong tay trái tim bùm một tiếng sững sờ không thốt nên lời ánh mắt đường khả hình lộ ra kiên cường cùng đối mặt bước nhẹ tới trước đi theo sau trang hạo nhiên nhìn về phía cô đông anh nhìn về phía cô sắc mặt tái nhợt lập tức miễn cưỡng cười nói a à, không sao, mọi người chờ một chút, tôi vào thông báo. Chấm ngoặc kép, tự tôi đi vào, cô ấy ngã bệnh phát sốt, còn thông báo cái gì? Trang hạo nhiên rất gấp gáp lập tức đẩy cửa ra, đi vào. Ai, đông anh gấp gáp kêu nhỏ một tiếng. Tưởng thiên lỗi ôm nhẹ như mà đang mềm nhũn ở trong ngực, nghe tiếng đẩy cửa, liền ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên, vẻ lạnh lùng nói, có gấp, đi vào cũng phải gõ cửa chứ. Cô ấy mới vừa ngủ, chấm ngoặc kép, anh dừng lại, hai mắt nhìn thấy đường khả hình ở phía sau đi tới, hai mắt của anh nhanh chóng chấp lóe. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng, tay trang đen, rất tao nhã đang ôm như mặt yếu ớt, ngã bệnh tái nhợt, rất yêu thương, đầu óc của cô nổ bùm một tiếng, có cái gì đó hoàn toàn vỡ vụn, đột nhiên loạn choạng một cái. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng buông như mặt ra, chợt đứng lên, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía khả hình. Như mặt mới vừa nhắm mắt, cảm thấy thiên lỗi đột nhiên đặt mình ở trên ghế ngồi, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Trang Hạo Nhiên đã bước nhanh về phía mình, đứng ở trước mặt của mình, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, quan tâm hỏi, không có sao chứ? Sắc mặt cô tái nhợt, dịu dàng mỉm cười, thật yếu ớt nói, không có việc gì. Bác sĩ đã xem qua, chấm ngoặc kép, không phải nói sốt nhẹ sao? Trang Hạo Nhiên lại căng thẳng vuốt chán của cô, xem nhiệt độ, hỏi. Lúc này trong quá trình vô nước biển, xuất hiện một chút sốt nhẹ, có thể do tác dụng của thuốc chống viêm, bây giờ đã không sao, thật may có thiên lỗi chăm sóc tôi. Chấm ngoặc kép, như mà cười dịu dàng nói xong, liền ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Cô hơi sướng sờ, theo ánh mắt của anh, nhìn về phía trước, phát hiện đường khả hình và một người thư ký khác cũng tới, cô liền mỉm cười nói chào các cô. Chấm ngoặc kép, đôi chân đường khả hình gần như đứng không vững, Dường như có chút bồng bềnh nhìn cảnh tượng này, trái tim lạnh lẽo tê dại muốn chết đi. Nghe lời này, nhìn về phía cô gái xinh đẹp ở trước mặt yếu ớt giống như áng mây, trên mặt của cô cứng rắn nở nụ cười, chớp mắt một cái, mới từ trong thân thể hít sâu một cái, đáp nhẹ chào. "Chị." chấm ngoặc kép. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm Khả Hinh, khẽ cắn răng, nắm quả đấm. Đường Khả Hinh giống như không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ngón tay cô cắm vào trong thịt, cứng rắn bắt buộc mình đừng khóc đừng rơi lệ. Bây giờ cô như vậy, còn trông non người ta. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, lấy thêm một gối ôm, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng cô, mới chậm rãi cầm bàn tay nhỏ bé của cô, thấy ống tiêm cắm vào ở mờ u bàn tay của cô, anh cố ý nói, ôi chao. Hôm nay chích, rất đau chứ, nhất định lại kêu. Như mạt không nhịn được mỉm cười, nói anh cũng biết từ nhỏ tôi sợ chích, nếu không phải thiên lỗi ở bên cạnh, tôi quyết định không muốn bác sĩ khám cô vẫn nghe lời của anh ấy. Trang hạo nhiên có chút tức giận nói xong, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía tưởng thiên lỗi vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía trước, anh liền nói anh ngồi đi, đứng làm gì. Tưởng thiên lỗi đứng ở bên ghế salon, nhìn bộ dáng khả hình đau thương im lặng thản nhiên, mới vừa muốn cất bước đi về phía cô, ngón tay bị người nhẹ nhàng nắm chặt, anh hơi cúi xuống. Như mặt nắm nhẹ ngón áp út của anh, mỉm cười nói, ngồi đi. Anh vừa đi ra, em sợ ngay hai người đều ngồi bên cạnh em, trong lòng của em luôn thoải mái nhất. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi muốn giấy ruộng đẩy nhẹ ngón tay cô ra, như mạt lại nhẹ nhàng nắm cổ tay của anh để cho anh ngồi xuống trước mặt mình, thân thể dựa nhẹ vào trong ngực của anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên cạnh như mạt để cho cô tựa vào trong ngực, thế nhưng anh vẫn nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra nóng nảy. Đường Khả Hinh cảm giác mình ở trong không gian này sắp chết ngạt trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười ngồi trở lại trên ghế salon nhìn về phía như mặt cười nói cô cũng không biết mới vừa tôi nghe tin cô xảy ra chuyện làm tôi hoảng sợ rất nóng ruột cô cũng biết trái tim của cô không khỏe người trên toàn thế giới đều xem cô như tâm can bảo bối nhất là tổng giám đốc tưởng vĩ đại nếu cô gặp chuyện không may cô không điên anh ấy sẽ phát điên như mặt cười ngọt ngào lại dựa vào trong ngực tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi cúi đầu chớp mắt một cái, hơi tức giận nói, sau này đừng xen vào chuyện người khác. Cô ấy có chuyện gì, không có liên quan đến cậu. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên nhìn anh. Như mà cũng có chút ngạc nhiên nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi thở mạnh, đột nhiên xẹt qua một chút bất đắc dĩ đau đớn, mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trang hạo nhiên đang im lặng phút chốc lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu đồng và đường khả hình, cười nói tổng giám đốc tưởng mất hứng, chê chúng ta phá cửa đi vào, Hai người đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ tôi." Chấm ngoặc kép. "Vâng." Chấm ngoặc kép. Đường Khả hình và Tiêu Đồng nghe vậy, đồng thời cúi người xuống, khẽ gật đầu, mới xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ Đường Khả hình lúc đi khỏi, đau thương và nặng nề, đôi mắt nhanh chóng chuyển động một lúc, trầm giọng nói với hai người Như Mạt, "Tôi đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp, phải đi ra ngoài, hai người ngồi trước." "Đi đâu?" Như Mạt nắm nhẹ tay Thiên Lỗi, có chút mất mát hỏi. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, nhàn nhạt nói ở bên ngoài. Sẽ trở lại ngay, em tán gẫu với hạo nhiên một lát. Chấm ngoặc kép, như mặt có chút mất mát suy nghĩ một chút, chỉ đành mỉm cười nói, được rồi. Nhanh trở lại, chấm ngoặc kép. Ừm, tưởng thiên lỗi nhanh chóng đứng dậy, nhìn Trang Hạo Nhiên, lập tức đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn anh đi khỏi. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng mở cửa phòng làm việc, liếc mắt nhìn thấy tiêu đồng đang nói đùa với đồng nghiệp bộ phận nhân sự anh lập tức tiến lên đi tới trước mặt cô hỏi đường khả hình đâu tiêu đồng quay đầu nhìn hai mắt nóng rực của tưởng thiên lỗi rất nghiêm túc và đáng sợ cô có chút ngạc nhiên sâu kín nói dường như đi ra ngoài chấm ngoặc kép cô ấy đi đâu tưởng thiên lỗi vội vàng hỏi tiêu đồng suy nghĩ một chút mới nói cô ấy nói thân thể có chút không thoải mái nhớ tới có chuyện gì nói muốn đi trước mới vừa đi vào thang máy, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lạnh lùng xoay người, nhìn cánh cửa thang máy trước mặt đã đóng, anh lập tức bước nhanh tới, đi thật nhanh, thật nhanh, cuối cùng nhanh chóng đi tới trước, thấy cửa thang máy đã đóng lại, anh lập tức nhấn một cánh cửa thang máy khác, hai mắt sắc bén lóe lên áy náy, lo lắng chờ thang máy đi lên, mở cửa, anh nhanh chóng đi vào, đóng cửa lại. Đường khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đứng ở bên trong thang máy, sốt ruột buồn rầu nói cô nghe tôi giải thích. Chấm than ngoặc kép, không gian xung quanh yên tĩnh không có tiếng đáp lại anh. Anh đau lòng nghĩ tới nụ hôn ở dưới cây phong hôm nay, cảm thấy cô gái trước mặt có chút ngọt ngào và hạnh phúc. Anh thở một hơi, gấp gáp ngẩng đầu lên, nhìn thang máy nhanh chóng trượt xuống lầu một. Cửa mở ra, anh nhanh chóng đi ra, lập tức nhìn thấy khắp đại sảnh xa hoa toàn là khách quý. Anh khẩn cấp đi ra ngoài, nhìn đám người xung quanh, không có một bóng dáng nào quen thuộc, anh lại đi ra đại sảnh, đón gió biển minh mông, nhìn quảng trường rộng lớn và cây cầu dài ven biển, còn có trạm xe buýt quen thuộc cũng không có bóng dáng quen thuộc đó. Vẻ mặt anh căng thẳng, nhanh chóng xoay người, nắm chặt một tiếp tân, lạnh lùng nói, "Thông báo bộ phận giám sát, tìm thư ký tổng giám đốc trang, Đường Khả Hinh." Chấm than ngoặc kép. "Vâng, tiếp tân lập tức xoay người đi khỏi." Tưởng Thiên lỗi một mình bước nhanh qua đại sảnh khách sạn, đi vào phía sau vườn hoa, đi thẳng tới trước cửa hoàn cầu sải bước đi vào, tất cả nhân viên thấy tưởng thiên lỗi tới, lập tức đứng lên, khom người cung kính, kêu nhỏ tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi đi vào thang máy, lạnh lùng đóng cửa lại. Bộ phận hành tránh và thư ký văn phòng đều yên lặng làm việc, lại nghe được trước quầy tiếp tân truyền đến tin tức, tổng giám đốc tưởng tới, bọn họ có chút kinh ngạc lập tức đứng lên, nhìn về phía cửa thang máy mở ra, quả nhiên thấy tưởng thiên lỗi sải bước đi ra, bọn họ lập tức khom lưng cung kính, kêu nhỏ tổng giám đốc tưởng thiên lỗi không để ý đến bọn họ, chỉ xài bước đi vào phòng thư ký, trong ánh mắt ngạc nhiên của thư ký, nhanh chóng quan sát, không nhìn thấy đường khả hình, anh lại lo lắng xoay người, trong trước mắt đẩy cửa phòng làm việc trang hạo nhiên, vẫn không có người, rốt cuộc anh kinh ngạc suy nghĩ cô đi đâu rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 286 Cá heo nhỏ bởi vì Trang Hạo Nhiên còn có một cuộc họp quan trọng khẩn cấp cho nên cũng không chờ tưởng thiên lỗi trở lại, Bảo Đông Anh trông chừng như mặt, anh nhanh chóng đi ra, kêu tiêu đồng nói, gọi điện thoại đến bộ phận hành tránh, nói 15 phút sau, chuẩn bị họp. Vâng, chấm ngoặc kép, tiêu đồng im lặng theo sát anh đi khỏi. Trong đầu Trang Hạo Nhiên đang sắp xếp lại cuộc họp quan trọng, đột nhiên dừng bước lại, ngạc nhiên nhìn về phía tiêu đồng nói, hả? Đường khả hình đâu? Tiêu đồng có chút gian nan nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói, đi. Đi rồi, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên ngạc nhiên nhìn tiêu đồng, cao mày giật mình nói, đi. Đi đâu hả? Tôi, tôi cũng không biết, cô ấy nói thân thể có chút không thoải mái, nói có chuyện gì đó, đi trước. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng hơi khó xử nhìn về phía Trang hạo nhiên nói. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ lại một chút chuyện ở phòng làm việc lúc này, anh thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật khổ não nói, chuyện này. Chuyện này, người này thật sự không tiến bộ, tiêu đồng không biết trang hạo nhiên nói cái gì chỉ nhìn anh hỏi tại sao nói không tiến bộ không cần hỏi đi họp trang hạo nhiên lại chuyển người sải bước đi về phía trước vẻ mặt mất hứng tiêu đồng đi theo phía sau anh hơi cẩn thận hỏi lão đại thật mặc kệ cô ấy à mặc kệ trang hạo nhiên tức giận đi vào thang máy kéo tiêu đồng đi vào trực tiếp đè xuống nút đóng cửa cửa thang máy đóng lại tiêu đồng đứng ở một bên vẫn nhìn trang hạo nhiên sắc mặt trang hạo nhiên căng thẳng, đôi tay cắm túi quần, ngẩng đầu nhìn con số thang máy nhanh chóng trượt xuống, lại lạnh lùng rút tay ra, nhắc cổ tay nhìn thời gian đã 10 giờ 30 cách cuộc họp có 10 phút, thở dài một hơi, im lặng không lên tiếng. Tiêu đồng nhìn anh, thang máy nhanh chóng trượt xuống, cho đến lầu 1, cửa thang máy mở ra. Trang hạo nhiên nhanh chóng đi ra, trực tiếp xoay người đi ra phía sau vườn hoa đi về phía hoàn cầu, nhưng mới vừa đi vài bước, anh hồi bất đắc dĩ dừng bước lại, thở dài một hơi. Tiêu Đồng nhịn cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức hết sức tức giận và bất mãn xoay người, vừa đi ra ngoài vừa nói, nhà ai không có vài chuyện hư hỏng, nếu như vậy mà muốn chết muốn sống, trước kia làm sao sống được. Anh muốn đi đâu? Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn về phía anh. Còn có thể đi đâu? Tìm người, cô thông báo các bộ phận, hủy bỏ cuộc họp. Trang Hạo Nhiên vừa đi ra ngoài, vừa lạnh lùng nói làm sao anh biết cô ấy đi đâu tiêu đồng nhìn bóng lưng trang hạo nhiên ở xa xa hỏi muốn trốn tránh cũng sẽ không núp ở khách sạn cô ấy lại không ngốc trang hạo nhiên đã đứng ở cửa chính khách sạn tay nắm chặt chìa khóa xe ném cho tiếp tân tiếp tân lập tức cầm chìa khóa nhanh chóng chạy đi lái xe anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra nhấn số đường khả hình lại tức giận nắm lên điện thoại nghe tiếng chuông reo vang từng hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhưng lại không có ai nghe, anh thật sự bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, ngừng ở không chung, thở dài một cái. Tiếp tân nhanh chóng lái xe trang hạo nhiên dừng ở trước cửa khách sạn. Anh nhanh chóng ngồi vào, sau đó lái xe, cho xe chạy thẳng ra phía trước khách sạn. Buổi trưa, chính là lúc thành phố càng náo nhiệt, nhiều tòa nhà cao tầng đứng sừng sướng dưới bầu trời xanh, xe cộ qua lại đếm không hết, ồn ào náo động, người đi đường nhanh chóng băng qua hai con đường nhộn nhịp ở bên cạnh chiếc audi pipec tiếp tục chạy xuyên qua thành phố trước sau trái phải tất cả đầy tiếng còi xe in ỏi bây giờ là thời đại thông tin rất nhanh ai cũng chạy đua với thời gian để sống có lúc sống tốt hay không sống vui hay không bọn họ không biết gì thậm chí bị tê liệt trang hạo nhiên cầm tay lái mở bồng xe lo lắng nhìn đám người nhưng không có bóng dáng quen thuộc đó trong miệng anh lo lắng lẩm bẩm một câu rốt cuộc cô đi đâu hả thời gian từng giờ trôi qua Giống như đồng hồ cát, giống như con cá vàng trong chậu bơi trong nước trong xanh, giống như lá cây ở trong gió nhẹ nhàng nhộn nhạo. Dĩ nhiên màn đêm cũng phủ xuống. Ánh đèn rực rỡ thấp sáng đêm sương mù vắng lặng. Trang Hạo Nhiên gần như lục soát khắp thành phố, cuối cùng dừng ở một ngôi lầu nhỏ, tay cắm nhẹ vào túi quần, im lặng chờ đợi, thỉnh thoảng mấy cô gái trẻ tuổi đi qua, thấy ở một nơi bình dân như thế xuất hiện người đàn ông rất đẹp trai, làm cho mặt của các cô lập tức đỏ lên đều tò mò và mê mẫn nhìn anh. Toàn bộ đứng 3 giờ. Có một cơn gió thổi qua, mang đến một luồng khí lạnh, thậm chí không khí còn có chút ẩm ướt, không đến bao lâu, quả nhiên trời đổ mưa phùn, thậm chí còn nổi lên một chút sấm sét. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn cơn mưa phùn nhanh chóng rơi xuống, đoán chừng sẽ có mưa to tầm tã. anh càng cảm thấy lo lắng nhìn trái phải quang cảnh yên tĩnh xung quanh, hết hy vọng do dự một lát, mới đội mưa phùn ngồi vào trong xe, Thắt dây an toàn, quay vô lăng, đạp nhẹ chân ga, cho xe chạy thẳng tới phía trước, không ngờ con đường Mộc Lan bị kẹt xe, anh đành phải quẹo cua, dọc theo con đường nhỏ, chạy qua một trường học, chạy qua một khu phố sầm uất nho nhỏ, muốn vòng qua khu vực kẹt xe. Quẹo cua đi khỏi. Chi. Xe dừng ở trước một đường chợ nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, không thể tin nổi quay đầu nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng, váy đồng phục màu xanh đen, trong tay cầm một áo khoác đồng phục hoàn cầu đưa lưng về phía mình, đứng ở trước một chiếc máy gấp con rối, tay nhấn cái nút màu vàng, muốn mở kềm kẹp lấy, không ngờ lại trống không, cô thở dài mất mát, lại móc tiền xu, còn muốn chơi tiếp. Một tiếng thở dốc nặng nề từ bên trong buồng xe truyền ra. Trang hạo nhiên cầm tay lái, hai mắt đong đưa, không nói nên lời, gào khóc, thương tiếc mất hơn 10 tiếng đồng hồ quý báu của mình. Mưa chút xuống càng lớn, thậm chí có chút mưa gió bay vào khu giải trí nhỏ, Khả Hinh đứng ở cạnh cửa khu giải trí, muốn gấp con cá heo nhỏ màu xanh dương, nhưng cô đã gấp 3 giờ rồi, con cá heo nhỏ vẫn thật yên tĩnh nằm ở trong đống gấu bông kia, hai mắt của cô lộ ra một chút mất mát và cô đơn, lại muốn móc ra tiền, không ngờ hết tiền xu, cô hơi nóng ruột muốn bỏ tiền ra để đổi tiền xu, nhưng đã không có tiền, cô cắn chặt môi dưới, đang muốn nghĩ biện pháp thì một cái rổ nho nhỏ, bên trong có trăm đồng tiền xu, đặt mạnh ở trước cái nút của máy, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã lạnh lùng đứng ở trước mặt của mình, nhìn các loại gấu bông ở bên trong, hỏi cô thích cái đó. Hỏi rất không khách khí. Đường Khả Hinh đau lòng và kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi Tổng Giám Đốc. Làm sao anh biết? Chấm ngoặc kép. Tôi hỏi cô thích cái đó. Chấm hỏi ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại cao giọng, lạnh lùng nhìn về phía đường Khả Hinh, tức giận hỏi. Đường Khả Hinh co do, không dám hỏi ngược lại, đưa ngón trỏ chỉ cá heo nhỏ bên trong kính thủy tinh, dịu dàng nói tôi. Tôi thích cái đó, cá heo nhỏ đó, chấm ngoặc kép. Một trận gió mưa bay vào. Trang hạo nhiên đứng ở sau lưng đường khả hình, che mưa gió cho cô, nhẹ nhàng ôm cô trong ngực mình, mới lạnh lùng vươn tay cầm tiền xu quăng vào trong máy, sau đó cúi xuống, hai mắt chăm chú, tay đè ở trên cái nút, lấy tay nhẹ nhàng xoay cây gắp, mới lạnh nhạt nói côi gắp lên không được đâu. Tại sao? Đường khả hình có chút khó hiểu ngừng đầu, nhìn nửa khuôn mặt hoàn mỹ của Trang Hạo Nhiên, lộ ra một chút nhu hòa. Bởi vì cây gắp này và sợi dây kia đã bị động tay chân. Chấm ngoặc kép, sắc mặt Trang Hạo Nhiên cứng rắn, nhấn cái nút màu đỏ, cây gắp rối thẳng xuống kẹp đầu cá heo nhỏ, vật nhỏ theo cây gắp bay lên. Đường khả hình thật căng thẳng nhìn con cá heo nhỏ, có thể tránh qua sợi dây, từ từ chuyển hướng, cuối cùng rơi vào trong một túi nhỏ, tạp một tiếng, miệng máy mở ra, cô không thể tin nổi khom người xuống, lấy con cá heo nhỏ, có chút vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói thật gấp được rồi. Cám, chấm ngoặc kép. Cô dừng lại, nhìn Trang Hạo Nhiên nhét tiền xu vào, hai mắt chăm chú kẹp lấy gấu bong kế tiếp, cô vội vã nói chỉ một con là được. Chấm ngoặc kép. Cô mới vừa tốn bao nhiêu tiền, tôi giúp cô lấy lại. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, lại gấp một con gấu bông nhỏ bỏ vào trong túi. Đường Khả Hinh hơi buông lỏng, nhặt gấu bông lên trên mặt sốt của có nụ cười nhưng vẫn áy náy ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên nói tổng giám đốc thật xin lỗi hôm nay tôi chấm ngoặc kép chấm tôi không muốn nghe chuyện tình cảm của cô đó là chuyện của cô sắc mặt trang hạo nhiên lạnh lẽo lại gắp lên một con khác đường khả hình chỉ đành im lặng nhìn anh mưa gió càng lớn hơn sau lưng của người đàn ông này đã ướt át thế nhưng anh vẫn đứng vững ở sau lưng khả hình một tiền xu gấp ra ngoài một búp bê vải cuối cùng gấp hết các loại gấu bông trong máy ra ngoài làm cho ông chủ khu giải trí hoảng sợ kêu lên trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn đường khả hình cầm một túi nhựa và xách theo túi gấu bông thật to đang ngây ngốc nhìn mình anh nhìn cô một cái mới nói đem túi gấu bông này trừ cá heo nhỏ của cô lấy ra hết đi đổi tiền lấy lại tiền tiêu hết ở chỗ này ngày hôm nay đường khả hình im lặng nhìn anh ngây ngốc một lát mới a à một tiếng nói được chấm ngoặc kép. Cô xách theo túi gấu bông thật to, đi thương lượng với ông chủ, cuối cùng ông chủ trả lại cho cô 100 đồng, cô cầm 100 đồng, nghĩ tới kiếm lời 30 đồng, trên mặt không nhịn được nở nụ cười, cầm nó từ bên trong đi ra, lại nhìn cả khu giải trí đã không còn bóng dáng trang hạo nhiên, cô ngạc nhiên đi về phía máy bắn súng, nhưng chỉ thấy bên cạnh có một cây dù trong suốt, còn chưa tháo nhãn hiệu ra, rũ xuống một bên, nhẹ nhàng lay động, chứng minh chủ nhân mới vừa đi khỏi hai mắt của cô nhanh chóng đỏ bừng ôm con cá heo nhỏ đi ra khỏi khu giải trí nhìn về phía con đường nhỏ tối tăm mà náo nhiệt lập lòe ánh đèn màu vàng nhạt nghẹn ngào gọi tổng giám đốc anh ở đâu chấm ngoặc kép xung quanh thật nhiều người đi tới đi lui nhưng không ai xoay người không có ai đáp lại cô trong lòng của cô đau nhói im lặng xoay người đi tới trước máy đó nhìn cây dù trong suốt nhớ tới ở văn phòng trang hạo nhiên đã từng nói một câu nếu như bi thương đi ở trong mưa thì chống một cây dù trong suốt, như vậy cô khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, có lúc bi thương không thể dung túng. Nước mắt của cô lăn xuống, đi tới trước máy, cầm cây dù trong suốt, nhẹ nhàng xé nhãn hiệu, đi tới trước cửa, tay nhấn nút phía dưới, phụt một tiếng, cây dù trong suốt giống như đóa hoa nhẹ nhàng mở ra, che lại gió mưa cho mình, trong lòng của cô ấm áp, chống cây dù, nhớ tới tất cả mọi chuyện gặp phải hôm nay, mất mát và mờ mịt, đạp con đường nhỏ tối tăm ẩm ướt, ôm cá heo nhỏ, từng bước từng bước đi về phía nhà. Mưa rơi càng lúc càng lớn, gió cũng nhanh chóng sông lên, đầu kia chân trời chuyển tới tiếng sấm sét vang lên đùng đùng. Đường khả hình che dù, hai mắt rưng rưng, từng bước từng bước đi về phía trước, nhớ tới ngọt ngào trong hai ngày qua đã xé nát kiên cường bấy lâu nay của mình, tình yêu quá đáng sợ làm cho người ta tuyệt vọng, cô thở mạnh một cái, biết có chút ngọt ngào, có chút tình yêu, không thuộc về mình, cũng không thể tham lam, cô cố nén nước mắt tiếp tục bước đi, nhìn trước cửa ngôi lầu nhỏ, vẫn tối tăm một mảnh, trong lòng của cô mờ mịt, tiếp tục không còn hơi sức che dù bước đi. Một bóng trắng đội mưa, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, sửng sốt. Tưởng thiên lối đứng ở trong mưa, rốt cuộc nhìn thấy cô, nặng nề thở dốc một hơi, mệt mỏi bất đắc dĩ, khẽ trông chán. chương 287, mệt mỏi. Ánh mắt đường khả hình vốn rất bi thương, nhìn thấy cả người tưởng thiên lỗi ướt đẫm đứng ở trước mặt của mình sắc mặt của cô lạnh lẽo không lên tiếng muốn đi qua bên cạnh anh về nhà tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt cánh tay của cô xoay người nhìn cô nói tôi tìm cô cả ngày cô đi đâu vậy mưa rơi càng lúc càng lớn buông tay đường khả hinh lạnh lùng hất tay của anh ra muốn về nhà tưởng thiên lỗi nắm chặt cổ tay của cô nhìn hai mắt cô trong trẻo lạnh lùng lập tức nói tôi xin lỗi nhưng cô nghe tôi giải thích, chấm ngoặc kép, không có gì để giải thích, đường khả hình muốn tránh thoát tay của anh, xoay người đi khỏi. Cô nghe tôi giải thích, tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt tay đường khả hình, gầm nhẹ một tiếng. Đường khả hình ném cây dù trong tay, đứng trước mặt của anh, đội gió to mưa lớn, hỏi, nghe anh giải thích cái gì? Nghe anh nói, buổi sáng hôn tôi, buổi trưa hôn chị ấy. Tôi không có hôn cô ấy, tưởng thiên lỗi tức giận nói. Đường khả hình mặc cho nước mưa điên cuồng chút trên người của mình, đâm vào trên mặt mình, lại hết sức khổ sở thất vọng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói anh không có hôn chị ấy. Anh chỉ là ôm chị ấy, chỉ che chở cho chị ấy. Chỉ thương yêu chị ấy. Nếu như tình yêu của anh vĩ đại như thế, vậy tại sao muốn trêu chọc tôi? Trái tim của tôi vốn làm bằng thủy tinh, ném một cái sẽ vỡ tan, bởi vì tôi biết nó quá rõ ràng cho nên luôn bảo vệ nó rất tốt, nếu không phải bởi vì anh, tôi sẽ không dễ dàng đem nó ra dâng hiến trước mặt của anh để cho anh vô tình ném nó vỡ tan đừng nói nghiêm trọng như thế giọng nói của tưởng thiên lỗi tức giận xuyên qua gió mưa gầm nhẹ ra tôi không muốn ném nó vỡ tan anh không có muốn ném nó vỡ tan khả hinh nghẹn ngào nhìn về phía anh nói anh chỉ đùa bỡn tôi anh vui vẻ sao bởi vì má trái của tôi bị phá hủy tôi không xứng làm một người bình thường tôi cũng không xứng có một tình yêu hoàn chỉnh cho nên ở trong thế giới của anh, anh hoàn toàn không có tôn trọng tôi. Anh đừng nói với tôi, anh hôn tôi là không kiềm lòng được, anh yêu chị ấy cũng không kiềm lòng được. Tại sao lại tôi phải vì anh không tự kiềm lòng được mà làm tổn thương bản thân mình, dâng hiến bản thân mình? Đùa bỡn, Tưởng Thiên lỗi nói tới hai chữ này, đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, hỏi cô cảm thấy tôi đùa bỡn cô sao? Anh không có sao, vậy sự thật mà mắt của tôi nhìn thấy ngày hôm nay là cái gì? đường khả hình rơi lệ nhìn anh nghẹn ngào hỏi tưởng thiên lỗi đột nhiên im lặng nhìn cô không lên tiếng đường khả hình cũng im lặng đứng ở trong mưa nhìn ánh mắt anh do dự trong lòng cảm thấy tuyệt vọng không lên tiếng nữa chỉ chậm rãi xoay người muốn về nhà tay lại nắm bàn tay nhỏ bé đường khả hình dừng lại đón gió mưa lạnh lẽo đến cả người run rẩy nhìn anh tưởng thiên lỗi nắm chặt tay của cô nói sự thật mà cô nhìn thấy chính là thân thể cô ấy không thoải mái tôi muốn ở lại với cô ấy khi đó đầu óc của tôi buông lỏng không nghĩ tới bất cứ ai không nghĩ tới cô ấy cũng không nghĩ tới cô nước mắt đường khả hình lăn xuống tan vào trong nước mưa nhìn anh lần đầu tiên tưởng thiên lỗi thẳng thắn nói với một cô gái nhỏ bởi vì tôi rất mệt mỏi tôi rất mệt mỏi chấm ngoặc kép trong lòng của đường khả hình đau nhói nhìn anh tưởng thiên lỗi thở dài một hơi nhìn đường khả hình thật lòng nói, tôi thích đến gần cô, đó không phải là vì đùa bỡn, mà tôi. Ở trong thế giới của cô, đã từng an ổn nghỉ ngơi qua một buổi tối, tôi rất nhớ kỹ đêm hôm đó. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi nhớ nhung. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cắn chặt môi dưới, nhìn anh, cảm giác nước mắt mình lại tràn mi. Tưởng thiên lỗi nắm chặt cổ tay của cô, đau lòng nói, sự thật mà mắt cô không nhìn thấy được chính là sau khi cô đi khỏi, tôi tìm cô cả ngày, cho đến lúc này. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, mặc cho nước mưa vỗ vào trên người, ở trên mặt, mặc cho nước mắt lăn xuống. Tưởng thiên lỗi nhìn nửa khuôn mặt cô, lại thở dài nói, tôi chưa từng đi tìm một người như vậy. Chưa từng có. Trong lòng ấm áp, cô lại cắn chặt răng, cứng rắn để cho trái tim lạnh lẽo, nói, sau này anh muốn tìm ai, xin đừng tới tìm tôi nữa, cũng đừng trở lại quấy giày tôi. Nói xong, cô điên cuồng xoay cổ tay. Tưởng thiên lỗi lại nắm chặt tay của cô, kéo cô vào trong ngực của mình, gấp gáp ôm lấy cô. Anh buông tôi ra, đường khả Hinh từ chối, liều mạng muốn đẩy ra anh. Tưởng thiên lỗi lại ôm chặt khả Hinh, đứng ở trong mưa cuồng nộ, nghe tiếng mưa rơi làm lòng người càng kích động, hôn lên gian cổ ướt đẫm của cô, lại hôn mặt của cô. Anh buông tôi ra, đường khả Hinh xoay mặt, khóc kêu to, đôi tay liều mạng kéo áo sơ mi của anh. Xin lỗi, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi đột nhiên nâng chặt mặt của khả Hinh, đau lòng lên tiếng, liền cúi xuống hôn trên môi của cô. Ư mờ chấm ngoặc kép, nước mắt nóng hổi của đường khả Hinh lăn xuống, đôi tay liều mạng níu lấy áo sơ mi của anh, muốn từ chối nụ hôn của anh, không ngờ tưởng thiên lỗi lại hôn chặt môi của cô, đầu lưới cuồng nhiệt xông vào, muốn mút đầu lưới của cô, hơi thở nóng bức mãnh liệt ập đến cô. Gió mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấp chấp đùng đùng, lóe lên ở cuối chân trời đèn đường đột nhiên tắt ngấm. Tưởng thiên lỗi đột nhiên ôm lấy đường khả hình, đè ở dưới mái hiên tối, dùng thân thể nóng bỏng của đàn ông, cánh tay to dài rắn chắc, ôm chặt cô gái trước mặt, bá đạo, cuồng nhiệt, chiếm đoạt, căng thẳng hôn cô gái trước mặt, trong hơi thở phát ra khí nóng, hâm nóng nổi khát vọng âm thầm trong lòng anh. Đầu lưỡi anh càng không ngừng xông vào quấn lấy đầu lưỡi nhỏ của cô cưng chiều triền miên chung một chỗ, đôi tay phủ ngang lưng ướt đẫm của cô, một sự ham muốn đàn ông dâng lên, khiến cho anh không nhịn được nhắc đùi phải của cô. Xoa mạnh cái mông của cô. Trong thân thể đường khả hình dâng lên một cảm giác mềm yếu khó kìm lòng nổi, nhớ anh nói, tôi rất mệt mỏi, trong lòng mềm mại, có chút đau lòng, nước mắt lăn xuống, đôi tay ở trên người anh không nhịn được chậm rãi đưa về phía cổ của anh, ôm người đàn ông này, cuối cùng ngửa mặt lên bắt đầu cuồng nhiệt đón nhận nụ hôn của anh. Trong lòng tưởng thiên lỗi nhẹ nhóm, biết cô gái trước mặt đã tha thứ cho mình, anh lại khó kìm lòng nổi, ôm chặt thân thể của cô, triền miên nóng bỏng hôn cô thật lâu thật lâu, cho đến khi khí lực trong thân thể đã cạn kiệt, thở hồn hền, buông lỏng thân thể lạnh lẽo của cô, ở trong bong tối cúi đầu nhìn cô. Đường khả hình cũng thở hồn hền tựa vào trên tường, có chút xấu hổ cúi đầu. Trên mặt tưởng thiên lỗi hiện lên nụ cười thương yêu, lại đưa tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt ướt đẫm của cô, ngón tay giữa dịu dàng vén sợi tóc dính ướt trên trán cô, nhìn đôi mắt cô cho dù ở trong đêm tối mưa gió vẫn lóe sáng giống như ánh kim cương, xúc động khàn khàn, sâu kín nói cho anh một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn anh, hỏi, à, cái gì? Cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện ở bên cạnh. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi thật lòng nói. Hai mắt đường khả hình rưng dưng, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không muốn cam kết, bởi vì phát hiện nó quá mong manh, anh cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trước mặt khẽ vuốt ve trong vòng tay của mình, hôn lên mái tóc cô, có chút đau lòng cúi xuống, khẽ thở dài một hơi. Có lẽ cảm nhận anh mệt mỏi. Đường khả hình không nhịn được vươn tay, ôm nhẹ hông của anh, cho anh một chút ấm áp. Lúc này, hai tâm hồn lạnh lẽo bị thương, trong đêm mưa ôm nhau thật chặt chung một chỗ. Mưa rơi vẫn còn điên cuồng rơi xuống. Có người nói, Mùa thu phương Nam rất kỳ lạ, trong từng trận tiếng sấm chấp ngày hè cuối cùng, lặng lẽ mang tới một chút lạnh lẽo. Sáng sớm hôm sau, đường khả hình ở trong tiếng ho khan nặng nề tỉnh lại, mở mắt, nhìn ánh nắng mặt trời chiếu vào rực rỡ, lại thoảng qua một chút lạnh lẽo, một cơn gió lùa vào, quét qua khuôn mặt, giống như khối băng, xẹt qua không trung lạnh lẽo làm cho cô thở nhẹ một hơi, kéo chăn, nói, lạnh quá. Nhã tuệ mỉm cười đi tới, đã mặc vào t-shirt màu trắng và quần thể thao màu đen, nói tối hôm qua có dòng nước lạnh, hôm nay nhiệt độ rất thấp. Cho nên đi làm phải mặc nhiều một chút, nhanh lên, đến giờ rồi. Ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình đáp nhẹ một tiếng, mới vừa chống người rời giường, lại ho khan, hít hít lỗ mũi bị nghẹt, không khỏi nhớ tới đêm qua tưởng thiên lỗi và mình ôm hôn ở trong mưa, sau đó đưa mình trở lại căn phòng nhỏ, anh muốn đi vào, mình không cho anh đi vào, anh lại muốn vào, hai người lơ đáng cười, ở trong bóng tối, anh cầm mặt của mình hôn nhẹ, thậm chí cắn nhẹ, mới cảm tính nói anh cắn một cái, em là của anh đấy. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình ngồi ở trên giường, vươn tay xoa nhẹ môi dưới bị cắn, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Cô có chuyện gì vậy? Nhã tuệ cầm quần áo, ném cho đường khả hình nói, cười khó hiểu. Không có, không có đâu, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên mỉm cười, cầm quần áo lên, đi vào phòng tắm, sau khi rửa mặt xong, mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo ghi lê màu đen phong cách hình lần. Sau đó thấy Nhã Tuệ đã cầm một chiếc mũ nhỏ màu đen đội lên cho cô, mới nắm khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô nói, khả hình của tôi thật xinh đẹp. Đường khả hình cũng không nhịn được, tâm trạng rất vui vẻ. Mùa thu thật sự đã tới, quét sạch ngày hè u buồn, không khí quang đáng quét qua khắp nơi nơi. Đường khả hình và Nhã Tuệ nhất ngồi xe buýt, nói đến chuyện ngày mai phải đi tập lái xe cùng nhau thi bằng lái mua một chiếc xe mà hưng phấn xe buýt chạy trong không khí mùa thu bởi vì cơn mưa đêm qua đã quang cảnh làm rực rỡ hẳn lên khách sạn á châu náo nhiệt hơn bao giờ hết đường khả hinh và nhã tuệ cùng đi xuống xe đi về phía đại sảnh khách sạn á châu vừa vặn lại đụng phải xe của tưởng thiên lỗi đậu ở chỗ đó rất nhiều nhân viên cũng đứng lại đường khả hinh và nhã tuệ cũng đứng ở một bên dừng lại hai mắt lộ ra vui vẻ hôm nay tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài đóa hoa màu xanh dương, khi thế giống một ông vua đi xuống xe. Hôm nay tất cả nhân viên ngưỡng mộ anh đều nhận thấy trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của tổng giám đốc tươi cười rạng rỡ, trái tim cũng không nhịn được đập thình thịch. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn về phía anh, lại cảm giác trong bụng khó chịu, bịt lỗ mũi lại, ho khan mấy cái. Cô không sao chớ, sao ho như vậy? có phải bị cảm hay không? Không nên bị sốt đâu. Nhã tuệ đứng ở một bên, hỏi nhỏ. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, ánh mắt đường khả hình vẫn đuổi theo bóng dáng của tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi dừng bước, mặt hơi nghiêng, suy nghĩ trong chốc lát, mới tiếp tục bước đi. Tổng giám đốc đi, tất cả mọi người giải tán, vào lúc này, nhã tuệ nhìn thấy mạn hồng. Ngay lập tức đi tới nói chuyện phiếm, đường khả hình thấy hôm nay bản thân thật vui vẻ, cô cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục sách theo túi sách đi về phía trước không ngờ lúc này điện thoại di động vang lên cô ngạc nhiên lấy điện thoại di động ra màn hình sáng lên tên tưởng thiên lỗi gọi tới trái tim của cô nhảy lên mặt lập tức đỏ bừng không khỏi nghĩ ngợi mới nhận máy cố kỵ nhìn nhã tuệ một cái đi về phía đầu kia mới đáp nhỏ alo chấm ngoặc kép bị cảm giọng nói trầm thấp của tưởng thiên lỗi chuyển đến trong lòng của đường khả hình ấm áp ngẩng đầu lên thấy tưởng thiên lỗi đã đi vào thang máy xoay người lại, không có đóng cửa, hai mắt nóng rực nhìn về phía mình, cô không nhịn được nở nụ cười cảm động, đáp nhẹ có thể có một chút, không có việc gì, tìm thuốc uống một chút là được. Anh bảo bác sĩ khám cho em, anh nói không cho từ chối. Không cần, cũng không phải là bệnh nặng, chỉ cảm vặt thôi, yên tâm đi, em sẽ chăm sóc mình, anh cũng không nên quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía anh, nghĩ tới lời nói đêm qua. Trên mặt của tưởng thiên lỗi hiện lên nụ cười, nói, buổi trưa hôm nay, chúng ta đi ăn cơm chung. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh vẫn phong độ đứng ở trong thang máy, trong lòng của cô ngọt ngào, dịu dàng nói, đi đâu ăn? Ăn ở khách sạn à, anh cũng không nên hại em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mỉm cười, mới nói, đi ra ngoài ăn. Địa điểm anh chọn, buổi trưa sẽ gửi nhắn tin cho em. Ồ, chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhìn về phía anh, đột nhiên mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, giống như đóa hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân, thật đẹp. Tưởng thiên lỗi nhìn cô vui vẻ như vậy, cũng chậm rãi mỉm cười, cúp điện thoại. Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại, hai người trong cửa ngoài cửa nhìn nhau cho đến khi đóng lại, khả hình chợt cảm thấy toàn bộ thế giới của mình tràn đầy sức sống, thật vui vẻ thở vào một hơi, cũng không cần ăn điểm tâm, xài bước xuyên qua đại sảnh khách sạn, đi qua phía sau hoa viên, muốn đi vào hoàn cầu, sau đó nhìn mấy đồng nghiệp hoàn cầu trước quầy tiếp tân nhìn cô một cái, ánh mắt đều khác thường, cô không có phát hiện, chỉ thật vui vẻ chào hỏi các cô, đi vào trong thang máy. Thang máy nhanh chóng chạy lên trên, cuối cùng dừng ở tầng lầu tổng giám đốc. Đường khả hình vui vẻ đi ra, đang muốn nói với tiêu đồng ngày hôm qua chưa có nhận đồng phục, phải đến phòng đồng phục nhận một bộ, sau đó cô dừng bước lại, nhìn về phía phòng hành tránh hoàn cầu và đồng nghiệp phòng thư ký, mọi người đang bàn tán cái gì đó thấy cô tới ngay lập tức tránh ra lòng của cô không khỏi căng thẳng hai chân có chút mềm yếu hai mắt lóe lên nghi ngờ cũng đã thấy tiêu đồng với sắc mặt nghiêm túc tay cầm tài liệu đi ra phòng thư ký cô nhìn mình vẻ mặt cũng khác lạ trong lòng của đường khả hình run lên miến cưỡng nở nụ cười nhìn đồng nghiệp xung quanh một cái mới đi về phía tiêu đồng hơi lo sợ hỏi tiêu tiêu đồng đã xảy ra chuyện gì họ chấm ngoặc kép Tiêu đồng có chút đồng tình nhìn về phía đường khả hình, khẽ thở dài một hơi, tay cầm tài liệu, có chút bất đắc dĩ đưa về phía cô. Đường khả hình có chút ngây ngốc cúi thấp đầu, thấy trên tài liệu đưa tới có ba chữ to, thư sa thải. Cô loạn choạng, mặt lập tức trắng bệch, chương 288, tâm can bảo bối một. Tại sao muốn sa thải tôi? Đường khả hình đột nhiên kích động dương dương nhìn về phía tiêu đồng hỏi. Vẻ mặt tiêu đồng cũng bất đắc dĩ, khẽ thở dài, nói tôi cũng không biết, hôm nay lúc tôi làm việc đã nhìn thấy văn bản này trên bàn, trong lòng tôi còn đang suy nghĩ, đây là người nào hay sao? Bởi vì Tổng Giám Đốc chưa bao giờ dễ dàng sa thải người, anh ấy đã dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ người thì không dùng. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lăn xuống, trong lòng lạnh lẽo từng cơn. Tôi, tôi mở ra xem, không ngờ, là quyết định sa thải cô, tôi cũng rất kinh ngạc chuyện này nhưng, chấm ngoặc kép, tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hình, không biết nên nói gì. Đường khả hình cầm lấy quyết định vẫn không thể tin được, đầu ngón tay run rẩy lạnh lẽo, nhìn trên quyết định ghi lý do liên quan đến việc sa thải thư ký tổng giám đốc đường khả hình, bởi vì nhân viên này nhiều lần tự ý bỏ việc, xem thường nội quy quy định của công ty, không tôn trọng tập thể, vì vậy bị xử lý sa thải, bởi vì chưa hết một tháng thử việc, theo quy định của luật lao động trong nước chỉ được bồi thường nửa năm tiền lương đường khả hinh không nhìn xuống dưới nữa không nhịn được bật khóc nhớ tới trang hạo nhiên rất kỳ vọng vào mình cô đột nhiên hối hận cầm văn bản nhanh chóng xông vào phòng làm việc trang hạo nhiên ai tiêu đồng gấp gáp gọi cô cửa phịch một tiếng đẩy ra đường khả hinh ngơ ngác nhìn phòng làm việc trống rỗng trang hạo nhiên bình thường cười hì hì nhưng rất nghiêm túc đã không thấy nữa cô khóc lên khả hinh tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hinh gấp gáp nói cô đừng tìm tổng giám đốc không có ở trong đó. Anh ấy đang ở đâu? Đường Khả Hinh xoay người, nhìn về phía tiêu đồng khóc hỏi. Trong lúc nhất thời, tiêu đồng không dám trả lời vấn đề của cô. Cầu xin chị, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay tiêu đồng, gấp gáp khóc giống, nói, nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu. Anh ấy đang ở đâu vậy? Nói cho tôi biết đi. Cô nói tới chỗ này, cũng đã bắt đầu không để ý xung quanh, khóc lớn. Tiêu đồng thấy bộ dáng cô như vậy, rất đau lòng Trấn an cô nói, được, được, được. Cô đừng khóc, đừng khóc, tôi nói cho cô biết, anh ấy đang họp ở phòng số 1. Ngày hôm qua, anh ấy, tìm cô cả ngày, cho nên hôm nay mới họp, chấm ngoặc kép. Đường khả hình lại hoa một tiếng, khóc lên, chạy tới phòng họp số 1. Phòng họp số 1 nằm ở tầng lầu 27, lúc này, bảo vệ cùng mấy người thư ký đang ngoài cửa, khẩn cấp chờ đợi, Tổng Giám Đốc triệu tập toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu, cùng tất cả Tổng Giám Đốc công ty con trên thế giới, mở cuộc họp khẩn cấp, mấy người thư ký căng thẳng khe khẽ trao đổi nguyên nhân thị trường chứng khoán Hoàn Cầu lao dốc, đột nhiên bọn họ nghe tiếng nước nở, lập tức ngẩng đầu lên. Đường khả hình kích động rơi lệ chạy nhanh về phía phòng họp số 1. Ai, thư ký và bảo vệ lập tức xông lên trước, nói với đường khả hình, khả hình. Cô đừng đi vào, Tổng Giám Đốc đang họp. Cho tôi vào đi tôi cầu xin mọi người cô nói xong cũng đã kích động khóc thút thiết đẩy cửa ra phịch một tiếng mở cửa chính phòng họp kêu to tổng giám đốc gần trăm lãnh đạo cấp cao của cả công ty bao gồm tổng giám đốc và nhân viên khách sạn cấp dưới của các công ty con trên toàn thế giới xuất hiện trong màn ảnh lớn đều ngạc nhiên nhìn xem trang hạo nhiên mặc tây trang màu đen áo sơ mi đen tay cầm bút máy lạnh lùng xoay ghế ra từ vị trí tổng giám đốc ở trung tâm vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía đường khả hình niên cuồng xông vào không chút nào lễ phép, kích động lỗ máng, không để ý thái độ lễ nghi, kích động khóc, anh cao mày nhìn về phía cô, bày ra vẻ mặt nguội lạnh hiếm thấy, gầm nhẹ cô muốn làm gì. Bốn người lâm sở nhai cũng có chút lo lắng quay đầu lại nhìn về phía đường khả hinh. Trong lúc nhất thời, đường khả hinh nhìn một vòng cả đại sảnh cho đến màn ảnh lớn toàn trường cô mới sướng sờ, không ngờ cuộc họp này lớn như vậy. Trang hạo nhiên chỉ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô một cái. Vẻ mặt chán ghét nhìn về phía thư ký và bảo vệ khẩn cấp theo vào tới sau lưng, nói các người làm việc như thế nào? Tại sao tùy tiện để cho người không liên quan xông vào phòng họp? Người nào phụ trách bảo vệ ở bên ngoài? Đội trưởng bảo vệ có chút gấp gáp nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này Đường Khả Hinh đã không để ý đến dáng vẻ và lễ phép, chỉ rất gấp gáp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi nhỏ tại sao muốn sa thải tôi? Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, trầm mặt một lúc, khó chịu giơ tay nói kéo cô ấy ra ngoài tổng giám đốc tôi sai rồi đừng sa thải tôi tôi thật sự sai rồi đường khả hình khóc nhìn về phía trang hạo nhiên kêu nhỏ sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời thật mà tôi sẽ nghe lời tôi cũng không tự ý bỏ việc xin cho tôi một cơ hội phòng họp lập tức yên lặng lại kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình trang hạo nhiên thở phì phò không nói nên lời quay đầu nhìn về phía đường khả hình rất nghiêm túc nói tôi đã nói với cô không chỉ một lần công việc là công việc chuyện riêng là chuyện riêng nếu cô không phân biệt rõ cho dù cô có thiên phú đi nữa tôi cũng không cần nhân viên như cô lúc ấy cô có thể đi vào hoàn cầu tôi không có đồng tình với cô tôi cũng không muốn giúp đỡ cô tôi coi trọng cô mới để cho cô vào đường khả hinh đường khả hinh dừng tại chỗ mất hồn rơi lệ nhìn về phía anh hai mắt trang hạo nhiên chiếu ra ánh sáng nghiêm khắc nhìn về phía cô nói, nhưng tôi lại tôn trọng một người như cô, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tùy ý vứt bỏ công việc của cô, vứt bỏ đồng nghiệp của cô, vứt bỏ chức vị của cô, để bảo vệ tình cảm của mình, cô không có sai. Nhưng công ty chúng tôi không cần bất cứ nhân viên nào như cô. Lúc đối mặt với sự nghiệp và tương lai, không thể nghiêm túc đối đãi, thử hỏi cô có tư cách gì trở thành một thành viên công ty. Giải thích như vậy đủ chưa? Nước mắt đường khả hình lã trã rơi xuống, Nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vẫn luôn thương yêu mình, hôm nay rất nghiêm túc vô tình nhìn mình, trong lòng của cô đau nhói, rất đáng thương nhìn về phía anh. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, nhìn về phía cô nói, nếu cô không biết rõ giá trị bản thân mình, nếu cô không có tinh thần dâng hiến, khi đối mặt với một số tình huống bất ngờ thì coi trọng việc lớn trước, thử hỏi tương lai cô làm sao gánh vác nổi thế giới mà tôi cấp cho cô. Chỗ đó là cần cô hy sinh một chút tình cảm của chính mình một chút thời gian, một chút trí tuệ để bảo vệ. Kiến thức không phải là sức mạnh, trí tuệ mới là sức mạnh. Đường khả hình, tôi sai rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình khóc nói. Tôi không cần cô nhận sai, tôi đã nói với cô, khách sạn là một nơi không cho phép mình phạm sai lầm. Nhưng cô tùy ý ném hỏng cơ hội và thời gian của mình, làm tôi quá thất vọng. Loại người như cô nên trốn ở trong phòng nhỏ của mình, dành thời gian đau buồn khổ sở cho mình tôi không cần cô, đi đi, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng quay đầu, thở phì phò, không nhìn cô nữa. Đường Khả Hinh vẫn rất bi thương, rất bi thương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thật lòng nói, đừng xa thải tôi, tôi cầu xin anh, cả đời tôi cho tới bây giờ cũng không có. Không có hạnh phúc như vậy, cho tới bây giờ cũng không có muốn giữ lại thứ gì. Tôi không nở rời xa anh, tôi không nở bỏ công việc này. Tôi thật sự sai rồi anh tha thứ cho tôi, tôi thề, sẽ không làm sai. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nắm chặt bút máy, chống ở trong tài liệu, sắc lạnh lùng không có chút thỏa hiệp. Bốn người lâm sở nhai nhìn bộ dáng anh đều có chút lo sợ, cũng không dám nói lời xin tha thứ. Tôi cầu xin anh, Tổng Giám Đốc, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tha thứ cho tôi, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh lại khóc nói, tôi thật sự rất không nở rời xa anh. Tổng Giám Đốc, cho tôi một cơ hội. Tôi cầu xin anh, sau này tôi nhất định nghe lời của anh. Tin tưởng tôi một lần, tin tưởng tôi một lần nữa đi. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lùng, chán ghét nói thẳng kéo cô ấy ra ngoài. Chúng ta phải học tiếp. Lúc này Tiêu Đồng mới đi vào, thấy bộ dáng Trang Hạo Nhiên cũng có chút hoảng sợ, vội vàng vươn tay muốn kéo đường Khả Hinh. Tổng Giám Đốc, đường Khả Hinh lại tiếc nuối bật khóc, hãy vì một chút tình nghĩa đã từng có, cho tôi một cơ hội đi kéo ra ngoài, Trang Hạo Nhiên gầm lên: "Đi thôi, Khả Hinh, cuộc họp hôm nay rất quan trọng." Tiêu Đồng bất đắc dĩ kéo Khả Hinh đang khổ sở khóc thúc thích đi ra phòng cuộc họp. Trang Hạo Nhiên chấm ngoặc kép từ trong đáy lòng mình, sâu tận linh hồn, lúc cửa đóng lại trong chớp mắt, Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn về phía anh, khóc kêu to. Trang Hạo Nhiên giống như không có nghe thấy, chỉ lạnh lùng cúi xuống mở tài liệu ra, trầm giọng nói: "Tiếp tục họp." Ngoài cửa vẫn truyền đến tiếng khóc của Đường Khả Hinh. Đóng chặt cửa lại, Trang Hạo Nhiên thấp giọng quát một tiếng, thư ký có chút lo sợ lập tức đứng lên, cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn xử lý cách âm cuối cùng, tiếng khóc bị chặn lại, rốt cuộc tiếng của cô gái biến mất ở trong thế giới của anh, anh cũng không tiếp tục đồng tình và đau lòng, tiếp tục mở cuộc họp. Bốn người Lâm Sở nhai cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chăm chú vào tình hình cuộc họp, nhớ tới tiếng khóc rất đáng thương của Khả Hinh lúc này, vẻ mặt có chút đau lòng. Tào Anh Kiệt thấy ánh mắt của Lâm Sở Nhai, liền âm thầm đứng lên muốn đi ra ngoài. Cậu đi ra ngoài thì đừng bao giờ quay lại nữa. Trang Hạo Nhiên bắt đầu nhấn xuống dữ liệu trong máy vi tính, trong màn hình xuất hiện hình ảnh khách sạn mới nhất. Trong lúc nhất thời, Tào Anh Kiệt ngồi trở lại vị trí, cúi đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, không hiểu khe khẽ nói, "Trời ạ, à, anh ấy làm sao vậy? Tại sao lại tức giận khủng khiếp như vậy?" Lâm Sở Nhai nghiêng người, nói nhỏ, cũng khó trách cậu cũng biết lão đại là người luôn công và tư rõ ràng, không cho phép nhân viên làm chuyện quá giới hạn đang trong lúc làm việc. Chuyện nhỏ thì không sao, nhưng hôm nay là cuộc họp quan trọng, vốn là muốn thảo luận cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu lần này, lão đại muốn thừa dịp giới thiệu khả hình với hội đồng quản trị, để cho mọi người đều biết cô ấy, mở đường cho sự phát triển của cô ấy trong tương lai, nội dung bài phát biểu cũng đã chuẩn bị xong cho cô ấy. Cậu nói anh ấy có thể không tức giận sao? Đã rất nhiều năm rồi, Tôi rất ít nhìn thấy lão đại vì một người mà đau lòng như vậy, thật sự là vì xem cô ấy như tâm can bảo bối. Chấm ngoặc kép. Tào Anh Kiệt nghe xong, cảm thấy tiếc nuối nhìn về phía Trang Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn đang nghiêm túc lật xem văn kiệt, vì khả hình mất đi một cơ hội như vậy, mất đi một người cấp trên tốt như vậy. chương 289, chờ anh. 3 giờ sau, cuộc họp kết thúc, tâm trạng của Trang Hạo Nhiên lộ rõ không tốt, trực tiếp đứng dậy nói một câu, mọi người cực khổ, liền lạnh lùng đi ra phòng họp, cửa ầm ầm mở ra. Đường khả hình ngã ngồi bên cạnh cửa, đang yên lặng rơi lệ, nghe được tiếng cửa mở ra, cô lập tức căng thẳng đứng lên. Trang hạo nhiên đi ra phòng cuộc họp, mới vừa muốn trở về phòng làm việc, lại nhìn thấy vẻ mặt tiêu tụy của đường khả hình, mắt to đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu đi tới, đang muốn vội vàng gọi mình, vẻ mặt anh lập tức cứng ngắc, xoay người đi khỏi, bốn người lâm sở nhai kinh ngạc nhìn thấy như thế, lại không dám nói cái gì. Chỉ im lặng bước theo Trang Hạo Nhiên đi khỏi nước mắt đường khả hinh lăn xuống thật nhanh nhào tới bên cạnh trang hạo nhiên bước tới hơn anh một bước xoay người im lặng đáng thương nhìn về phía anh cô còn ở chỗ này làm gì cô đã không còn là một thành viên của hoàn cầu trang hạo nhiên lạnh lùng nói xong lại nhanh chóng bước đi đường khả hinh không lên tiếng biết anh không thích nhân viên của mình luống cuống ở nơi không thích hợp cô lập tức lau khô nước mắt nghẹn ngào nói lúc này tôi có lỗi khi xông vào phòng họp thật xin lỗi quấy dày anh họp trang hạo nhiên vẫn lạnh lùng vô tình bước nhanh đi về phía trước đường khả hinh không dám lên tiếng chỉ ngây ngốc rất đau buồn đi theo sát ở phía sau anh nghẹn ngào nói bây giờ anh muốn về phòng làm việc sao tôi tôi pha trà cho anh trang hạo nhiên đi tới thang máy xoay người vẻ mặt nguội lạnh nhìn về phía đường khả hinh đang chậm rãi đi tới trước mặt mọi người nói bây giờ cô đã không phải là thư ký của tôi nữa cô không cần pha trà cho tôi bây giờ cô cần phải làm chính là đi ra ngoài đi khỏi công ty của tôi chỗ này của tôi không hoan nghênh cô đường khả hình chỉ ngơ ngác rơi lệ nhìn về phía anh trang hạo nhiên không muốn nhìn lại cô mà xoay người trực tiếp đi vào thang máy hôm nay bốn người lâm sở nhai có chút hoảng sợ tất cả đều không dám lên tiếng im lặng đi vào thang máy trang hạo nhiên tức giận đè mạnh xuống nút đóng cửa nước mắt đường khả hình tuôn như suối nhìn về phía anh cửa thang máy ầm ầm đóng lại Bọn lâm sở nhai mới vừa muốn thở một cái, lại thấy trong khe hở thang máy cắm vào vài ngón tay, bọn họ ngẩn ngơ. Đường khả hình vẫn khổ sở dùng hai tay chống mở thang máy, rơi lệ đi vào, ngẩng đầu lên, nước mắt từng viên lăn xuống nhìn trang hạo nhiên. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty đứng ở ngoài cửa, dối rít tò mò nhìn cảnh tượng này. Trang hạo nhiên thật sự chán ghét nhìn về phía đường khả hình, hỏi cô muốn làm gì. Đường khả hình nhìn Trang Hạo Nhiên bật khóc nói, tối ngày hôm qua, 3 giờ sáng, sau cơn bão táp, tôi không có ngủ, tôi đặc biệt thức dậy thu thập cái bình này. Chấm ngoặc kép, cô nói hết lời, liền từ áo ghi lê của mình run rẩy móc ra một cái bình lớn bằng ngón cái, giờ ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, nước mắt nhỏ xuống, không nhịn được khóc thành tiếng nói, đây là mùi vị sau bão táp anh muốn. Tôi tìm được rồi, có mùi tanh bùn đất và mùi bạc hà, nếu như bão táp đi qua 2 giờ, không khí sẽ có mùi rể cây bạch hoa vị chát chát. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thở phì phò, lạnh lùng không nhìn cô. Tôi không biết tôi có thể thu thập được bao nhiêu mùi vị cho anh. Nhưng anh ngửi đi, cái này thật sự là 3 giờ sáng tôi thức dậy thu được. Chấm ngoặc kép, đường khả hình vừa muốn muốn mở nắp bình, vừa rất gấp gáp bật khóc. Bọn lâm sở nhai nhìn khả hình khóc thật sự rất đau lòng, nước mắt giống như hạt đậu từng viên rơi xuống thật sự đáng thương, liền có chút sốt ruột nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại lạnh lùng nắm chặt tay Đường Khả Hinh, ngăn cô mở nắp bình, tức giận nói: Tôi mặc kệ đêm qua cô thức mấy giờ sáng. Tôi cũng mặc kệ cô đã cố gắng bao nhiêu. Tôi chỉ biết tôi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đi đi, không nên ở chỗ này khổ sở cầu khẩn. Cô chừa cho bản thân mình chút tự trọng. Kéo cô ấy đi ra ngoài. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh còn muốn khổ sở cầu khẩn, không ngờ bảo vệ chợt đi lên lôi cô ra thang máy, lạnh lùng nói, đường tiểu thư. Xin mời. Đường khả hình nhìn cửa thang máy đóng lại thật chặt, trong lòng của cô chợt cuống lên, không nói lời gì, nhắm một nơi khác chạy như bay. Khả hình, tiêu đồng gấp gáp gọi cô. Bảo vệ cũng hết sức hết sức bất đắc dĩ thở dài một cái, đuổi theo. Đường khả hình mặc kệ sau lưng có bao nhiêu người đuổi theo, đi theo, cô phát điên xông vào lối thoát hiểm, sau đó phát điên chạy lên, rơi lệ nắm chặt tay vịn cầu thang, nhào tới tầng lầu tổng giám đốc, thở hồn hển chạy vào văn phòng, vừa vặn nhìn thấy Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đi ra thang máy, cô lập tức chạy như bay qua, đứng trước mặt của anh, nghẹn ngào nói cuộc đời của anh chưa bao giờ có ký ức sao. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, nước mắt đường khả hình lã trã rơi xuống, nhìn ánh mắt nghiêm nghị kiên quyết của Trang Hạo Nhiên, cô lại khóc nói một lần cũng không có sao. Không phải anh từng nói, trong cuộc đời của anh đã bỏ mất ký ức rất quan trọng sao? anh không quay đầu lại, làm sao tìm được chứ? Ký ức của tôi có quan hệ gì tới cô? Trang Hạo Nhiên tức giận hỏi. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói, ký ức trước kia của anh không có chút quan hệ với tôi. Nhưng ngày hôm qua thì sao? Ngày hôm trước thì sao? Hôm kia thì sao? Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô. Chỉ cần Đường Khả Hinh nghĩ đến rời khỏi Trang Hạo Nhiên, lòng của cô rất đau rất đau, vươn tay nắm nhẹ ống tay áo của anh lại khóc nói tôi vẫn không muốn nhận anh làm anh trai của tôi đó là bởi vì anh trai của tôi không thương tôi tôi nhớ đến quá khứ anh trai đã cho tôi rất ít ký ức tốt đẹp nhưng anh không giống kể từ khi anh xuất hiện ở trong thế giới của tôi mỗi một phút ký ức đối với tôi mà nói đều rất quý trọng những ký ức kia giống như cây phong tín tử ở trước giường của tôi cho dù cắt bỏ nó lập tức sẽ sống lại bởi vì gốc cây đó nói với tôi anh không phải là cấp trên của tôi không phải anh trai của tôi anh là sinh mạng rất quan trọng của tôi tôi cầu xin anh đừng vứt bỏ tôi tôi biết sai rồi tôi thề tin tưởng tôi một lần hãy tin tưởng tôi một lần nếu như anh coi trọng ký ức thì cho tôi và anh một cơ hội để nhớ lại đi khả hinh càng nói càng đau lòng đau đến không thở nổi cả người run rẩy đau đớn bật khóc khóc thật đáng thương ánh mắt trang hạo nhiên nóng lên nhìn thoáng qua đôi mắt đẫm lệ của cô nhưng vẫn vô tình tiến một bước tới gần nhìn cô nói, trên thế giới này, sẽ không có người không có lý do đối xử tốt với cô, trừ khi cô có giá trị lợi dụng. Cô, tôi, đều giống nhau. Cô không cần nói với tôi những thứ này. Tôi muốn chính là năng lực của cô, tôi không cần những thứ khác. Hiện tại tôi đã không nhìn thấy năng lực của cô, cho nên tôi không cần cô. Trang hạo nhiên nói xong, trực tiếp buông tay cô ra, xài bước đi vào phòng làm việc, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Tất cả mọi người cũng hoảng sợ, Đường khả hình tuyệt vọng nhìn cánh cửa kia, nước mắt khổ sở chảy xuống. Trời à, người này, chấm ngoặc kép, bọn lâm sở nhai cũng nhìn về phía cánh cửa kia, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ đi tới trước mặt của đường khả hình, khẽ thở dài một hơi nói, khả hình. Cô, cô đừng để ý đến anh ấy, nơi này không giữ cô, tự nhiên sẽ có chỗ giữ cô. Cô có tài hoa, tưởng thiên lỗi ước gì cô quay trở về. Đừng đau lòng, đừng để ý đến người kia, hôm nay anh ấy ăn trúng thuốc nổ. Đi thôi, chấm ngoặc kép. Lâm sở nhai tự mình vươn tay kéo nhẹ cô. Đường khả hình lại ngăn tay của anh. Anh sửng sốt nhìn về phía cô. Dưới cái nhìn tròng trọc của mọi người, đường khả hình đột nhiên lau khô nước mắt, sau đó quay lại cánh cửa phòng của Trang Hạo Nhiên, đứng ngơ ngác. Mọi người đều rất kinh ngạc nhìn cô. Bảo vệ nhìn tình huống này, liền thở dài muốn tiến lên kéo cô, tào anh kiệt ngăn cản bảo vệ làm như vậy, lạnh nhạt nói, mọi người đi về trước đi chấm ngoặc kép. Nhưng, tổng giám đốc chấm ngoặc kép, bảo vệ có chút lo lắng. Đi 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 chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành có chút đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh không khóc nữa, cứng rắn lau khô nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, hai mắt lộ ra kiên định nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, nghẹn ngào nói, tôi ở đây chờ anh, chờ anh ra ngoài, cho đến khi anh tha thứ cho tôi thì thôi, nếu như một ngày không được, vậy tôi đứng hai ngày, nếu như hai ngày không được tôi sẽ đứng ba ngày. Cho đến khi anh tha thứ cho tôi thì thôi. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên lạnh lùng mở tài liệu ra, xem tiếp, không nói tiếng nào. Bọn tiêu đồng ngây ngốc đứng ở ngoài cửa nhìn khả hinh. Đường khả hinh không nói chuyện nữa, chỉ nắm chặt quả đấm, đứng ở bên cửa, nghĩ cả đời cũng đứng đấy. Chuyện này, chuyện này làm sao bây giờ? Thật để cho cô ấy đứng sao? Có thể không chịu nổi hay không? Chấm ngoặc kép tiêu đồng có chút lo lắng nhìn về phía bọn lâm sở nhai, hỏi. Tào Anh Kiệt lại nhìn bóng dáng ngây ngốc của Khả Hinh, không nhịn được cười khổ nói, để cho cô ấy đứng đi. Có lẽ phải thử, mới biết kết quả là cái gì. Bọn ba người lâm sở nhai cũng bất đắc dĩ thở dài. Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua. Phòng làm việc tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, ống tay áo hơi sắn lên, đang chăm chú phê duyệt tài liệu trước bàn, lại cảm thấy đồng hồ để bàn đang kêu tích tắc từng phút từng phút nhắc nhở mình, hai mắt anh lộ ra chút vui vẻ, hơi phân tâm ngẩng đầu, nhìn thời gian đồng hồ để trên bàn, đã 11 giờ 30 phút, liền không nhịn được cầm điện thoại di động, trượt màn hình, nhìn số điện thoại khả hình, trầm ngâm suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn, 12 giờ 30 phút, phòng ăn tây nhã. Tin nhắn nhẹ nhàng thắt lại tạo thành hình dáng một phong thơ, lấp lánh ánh sáng màu xanh dương được gửi đi, cuối cùng nhận được tin nhắn trở lại, tin nhắn của bạn đã thành công. Tưởng thiên lỗi chậm rãi mỉm cười, cất điện thoại di động, để tài liệu còn chưa xem xong qua một bên trước, nhắc tay trang màu trắng, nhanh chóng mặc vào, xải bước đi ra ngoài. Tầng lầu tổng giám đốc hoàn cầu. Tiêu đồng nhìn đã đến giờ nghỉ trưa, liền dừng lại công việc trong tay, đi ra phòng thư ký đi dùng cơm, không ngờ nhìn thấy đường khả hình còn một mình cô đơn đứng ở bên cửa phòng làm việc tổng giám đốc, nước mắt chảy xuống, lại lau khô, cô thở dài một hơi, đi tới trước mặt của Khả Hinh, đau lòng nói: "Em gái, cho dù cô muốn tổng giám đốc tha thứ cho cô, cô cũng phải chăm sóc tốt bản thân, cô đã đứng ở chỗ này 2 giờ rồi, cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Đi ăn cơm trước đi, được không?" Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ kiên quyết đứng tại chỗ. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô. Chương 290: Tự sống tự chết. Cửa chính phòng làm việc tổng giám đốc trang ầm ầm mở ra đường khả hinh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên lạnh lùng đi ra ngoài sau đó gọi bọn lâm sở nhai cùng đi nhà hàng đại dương dùng cơm đường khả hinh nghe nói như thế lập tức đi lên im lặng theo sát ở sau lưng trang hạo nhiên nhìn bóng lưng của anh nhớ tới ngày hôm qua sau khi anh gắp hết con gấu bông cho mình liền biến mất hai mắt của cô lại đỏ bừng thấy bước chân trang hạo nhiên rất nhanh cô lại đi theo chặt một chút mấy người lâm sở nhai vừa đi về phía trước vừa quay đầu nhìn về phía đường khả hình trong mắt của đường khả hình chỉ có trang hạo nhiên cô thở hồn hai mắt rưng rưng đi theo sát phía sau anh giống như cái đuôi nhỏ trang hạo nhiên coi như không nhìn thấy người này mà sải bước đi vào thang máy bọn lâm sở nhai cũng vội đi tới xoay người cũng đã thấy đường khả hình ngây ngốc theo vào nhanh chóng nhấn nút đóng cửa cho bọn họ cửa thang máy đóng lại vẻ mặt trang hạo nhiên nguội lạnh tay cắm nhẹ vào túi quần, đưa mắt nhìn phía trước, phát hiện cửa thang máy inox trước mặt chiếu ảnh ngược bộ dáng Khả Hinh đang dưng dưng nhìn về phía mình, anh lập tức quay đầu đi. Đường Khả Hinh lấy mờ u bàn tay lau nước mắt lăn ra trên mặt. Tòa núi băng lãnh mặc hàn cũng không nhịn được, liền nhẹ nhàng lấy khăn tay ra đưa cho đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hít mũi một cái, lắc đầu. Tại sao? Anh không hiểu nhìn cô. Hai mắt đường Khả Hinh lộ ra ánh sáng kiên định cảm giác nước mắt trên mặt mình cay cay lăn xuống, cô im lặng lau đi. Trang hạo nhiên thở phì phò, không nhúc nhích chút nào. Lâm sở nhai nhìn không nổi nữa, liền muốn tiến lên nói với anh một chút, cánh tay bị người kéo lại, anh quay đầu thấy sắc mặt của Tô Lạc Hoành rất nghiêm túc nhìn mình lắc lắc đầu, anh đành cố nén không lên tiếng. Cửa thang máy mở ra, Trang hạo nhiên xảy bước đi ra, bọn Lâm sở nhai cũng nhanh chóng đi ra, đường khả hinh vội vàng lau khô nước mắt, đeo túi sách đi theo phía sau anh, anh đi nhanh, cô đi nhanh, anh đi chậm, cô nhẹ nhàng theo sát. Bốn người lâm sở nhai nhìn cô gái nhỏ đáng thương vừa đáng yêu, cũng không biết nên nói gì. Trang hạo nhiên dẫn mấy người đi qua phía sau vườn hoa, lại đi qua một đại sảnh tòa lầu khác, nhìn thấy phòng ăn biển đang ở trước mắt, anh im lặng không lên tiếng muốn đi vào trong. Chúng ta không nên ăn ở chỗ này ăn chứ. Rốt cuộc lâm sở nhai không nhịn được có chút tức giận lên tiếng. Nếu như cô ấy có tự trọng cũng đừng theo vào." Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nói xong, liền đi vào phòng ăn biển. Bọn Tô Lạc Hoành không có cách nào, chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn cửa ra vào, hai mắt xoay chuyển, suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn chặt răng đi vào theo. Bọn Lâm Sở Nhai không có cách nào, cũng đi vào theo. Kỳ Gia Minh và Nhã Tuệ đang ở trong phòng ăn, nói nhiệm vụ trong quý này, bọn họ không chỉ hoàn thành còn vượt ra kế hoạch dự kiến 20%, hai người đang vui vẻ nói đùa, không ngờ nhìn thấy đám người trang hạo nhiên đi tới, hai người bọn họ rất kinh ngạc suy nghĩ tại sao không có thông báo đã tới rồi. Tổng Giám đốc, chấm ngoặc kép, nhã tuệ mỉm cười đứng ở trước mặt trang hạo nhiên, đang muốn phục vụ, không ngờ khả hình cũng đi vào, cô hơi vui vẻ nhìn về phía khả hình, vừa muốn nói chuyện lại thấy bạn thân đang cúi đầu, nước mắt lan xuống, cô sửng sốt. À, chấm ngoặc kép, Lâm Sở Nhai lập tức tiến lên, nói với Kỳ Gia Minh, tìm phòng bình thường thôi. Chấm ngoặc kép, ăn ở chỗ này, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trực tiếp đi về phía vị trí bức tường thủy tinh, sau đó bọn Lâm Sở Nhai không có cách nào, cũng im lặng đi tới, có chút lúng túng ngồi xuống. Đường Khả hình cũng không nói lời nào, chỉ đứng ở phía sau Trang Hạo Nhiên, hai mắt ửng đỏ, khổ sở. Trái tim của Nhã Tuệ chợt run lên, thấy bạn thân như vậy, lòng của cô lập tức đau đớn, Kỳ Gia Minh cũng phát hiện có chút không ổn, muốn cho cô đừng đi qua, để mình đến mời là được, nhưng Nhã Tuệ vẫn im lặng cùng tiến lên, nhận lấy menu phòng ăn, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, có chút căng thẳng và miễn cưỡng cười, tổng giám đốc. Anh muốn ăn món gì? Cô nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Khả Hinh. Đường Khả Hinh biết bản thân đang nhìn mình, cô vẫn im lặng đứng ở một bên, lau nước mắt trên mặt. Hai mắt nhã tuệ lập tức đỏ bừng, muốn che giấu biểu hiện trên mặt nhưng vẫn không nhịn được buồn bã không biết có chuyện gì chỉ đau lòng và nghi ngờ nhìn về phía trang hạo nhiên trong ngực bị nghẹn thở gấp nói nhỏ anh cần tôi giới thiệu món ăn cho anh không không cần trang hạo nhiên nhanh chóng mở thực đơn ra chọn vài món rau xào hải sản ném qua một bên nói bạn bè tốt của cô đã bị sa thải nếu như có thể dẫn cô ấy đi 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 theo tôi đi lâu như vậy đoán chừng cũng mệt mỏi rồi ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép, hai mắt nhã tuệ dương dương lập tức quay đầu nhìn về phía bản thân, đau lòng, âm thanh nghẹn ngào run rẩy hỏi, xa. Xa thải, tại sao? Đường khả hình rơi lệ không biết giải thích như thế nào. À, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai có chút khó khăn nhìn về phía nhã tuệ, cười nói chuyện là như vậy, cách quản lý nhân viên hoàn cầu chúng tôi luôn thoải mái, nhưng... Nói đúng là, nếu như có chuyện quan trọng trước, chúng tôi không thể vắng mặt trong cuộc họp, hoặc là ở phương diện công việc, yêu cầu hơi nghiêm khắc, nhưng khả hình vừa mới đến, không biết. Quy củ, cho nên, chấm ngoặc kép, nhã tuệ quay đầu, có chút đau lòng nhìn về phía bạn thân, nghi ngờ hỏi cô. Cô có lý do gì rời bỏ, hay là tự ý rời bỏ công việc, có lý do thì giải thích với Tổng Giám Đốc Trang đi. Chấm ngoặc kép, tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình không dám nói lời nào, chỉ đau lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đáng đời nhã tuệ có chút nghi ngờ nhìn ánh mắt của bản thân trái tim cô nhảy lên có lẽ có hiểu một chút hai mắt lập tức rưng rưng đau nhói vội vàng nhìn về phía trang hạo nhiên nói tổng giám đốc anh hãy nghe tôi nói trước khi khả hình chưa tới khách sạn á châu vẫn đi làm ở quán bar bình thường có khách sạn sở cô ấy cô đều đá người ta mấy đá hoặc muốn vận gảy tay của người ta cô ấy chính là một người vô dụng nhã tuệ nghẹn ngào nói xong trong lòng đau nhói nước mắt lan xuống đường khả hình cũng rất đau lòng rơi lệ. Hai mắt Trang Hạo Nhiên mãnh liệt lóe lên một cái. Nhã tuệ tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng, giọng nói run rẩy từ nhỏ đến lớn, cô ấy gây hỏa rất nhiều. Mặc kệ người ta quản thúc như thế nào, khuyên răn như thế nào cũng không được. Nhất định là trái tim đầy nhiệt huyết trong thân thể cô ấy rất khó trông nom. Bọn lâm sở nhai đồng tình nhìn về phía cô. Trong lòng của đường khả hình đau nhói, biết bản thân tức giận, muốn vươn tay kéo ống tay áo của cô buông tay nhã tuệ khổ sở hất tay khả hình ra lại nghẹn ngào cố nén nước mắt nói với trang hạo nhiên xin anh đừng tha thứ cho cô ấy anh để cho cô ấy đi khỏi chỗ này lập tức rời khỏi chỗ này tôi đã không có cách nào trông nom tôi cũng không có cách nào khuyên thứ người như thế không cứu được chấm than ngoặc kép nhã tuệ chấm ngoặc kép nước mắt đường khả hình lăn xuống nhìn cô cô đừng gọi tôi tôi không có bạn bè vô dụng như cô vậy. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ nói xong, trong lòng đau nhói, không còn có biện pháp làm việc, xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi của nhà hàng. Đường khả hình đau lòng đuổi theo nhã tuệ đi vào phòng nghỉ ngơi, thấy bạn thân ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, che mặt khóc giống, cô cũng khóc không thành tiếng đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn bạn thân, xin tha thứ nói, nhã tuệ, thật xin lỗi. Tha thứ cho tôi, chấm ngoặc kép, nhã tuệ ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn bạn thân, khóc nói, tôi tha thứ cho cô cái gì? Đây là cuộc sống riêng của cô, cô cũng không cần, tôi lo lắng làm gì? Cô cho rằng bây giờ cô có được một chút may mắn là có thể tùy tiện tiêu xài sao? Cô có biết công việc hiện tại của cô có bao nhiêu người muốn cũng không muốn được, nằm mơ cũng không nằm mơ được sao? Nhưng còn cô, vì tên tưởng thiên lỗi đó, vứt hết công việc của mình. Cô vứt bỏ hết tất cả hy vọng trong nhiều năm của tôi đối với cô. Cô đã quên cô còn có một người cha ở trong tù chờ tin tức tốt của cô. Rốt cuộc cô muốn tôi làm sao hả? Tôi nên làm thế nào hả? Tôi đã nói với cô không dưới một trăm lần, không thể đến gần tưởng thiên lỗi. Anh ấy có độc, cô biết không? Đường Khả Hinh bật khóc nhìn bạn thân, đau khổ đến nói không ra lời. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ đau lòng nhìn bạn thân, tuyệt vọng nói: Nếu cô thật muốn yêu thì cô đi cùng với anh ấy, đi càng xa càng tốt. Tôi chúc các người hạnh phúc từ nay về sau tôi không quan tâm cô nữa chấm ngoặc kép nước mắt đường khả hình từng viên lăn xuống khóc nói cô đừng như vậy nhã tuệ không nên như vậy tin tưởng tôi tin tưởng tôi tôi sẽ tranh thủ cô phải tin tưởng tôi tôi tin tưởng cô như thế nào nhã tuệ vươn tay liều mạng vỗ bả vai của cô đau lòng bật khóc rốt cuộc cô muốn tôi lo lắng cho cô như thế nào hôm nay đi làm mới có được chút vui vẻ ước mơ từng ngày từng ngày đến trước mắt rồi Tại sao cô muốn làm như vậy? Tôi làm sao đối mặt với chú? Sớm biết cô như vậy, lúc ban đầu tôi không hứa với chú chăm sóc cô, để cho tự sống tự chết là được. Nhã tuệ lại che mặt khóc giống. Khả hình thật hối hận, xông lên ôm bản thân, khóc xin lỗi. Phòng ăn tây nhã, xung quanh trúc xanh tươi nhẹ nhàng chậm rãi đông đưa, khắp nơi là gió ngọt ngào. Nhưng thời gian trôi qua, cảm thấy cơn gió nhẹ có chút buồn bã. Tưởng Thiên lỗi mặc tây trang trắng, rất tao nhã và phong độ ngồi ở trên ghế salon, nhìn trúc xanh tươi phía ngoài cửa sổ, còn có nước trong veo chảy xung quanh, ngón tay giữa cầm điện thoại di động, nhẹ nhàng gõ trên màn hình một cái, cây nến màu tím trước mặt vẫn cháy sáng ngọn lửa xanh lam, anh có chút không hiểu nhưng vẫn tôn trọng ý của cô. Một chút mất mát ập vào lòng, anh khẽ chớp mắt, một mình cầm dao và nĩa ở trước mặt, nhẹ nhàng cắt nhỏ khối thịt, ăn một phần nhỏ thịt chín, nhai mấy cái như tươi dáng vẻ đường khả hình nở nụ cười ngọt ngào ở trong ngôi lầu nhỏ, trong mắt nhanh chóng lóe lên, để đồ ăn xuống, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài. Đại sảnh khách sạn Á Châu Trong lúc nhất thời tưởng thiên lỗi sừng sốt quay đầu nhìn về phía Đông Anh, không thể tin nổi nói cái gì. Đuổi việc Audio điện tử võ tấn bền chương 291 đi theo anh Đường khả hình lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên định đi ra, thấy Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi ở bàn ăn, Sắc mặt lạnh lùng dùng bữa, cô im lặng nhìn anh một cái, liền cắn chặt răng, nắm quả đấm, trong ánh mắt ngạc nhiên của thật nhiều người, đi tới phía sau lưng anh, lặng lẽ đứng đấy. Bọn lâm sở nhai sửng suốt nhìn về phía cô. Trang hạo nhiên biết nhưng vẫn cầm cái nghĩa, đâm vào tôm viên bỏ vào trong miệng nhai. Khóc mắt đường khả hình đỏ bừng, cảm giác đầu óc càng lúc càng nặng, thân thể hơi nóng, dần dần tăng lên làm cho cả người cô hư mềm không còn hơi sức, thậm chí trên trán dị mồ hôi lạnh nhưng vẫn rất kiên định nắm chặt quả đấm, đứng yên. Tào Anh Kiệt đau lòng nhìn về phía Khả Hinh, nhớ tới lần đầu gặp cô thì tính cách cô là người rụt rè sợ phiền phức, hôm nay cô nhóc này dũng cảm, thật làm cho người ta đau lòng, liền thở dài, nói với Khả Hinh, "Khả Hinh, có muốn ăn gì không? Lại đây ngồi với tôi một chút." "Hả?" Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, lắc đầu một cái. Mọi người thở dài. Tổng giám đốc Tưởng, chấm ngoặc kép một tiếng hô truyền tới mấy người cùng giật mình ngẩng đầu lên một chàng tiếng bước chân nặng nề đạp sàn thủy tinh dẻo bên dưới phanh phanh chuyển đến trang hạo nhiên nghe tiếng vang như thế vẫn rất chăm chú dùng cơm quả nhiên tưởng thiên lỗi nhanh chóng xuất hiện tại phòng ăn biển bóng dáng cao lớn nghiêm nghị lập tức mang đến áp lực vô tận cho phòng ăn anh lạnh lùng quét nhìn ngang cả phòng ăn một cái lập tức nhìn thấy quản lý và các nhân viên cùng đứng khom lưng bọn lâm sở nhai cũng cùng đứng lên ánh mắt anh dừng lại, lập tức thấy đường khả hình đang một mình cô đơn ngây người ở một bên, dáng vẻ kia giống như vừa đụng một cái sẽ đổ, mà bóng lưng lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên lại rất bình tĩnh và hứng hờ. Anh nhíu mày, hai mắt xoay tròn, suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mang theo chút nghi ngờ, anh giơ tay bảo quản lý không cần tới phục vụ. Mình bước lên trước, chậm rãi đi tới trước mặt của đường khả hình, hơi ngạc nhiên nhìn cô. Hai mắt đường khả hình nhanh chóng đỏ bừng, nhưng vẫn nhìn chầm chầm trang hạo nhiên. Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng cô, lại im lặng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nâng rượu đỏ lên hấp một ngụm nhỏ, không để ý đến mọi người xung quanh. Bọn lâm sở nhai cung kính gọi nhỏ tổng giám đốc, ngay lập tức đứng dậy, bảo nhân viên phục vụ nhanh chóng rời đến vị trí sát phách, bỏ trống cái bàn Trang Hạo Nhiên. Không khí càng lúc càng có chút nghiêm túc. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt ngồi ở đối diện Trang Hạo Nhiên, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nhấc mí mắt nhìn thoáng qua đường khả hình, lại lộ ra nụ cười có chút nghi ngờ nhìn về phía hạo nhiên mặt không lộ vẻ gì, giọng trầm thấp, chậm rãi nhưng mạnh mẽ hỏi, xảy ra chuyện gì? Tốn công muốn sa thải cô ấy, nếu thật sự như vậy, lúc ấy dứt khoát để cho cô ấy đi là được. Nước mắt đường khả hinh lăn xuống. Trang hạo nhiên nhai nhẹ vài ngụm thịt bò, lại nhìn xem gia vị, một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, im lặng không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng của Trang hạo nhiên, anh chớp mắt một cái, xác định người này đang tức giận, anh cười nhẹ, giống như chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, có chút không tin nổi nhìn về phía anh hỏi, có nghiêm trọng như vậy sao? Trang Hạo Nhiên để đồ ăn xuống, nâng rượu đỏ uống một hớp nhỏ, mới nói, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Tại sao cùng không liên quan với tôi? Tôi có 30% cổ phần hoàn cầu, Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nói, thật sao? tôi cũng có 30% cổ phần tập đoàn Á Châu, có phải tôi có thể can thiệp chuyện của tập đoàn Á Châu của anh? Lời này là lời nói nghiêm túc nhất của hai người nhiều năm qua. Tưởng thiên lỗi lại cao mày nhìn anh, suy nghĩ rốt cuộc đường khả hình gây họa gì làm cho người này tức giận lớn như vậy. Anh chậm rãi nói, hôm nay dễ dàng từ bỏ như vậy, lúc ấy cũng đừng vào phòng làm việc của tôi, lớn tiếng cờ chống tìm tôi đòi người. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường khả hình đau nhói, nhìn trang hạo nhiên, Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đã biết Trang Hạo Nhiên tức giận, cũng không nói nhiều lời, chỉ nhìn mặt anh không lộ ra vẻ gì, hỏi cậu. "Thật không cần Đường Khả Hinh?" "Không cần." Anh trả lời rất nhanh. Đường Khả Hinh lại một trận khổ sở, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Tưởng Thiên Lỗi hỏi tiếp, "Cậu chắc chắn chứ?" "Ừm." Um, Trang Hạo Nhiên đáp. Đường Khả Hinh lại căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn anh một cái, liền đứng lên đi về phía đường khả hình nói một tiếng đi theo anh duỗi tay nắm nhẹ cổ tay của cô muốn kéo cô đi ra ngoài bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng vặn một cái tránh thoát từ trong tay của anh tưởng thiên lỗi dừng tại chỗ không thể tin nổi nhìn về phía đường khả hình hai mắt đường khả hình kiên định nhìn về phía trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô chậm rãi nói cậu ấy đã không cần em nữa Em vẫn còn ở nơi này làm gì? Đường Khả Hinh vẫn không lên tiếng, đứng tại chỗ. Nếu như em lo sợ công việc sau này, cậu ấy cho em, anh cũng có thể cho em như thế. Tưởng Thiên lỗi lại trầm giọng nhấn mạnh. Trang Hạo Nhiên tiếp tục dùng bữa, mặt không lộ vẻ gì. Bốn người Lâm Sở nhai cùng nhau im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn kiên định đứng tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh Tưởng Thiên Lỗi lại cao mày nhìn về phía cô, có chút không vui. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Hôm nay người đàn ông này hẹn mình dùng cơm trưa, nghẹn ngào nói anh. Hy vọng em là một người kiên định không? Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, chớp mắt, nước mắt lăn xuống, lại cúi đầu, mờ u bàn tay nhanh chóng lau nước mắt, quay đầu lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên thật lòng nói, ai cũng không thể mang tôi đi, tôi cũng không cần người nào. Tôi chỉ muốn anh tha thứ cho tôi, để cho tôi sống ở bên cạnh anh. Chấm ngoặc kép. Hai mắt trang hạo nhiên mãnh liệt lóe lên một cái, nhưng vẫn không lên tiếng, nâng rượu đỏ uống một hớp lớn, liền nện cái ly xuống, ném khăn ăn, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Bốn người lâm sở nhai cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Đường khả hình vành mắt đỏ hoe cũng vội vàng, thân thể mơ hồ, bởi vì phát sốt, cánh môi đã đỏ rừng rực, rách ra tiêm máu, nhưng vẫn rất cố chấp đi theo Trang Hạo Nhiên. Tưởng thiên lỗi đau lòng nắm tay của cô, lại tức giận nói em đi đâu? Em nhìn bộ dạng của em một chút đi, giống như cái gì? Đường khả hình xoay người, nhìn anh gấp gáp nhưng mình cũng rất gấp gáp tránh ra khỏi tay của anh, nói một câu, anh không hiểu đâu, ngay lập tức xoay người đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cô đi xa. Trang hạo nhiên bước nhanh về phía trước, Đám người lâm sở nhai đi theo, đường khả hinh nhanh chóng đạp mặt sân cỏ xanh biếc mềm mại, đón gió lạnh lùng, bước nhanh hơn đi về phía bên cạnh trang hạo nhiên, rất cố chấp giống cái đuôi nhỏ đi theo người ta, thật chặt thật chặt. Trang hạo nhiên không lên tiếng, lúc này tiêu đồng đã dùng cơm xong đứng ở trong đám hoa cẩm trướng màu hồng rực rỡ, chuẩn bị cùng đi anh đi họp thì nói đuổi người kia ra ngoài cho tôi. Cô ấy không phải là nhân viên khách sạn Á Châu Khách, cũng không phải là nhân viên của Hoàn Cầu. Cô ấy không thể đứng ở nơi này. Tiêu Đồng sững sốt đứng tại chỗ, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đứng ở trong gió, dừng lại, nhìn Trang Hạo Nhiên đã lạnh lùng đi về phía hoàn cầu, cũng không quay đầu lại, cô gấp gáp muốn tiến lên. "Khả Hinh, chấm than ngoặc kép." Tiêu Đồng lập tức ngăn ở trước mặt cô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Cô đừng như vậy. Đừng theo nữa, tôi hiểu rõ lão đại, anh ấy đã ra quyết định rất khó thay đổi. Trở về đi, nếu không kế tiếp cô sẽ rất khó coi. Chấm ngoặc kép, có phải tôi không có tư cách ở lại chỗ này? Đường khả hình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tiêu đồng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn cô. Hai mắt đường khả hình kiên định lóe lên một cái, không nói hai lời xoay người, quay trở lại phòng ăn biển thật nhanh, cốc 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 đạp sàn nhà thủy tinh dẻo, đi vào đại sảnh, thấy tưởng thiên lỗi đang căn dặn kỳ gia minh một chút chuyện, nhã tuệ mới vừa đi ra ngoài, cô cũng không nhìn thấy, chát một tiếng, từ trong túi sách lấy ra thẻ ngân hàng của mình, nện ở trên bàn, nói tôi muốn một ly kem lửa. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Nhã tuệ cũng nghi ngờ nhìn về phía cô. Sao cho tôi một ly kem lửa, anh thu tiền trước, mau, chấm than ngoặc kép, đường khả hình rất gấp gáp nhìn về phía kỳ gia minh. Khả hình, cô làm gì vậy, nhã tuệ kéo bản thân nhưng không được. Cô buông tay, đường khả hình lập tức tránh ra khỏi tay bản thân, Hai mắt nóng nảy nhìn về phía quản lý, lớn tiếng nói, "Giao cho tôi một ly kem lửa." Lập tức thu tiền. Sắc mặt của Tưởng Thiên lỗi nặng nề nhìn về phía cô, suy nghĩ một chút, mới căn dặn Kỳ Gia Minh, "Làm theo cô ấy đi." Kỳ Gia Minh nghe xong, ngay lập tức tự mình cầm lấy thẻ của cô, thu 860 đồng, đánh biên lai, like, kể cả thẻ ngân hàng cùng đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cầm lấy biên lai, like, sơ lên nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhanh chóng nói em mới vừa thanh toán mua kem hiện tại em có được xem là khách của khách sạn á châu hay không tưởng thiên lỗi dừng lại một lát nhìn về phía cô sâu kín nói được chấm ngoặc kép em có tư cách đi lại hoặc đứng ở khách sạn á châu hay không đường khả hình lại nhìn về phía anh hai mắt kiên định hỏi tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô nói ừ có chấm ngoặc kép cảm ơn Đường Khả hình không nói hai lời, liền lấy biên lai, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kỳ Gia Minh nhìn về phía bóng lưng Đường Khả hình đi xa, không biết nên nói gì. Vẻ mặt Nhã Tuệ cũng bất đắc dĩ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía lối ra vào trống không, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng. Đường Khả hình xông vào đại sảnh hoàn cầu thật nhanh, cũng không đi thang máy, trực tiếp đi lối đi bộ, đi đến đầu đại sảnh, rốt cuộc hai mắt dương dương leo lên tầng 7 phòng họp số 13, mới vừa đẩy cửa lối thoát hiểm ra, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên dẫn lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu chuẩn bị đi vào phòng họp, cô lập tức xông qua. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, tức giận nhìn về phía người này. Tiêu đồng nhìn hai mắt khả hình đỏ bừng, bộ dáng chạy như bay tới, cô thở dài, vừa định tiến lên ngăn trở, lại thấy đường khả hình dơ biên lai ở phòng ăn biển lúc này, tiêu đồng sửng sốt nhìn về phía cô. Tôi mới vừa gọi một ly kem lửa ở tại phòng ăn biển, tôi còn chưa ăn nhưng tôi đã tính tiền rồi hiện tại tôi được coi là khách của khách sạn á châu chứ tôi có thể đi lại chứ đường khả hinh nhìn về phía tiêu đồng hỏi tiêu đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô trang hạo nhiên lại không có để ý tới cô xoay người đi vào phòng họp bọn lâm sở nhai và tất cả lãnh đạo cấp cao cùng nhìn cô một cái đều im lặng đi vào phòng họp không đến bao lâu cửa đóng lại bảo vệ đứng ở hai bên cửa chính cả người đường khả hinh nóng dần trên trán toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn chịu đựng khổ sở, đứng ở bên cửa, đứng rất kiên định. Chương 292, mẹ ghẻ. Phòng họp. Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nghe quản lý trang trại nho ở Tây Ban Nha báo cáo mùa thu hoạch nho năm nay nhiều hơn so với năm trước, bởi vì tháng 5, tháng 6 năm nay, nước mưa đầy đủ, cho nên sau khi chuyên gia trưng cất rượu trải qua cuộc họp quyết định đề xuất một loạt giống muốn sản xuất năm nay, còn có giống hỗn hợp cùng báo lên anh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan hơi yếu ớt cũng không quan tâm. Lâm Sở Nhai ngồi ở kế dưới anh cũng nghe tiếng ho khan như thế, liền lại gần Tô Lạc Hoành nói khẽ tại sao tôi cảm giác Khả Hinh đang bị bệnh. Nhìn sắc mặt có chút không đúng, dường như là thế. Chấm ngoặc kép Tô Lạc Hoành cũng nói lòng dạ người này quá độc ác, Tào Anh kiệt tức giận nói khẽ. Lâm Sở Nhai nghe vậy cũng không lên tiếng, ho nhẹ mấy cái tiếp tục họp đây chỉ là một cuộc họp nhỏ, trong một tiếng đồng hồ liền kết thúc. Mọi người cực khổ, Trang Hạo Nhiên mới vừa chỉ đạo hủy bỏ kế hoạch thu mua hai trang trại nho ở Bóc Đô Pháp, liền đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Lâm Sở Nhai cũng im lặng nhìn về phía người này, nói khẽ người này thế nào. Tại sao không thừa cơ hội này, thu mua hai trang trại nho này, đây là một cơ hội tốt hiếm có. Đúng là trang trại kia đã nổi tiếng trăm năm. Tô Lạc Hoành cũng không hiểu, nhưng vẫn phải đứng lên đi ra ngoài cửa lớn phòng họp mở ra đường khả hình vội vàng đi lên trước nhưng người nhìn bên trong quả nhiên trang hạo nhiên lạnh lùng mà đi ra ngoài đi về phía cửa thang máy cô vội vàng bước đi theo cũng không nói lời nào tiêu đồng nhìn cô một cái liền vội vàng đi trước đi về phía trước cửa thang máy đè xuống nút mở cửa trang hạo nhiên bước nhanh vào thang máy đường khả hình cũng nhanh chóng tiến vào Tiêu Đồng và Lâm Sở Nhai đứng ở trước cửa thang máy, nhìn hai người bọn họ, không dám tiến vào trong, nhẹ nhàng đè xuống nút đóng cửa. Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại. Không gian thu hẹp này, nhất thời một ngạt. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn Trang Hạo Nhiên hôm nay mặc tây trang đen, áo sơ mi đen, phong cách cuồng dã, thời thượng, rất đẹp trai. Cô cố nhịn đầu choáng váng, khẽ mím môi, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cười có chút yếu ớt, có chút đáng yêu, giống như nói nhỏ chấm ngoặc kép, đi họp vẫn thuận lợi chứ. Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên quay đầu đi, không để ý cô. Đường khả hình không có miễn cưỡng anh nói chuyện, chỉ thở mạnh một hơi, đứng ở bên cạnh anh, im lặng không lên tiếng. Thang máy nhanh chóng chạy lên trên, cho đến tầng lầu tổng giám đốc, cửa thang máy mở ra. Trang hạo nhiên bước nhanh đi ra ngoài, căn dặn tiêu đồng đi ra từ một thang máy khác nói cho tôi một ly cà phê. Tôi đi, đường khả hình không nói hai lời, bước thoáng qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đi nhanh vào phòng nghỉ ngơi nhân viên. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng không để ý tới cô, mình đi vào phòng làm việc tổng giám đốc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tiêu đồng đứng ở chỗ trống khu hành tránh, bất đắc dĩ nhìn phòng nghỉ ngơi bên trái, nhìn phòng làm việc tổng giám đốc bên phải, thở dài một cái, quay đầu về phía bọn lâm sở nhai muốn cầu cứu, nhưng bọn họ đã không biết chết ở nơi nào, cô lại gào khóc một tiếng, đi vào phòng nghỉ ngơi. Đường khả hình nhanh chóng cầm tách cà phê, dùng muỗng nhỏ màu bạc, múc hai muỗng bột cà phê, vài giọt sữa tươi, vài giọt nước táo, cầm một khối đường cát trắng bỏ vào trong tách, mới rót nước nóng, cầm muỗng nhỏ khuấy vài cái theo hướng kim đồng hồ, cúi xuống ngửi mùi thơm, mới khẽ mỉm cười, đem tách cà phê đặt ở trong khay, vừa muốn xoay người bưng đi ra, lại thấy tiêu đồng bất đắc dĩ đứng ở cửa nhìn mình, cô hơi đau lòng, không nở đưa cái khay cho tiêu đồng. Đưa cho tôi, chấm ngoặc kép. Tiêu đồng bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nhàng nắm cái khay, nói cô phải cố gắng lên. Khi nào cô trở lại lần nữa, tôi để cho cô pha coffee cho anh ấy uống mỗi ngày. Đường khả hình không lên tiếng, trong lòng có chút chua sót, có chút không nở buông tay ra. Tiêu đồng nhanh chóng cầm khay đi ra ngoài, đi vào phòng làm việc tổng giám đốc. Suốt cuộc đường khả hình im lặng đi ra, đứng ở trước cửa phòng làm việc, rất trung thành chờ đợi. Đồng nghiệp phòng hành tránh, Bọn họ cũng thò đầu ra nhìn về phía Đường Khả Hinh, ban đầu còn chê cười cô bé này ngớ ngẩn, nhưng bây giờ, bọn họ cũng im lặng, thậm chí có chút ngưỡng mộ cô bé này đủ kiên cường dũng cảm. Tiêu Đồng cầm khay đi ra, nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh vội vàng nhìn về phía cô, hỏi tổng giám đốc thích uống cà phê tôi pha không? Mặt của Tiêu Đồng không lộ vẻ gì nhìn cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh. Giống như một tiếng cười nhỏ, Tiêu Đồng cười bất đắc dĩ nhìn về phía cô có chút an ủi nói uống rồi nhìn sắc mặt anh ấy giống như có chút hài lòng đường khả hình nghe thế rốt cuộc mỉm cười nước mắt lưng tròng được rồi được rồi đừng khóc cô trở về trước đi hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi ngày mai trở lại được không tiêu đồng dụ dỗ cô đường khả hình lập tức lắc đầu một cái giống như con chó nhỏ đáng thương bị người vứt bỏ nhìn tiêu đồng trời ạ à, Tiêu đồng thật muốn quát to một tiếng, cảm giác rất buồn bực, rất một ngạt bỏ rơi cái khay, đi khỏi. Phòng làm việc phó tổng giám đốc. Âm, um, chấm than ngoặc kép, Tào Anh Kiệt lập tức vỗ bàn một cái, nhìn về phía bọn lâm sở nhai tức giận nói, lão đại thật quá mức. Trước kia anh ấy luôn thương tiếc cô gái chân yếu tay mềm. Bây giờ là thế nào? Điên hả? Chấm than ngoặc kép. Lâm sở nhai bất đắc dĩ nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói, cậu tức giận có lợi ích gì? Có bản lãnh cậu đi chơi đấu vật với anh ấy đi. Cậu không phải không biết rõ tính tình của anh ấy, chuyện đã quyết định, rất khó thay đổi. Vậy tại sao, Tào Anh Kiệt tức giận nói, tôi muốn theo đuổi Mạn Hồng, ngay cả cuộc họp lớn như vậy cũng vắng mặt, anh ấy cũng không có nói gì. Cậu làm sao giống nhau được, Lâm Sở Nhai bật cười nói, cậu đã thành công, cô ấy còn chưa có ra hồn, phải dạy dỗ. Tào Anh Kiệt nghe ra lời của Lâm Sở Nhai có ẩn ý khác, ngay lập tức rất nóng nảy tiến lên, Ôm một tia hy vọng nói, ý của anh là thật ra lão đại vì dạy dỗ Khả Hinh mới như vậy. Cái này tôi không biết, bởi vì cho dù anh ấy muốn dạy dỗ, cũng sẽ không tức giận lớn như vậy. Tôi xem bộ dáng của anh ấy, giống như là làm thật. Lâm Sở Nhai nói, Tô Lạc Hoành thật sự tiếc nuối nói, một đứa bé thật tốt, tôi thật thích, ít nhất có tình hơn so với Tiêu Đồng, bình thường gọi cô ấy pha coffee, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Khả Hinh không giống vậy anh muốn cái gì cô ấy chuẩn bị cho anh cái đó còn làm nhiều món ăn ngon cho anh thật là đáng yêu biết bao nhiêu vậy là sao lâm sở nhai cũng tức giận nói xong liếc mắt nhìn lãnh mặc hàn ngồi ở một bên không lên tiếng anh đột nhiên hỏi này anh có ý kiến gì không ngược lại lãnh mặc hàn rất thoải mái kể từ sau khi con rán đi khỏi nhà anh cảm giác cuộc sống tự do nói chuyện gì cũng có một ngoại lệ suy nghĩ của lão đại mọi người có thể đoán được rồi các cậu chịu trách nhiệm phía lão đại chúng ta tìm cách giúp đường khả hinh là được rồi. Cô ấy pha cà phê uống rất ngon. Nghĩa là sao? Ba người đều nhìn về phía anh, hỏi. Trên mặt lãnh mặc hàn lộ ra một nụ cười hiếm có, nói chúng ta giúp một việc đi, cũng coi như thành toàn nỗi lòng của người khác. Ba người vừa nghe xong, suy nghĩ trong chốc lát, tất cả đều ngửa mặt cười. Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, gần giờ tan việc. Đường Khả Hinh vẫn rất kiên định đứng ở bên cửa phòng làm việc tổng giám đốc, Lưng tuyệt đối không dựa vào tường, cứ nắm quả đấm, đứng yên, nhưng người đã bị sốt đến mơ hồ, mắt cũng sắp không nhìn thấy, trước mặt cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh ảo giác, lỗ tai vang lên ong ong, đau đến sắp bốc cháy, cô thở nặng nề, nhưng tuyệt không nhúc nhích. Đồng nghiệp bộ phận hành tránh đều thò đầu ra nhìn về phía đường khả hinh, cũng chất lưỡi kinh ngạc nói, trời ạ, à, đứng lâu như vậy, thật cũng không nhúc nhích, thật là khó cho cô ấy. Tôi thấy dường như cô ấy không thoải mái, như muốn ngất đi tất cả mọi người có chút lo lắng nhìn cô. Tiêu đồng cũng đứng ở một bên, đau lòng nhìn về phía đường khả hình, nhìn trong đôi mắt cô bé này lộ ra ánh sáng kiên quyết, lại không nhịn được mỉm cười. Một tiếng ho khan truyền đến. Đồng nghiệp phòng hành tránh thấy bọn lâm sở nhai đi tới, tất cả đều im lặng lại, tiếp tục chăm chỉ làm việc. Tiêu đồng cũng tò mò nhìn bọn họ. Lâm sở nhai dẫn đầu, quả nhiên nhìn thấy khả hình đứng ở nơi đó, giống như một người anh trai, nở nụ cười đi qua, đem một phần tài liệu nhẹ nhàng đưa tới trước mặt cô. Cả người đường khả hình đang choáng váng, thấy phần tài liệu màu xanh dương này, liền ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, nhẹ nhàng hỏi đây là cái gì. Tào Anh Kiệt đi tới, ở bên tai của cô nói, đây là sở thích thường ngày của Tổng Giám Đốc Trang, thích màu gì, thích quần áo trang sức nhãn hiệu nào, phân tích tính cách, còn có thích ăn cái gì, đi du lịch ở đâu, mỗi ngày thích chơi môn thể thao nào, lúc nào thì rời giường. Lúc nào thì ăn cơm, tất cả đều có. Chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép, ở một phương diện nào đó, đường khả hình là một cô gái đặc biệt thông minh, cô lập tức nhận lấy tài liệu, hít mũi một cái, mở ra. Ai, tiểu đường, chấm ngoặc kép, tô lạc hoành nhìn khuôn mặt của khả hình đỏ rực, hỏi cô làm sao vậy? Ngã bệnh, bị sốt, đường khả hình nhanh chóng nhìn tài liệu cá nhân của Trang Hạo Nhiên, ngay cả thích trị lớp trên ở nhà trẻ lúc nào cũng viết ở bên trong. Cô bị sốt, cô còn đứng ở nơi này, không muốn sống nữa hả? Mau, đi về nghỉ một buổi tối, ngày mai trở lại, Tào Anh Kiệt đau lòng dắt đường khả hình. Không, đường khả hình tuyệt đối không dao động, chỉ nói tôi uống thuốc là được. Bệnh có chút, không có gì đáng ngại, không cần lo. Cô nuốt cổ họng đã sưng đỏ lên bởi vì phát sốt. Tiêu đồng, nhanh đi chuẩn bị thuốc hạ sốt, lâm sở nhai gọi nhỏ. Được, tiêu đồng cũng biết xảy ra chuyện gì, lập tức đi vào phòng nghỉ ngơi nhân viên, cầm thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm, rót nước, chạy nhanh đến, lập tức muốn đút cho khả hình uống. Hư, chờ một chút, lâm sở nhai lập tức hung hăng liếc cái đồ vô dụng, nói khẽ uống lúc này, không phải uống phí công sao. Cô ấy bị sốt, chẳng lẽ chờ hạ sốt mới uống sao? Tiêu đồng tức giận nói, không có đầu óc sao, còn có một phút nữa tan việc rồi, chờ anh ấy đi ra ngoài rồi uống. Lâm sở nhai nói xong, nhắc cổ tay nhìn thời gian, còn có 30 giây, bọn họ lập tức phát điên trốn vào tấm bảng ở trước mặt chỗ nhân viên hành tránh, ầm một cái, nấp xuống, cuối cùng lâm sở nhai đưa ngón trỏ thon dài, cao hơn tấm bảng, nói nhỏ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, veo, ngón tay biến mất. Đúng lúc cửa chính phòng làm việc mở ra, tiêu đồng không nói hai lời, đá đầu gối đường khả hình một cái, Khả Hinh kêu ôi một tiếng, té xuống đất, khó chịu thở phì phò. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng đứng ở bên cửa, nhìn sắc mặt của Đường Khả Hinh đỏ rực, trên trán đổ mồ hôi, cả người thở hổn hển khó chịu té xuống đất, rất uất ức đáng thương nhìn mình, Tiêu Đồng lập tức cầm thuốc hạ sốt, ngồi xổm xuống đưa cho Khả Hinh, nói: "Ôi chao, con bé thật đáng thương, đã sốt đến 42 độ rồi, làm thế nào đây? Mau uống thuốc, nếu không, một chút nữa sẽ bị ngất." Chấm ngoặc kép Đường khả hình đưa ngón tay trôi nổi không còn hơi sức, cầm một viên thuốc, thật rất uất ức khổ sở nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại hứng hờ, đi qua bên cạnh cô, đi mất. Ồ, chấm ngoặc kép, bọn lâm sở nhai đứng lên, tức giận run rẩy chỉ theo bóng lưng Trang Hạo Nhiên, nói lòng dạ người này là mẹ ghẻ. Vô tình như vậy, mươi 293, kiên trì. Đường khả hình vội vàng nắm viên thuốc trong tay tiêu đồng, nuốt xuống một cái, bưng nước ấm uống vào, lau miệng một cái, ngay sau đó nhảy dựng lên, đuổi theo. Trang hạo nhiên xài bước đi về phía trước. Đường khả hình xài bước ở phía sau đi theo, nịnh nọt anh cười nói anh. Anh tan việc rồi hả? Nói nhảm. Trang hạo nhiên vẫn không để ý đến cô, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Đường khả hình biết nếu mỗi buổi chiều sau khi anh rời khỏi công ty, cũng sẽ đặc biệt tự mình đi nhà hàng ăn cơm, hoặc sẽ tự mình nấu, bởi vì anh cảm thấy mỗi người đều phải tôn trọng thức ăn ngon, người biết làm món ăn nhất định là người tôn trọng cuộc sống anh định đi đâu đường khả hinh đi theo anh đi tới thang máy mắt giống như con chó nhỏ nhìn anh trang hạo nhiên không lên tiếng tay cắm nhẹ vào túi quần lạnh lùng bước đi cửa thang máy mở ra trang hạo nhiên một mình đi vào xoay người nhìn về phía đường khả hinh ánh mắt rất lạnh lùng nhìn về phía cô đường khả hinh có chút hiểu nhìn về phía anh vội vàng gật đầu nói tôi 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 biết rồi tôi không thể đi thang máy. Đây là thang máy riêng của Tổng Giám Đốc, nếu như anh không đồng ý, không ai có thể. Chấm ngoặc kép, cửa thang máy đã đóng lại, lời còn chưa nói hết. Đường Khả Hinh rất gấp gáp nhấn một cái thang máy khác, không ngờ thang máy này còn dừng ở lầu 2, một lúc lâu cũng không động, cô gấp gáp than một tiếng, lập tức xoay người sông về phía lối thoát hiểm, phịch một tiếng, đẩy cửa ra, cố nhịn mệt mỏi bởi vì uống thuốc hạ sốt không còn chút sức lực nào, thật nhanh chạy xuống cầu thang, thùng 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 chạy đầu đầy mồ hôi cả người bồng bềnh nhưng vẫn bất chấp tất cả chạy như bay xuống không ngờ bởi vì chạy quá mau chân không cẩn thận đạp khoảng không một cái cả người trượt lao về phía trước a à, cả người khả hình ngã trên cầu thang chân lập tức sưng đỏ rách ra cô đau đến thở mạnh nắm chặt bàn chân trần cắn răng đứng lên không quan tâm đau đớn chạy xuống một tầng một tầng dưới đất thì ra là không nghĩ đến thời gian trong lòng chỉ có hy vọng cảm giác như vậy mục tiêu lý tưởng quá chóng mặc dù cô đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đầu óc choáng váng, cả người mồ hôi, cô vẫn nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, thấy lầu 8 đã ở trước mắt, cô nhanh trí thở gấp, lao ra lối thoát hiểm, thấy chỉ thang máy trong suốt thông đến lầu 8. Vừa lúc mở ra, rất nhiều đồng nghiệp đi vào, cửa thang máy sắp đóng lại. Chờ một chút, trong lòng đường khả hình tính toán nếu là lúc tan việc, thang máy khẳng định vừa đi vừa ngừng, trang hạo nhiên không có xuống lầu một nhanh như vậy, bởi vì anh luôn luôn không dùng thân phận tổng giám đốc, nhấn mật mã hưởng thụ tốc độ thang máy chuyên dụng, luôn bảo nhân viên đi chung thang máy với anh, nghĩ tới đây, cô như mùi tên nhanh chóng đi vào thang máy, mệt mỏi ngồi xổm xuống, ôm chặt một thanh thép trong suốt bên trong thang máy, đầu tựa vào thanh thép, hai mắt ửng hồng, thở hồng hộc. Tất cả đồng nghiệp bên trong thang máy, mọi người đều rất tò mò nhìn về phía cô. Đường khả hình không nghĩ gì, mệt mỏi thân thể đã không phải là của mình, ngồi xổm ở bên trong thang máy nhìn thang máy trong suốt từng tầng trượt xuống đất rất nhanh liền đến lầu một cô đứng dậy thật nhanh nhào ra bên ngoài thấy đại sảnh hoàn cầu trống không cô không có lên tiếng chỉ nhanh chóng chạy ra hoàn cầu lao ra phía sau vườn hoa mùa thu đã tới rồi không biết từ khi nào ban ngày đã âm u ép xuống tới một luồng khí lạnh lẽo mưa phùn bay phất phới khả hinh vọt vào đại sảnh khách sạn á châu quả nhiên nhìn thấy trang hạo nhiên đứng ở trước đại sảnh bắt tay với một thiếu gia tươi cười nói chuyện, vô cùng cao hứng và đẹp trai, cô đột nhiên biết ơn mỉm cười, vội vàng đi tới thật nhanh. Lúc này tưởng thiên lỗi mới vừa cùng tử hiền đi ra ngoài, lại nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia, đi về phía trang hạo nhiên, rất vội vàng và không buông tha, anh dừng bước lại, chăm chú nhìn cô. Nhậm tử hiền cũng nhìn thấy đường khả hình, cao mày nói, người này làm sao vậy? Hai mắt tưởng thiên lỗi lộ ra nụ cười có chút thưởng thức và đau lòng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chợt đi tới gần Trang Hạo Nhiên, nghe Trang Hạo Nhiên và một người đàn ông trẻ nói về cuộc triển lãm gỗ mun lần này, anh rất ưa thích bình phong con cáo, Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền hết sức vui mừng cười nói, thật sao? Ừm, um, ngày mai bắt đầu trưng bày, anh có cơ hội đi xem một chút, người đàn ông trẻ kia cười nói với Trang Hạo Nhiên. Tốt, Trang Hạo Nhiên cười cười. Vậy tạm biệt nhé, thiệp mời hội triển lãm, ngày mai tôi bảo thư ký đưa qua cho anh. Người đàn ông trẻ nói xong, mới vừa muốn xoay người, lại thấy trước mặt một cô gái mắt thật to, dáng dấp rất xinh đẹp khả ái, gấp rút nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, anh hiểu phần nào mỉm cười, chớp mắt nói với Trang Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, làm bạn học với anh lâu như vậy, cũng biết anh rất hoa đào nhưng không ngờ, ngay cả cô gái nhỏ cũng bị anh hấp dẫn. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, liền chậm rãi xoay người, thấy đường khả hinh vừa đúng căng thẳng nhìn mình, sắc mặt của anh thu lại, liền xoay người, miễn cưỡng cười cười với bạn học anh Quốc. Người đàn ông trẻ kia nhìn hai người bọn họ người một cái, cảm thấy có chút chuyện, liền chào hỏi, mỉm cười đi khỏi. Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng, vẫn không để ý đến cô, muốn xoay người đi khỏi, lúc này lại nhìn thấy tiêu hảo ánh mới từ nước ngoài trở lại. Người mặc một chiếc áo cánh rơi màu đen dài quá gối, váy ngắn bó sát người, mang giày bót màu đen, cắt tóc ngắn, cô nhìn thấy Trang hạo nhiên, trong ánh mắt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, nói tổng giám đốc Trang. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức tiến lên, tay nhét vào trong khuỷu tay Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh hì hì cười. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô một cái. Tiêu Hảo Oánh nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mặt của cô chỉ hiện lên nụ cười êm ái, nói với Trang Hạo Nhiên, thật xin lỗi, tôi bị tranh lệch múi giờ chưa điều chỉnh được, cho nên hôm nay tạm thời không tụ họp với Tổng Giám Đốc Trang, nhưng anh nhớ rằng, nợ tôi một lần phỏng vấn đơn độc. Tốt, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên mỉm cười vươn tay, nói cô đi thong thả. Hẹn gặp lại, sau khi bắt tay hai người lẫn nhau, Tiêu Hạo oánh nhẹ nhàng gật đầu với Khả Hinh, lập tức xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên lập tức tránh ra khỏi tay Khả Hinh, nhanh chóng ngồi lên xe của mình. Đường Khả Hinh nhanh chóng vòng qua sườn xe, vừa muốn kéo cửa ra, xe thể thao vèo một tiếng, lao đi phía trước, quét qua một trận gió, cô lúc ngẩng đầu lên, đã thấy chiếc Audi Pipe ít quẹo cô chuyển sang đầu đường kia rồi. Trong lòng khẽ mất mát nhưng ánh mắt vẫn kiên định xoay người, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi và Nhậm Tử Hiền cùng đi ra, nhìn mình, trong lòng của cô vừa động, lại im lặng không lên tiếng nhẹ nhàng gật đầu chào bọn họ, sau đó đi vào trong rất nhanh. Cô ấy làm sao vậy? Nhậm Tử Hiền nhìn bước chân của cô gấp gáp, hỏi lại. Tưởng Thiên Lỗi hơi suy nghĩ trong chốc lát, ngay lập tức sát vợ chưa cưới đi khỏi. Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấn nhấn nút thang máy, phòng tổng thống, đi vào, cửa thang máy đóng lại. Ngay sau đó cô tựa người vào bên tường, hai mắt kiên định nhìn về phía trước. Thời gian nhanh chóng chạy đi, thang máy nhanh chóng chạy lên trên, thật ra con người luôn mất đi thứ đồ vật quý báu nhất, do quá nhiều người không có tận dụng thời gian quý giá đi làm cho cuộc sống đáng giá nhất và chuyện có ý nghĩa. Cửa thang máy mở ra. Đường khả hình im lặng đi ra thang máy, thân thể đã cực độ tiêu hao và mệt mỏi đứng ở trước cửa, phòng tổng thống của Trang Hạo Nhiên, sắc mặt đỏ bừng, trên trán dịn mồ hôi, ngồi xuống cạnh cửa, co đầu gối lên, mặt úp vào đầu gối, hai mắt nổi lên hơi nước, nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên làm bạn cùng mình đêm mưa hôm qua, cô thở ra một hơi, cắn chặt môi dưới, để cho mình thân thể và linh hồn đóng băng ở trước cửa phòng người đàn ông này. Bụi bậm bay trên không trung, xẹt qua khoảng không thời gian, nghe như tiếng tí tách. Thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm dần dần có hiệu quả, thân thể khả hình bắt đầu cực độ hư mềm không còn hơi sức, nước trong người nhanh chóng bốc hơi, mồ hôi từng viên lăn xuống xẹt qua khuôn mặt cô thừa cơ hội còn dư lại một chút hơi sức và ý thức cuối cùng lao đi mồ hôi đột nhiên nghe được tiếng cửa mở thang máy hai mắt của cô chợt lóe tay khẽ trống trên đất khó chịu đứng lên thấy quả nhiên trang hạo nhiên đi ra tay trái xách theo thức ăn mới mua về từ siêu thị tay phải đắp áo khoác màu đen đã cởi ra sắn ống tay áo sơ mi dáng vẻ vẫn nguội lạnh đường khả hinh trông mong nhìn anh trang hạo nhiên cũng không thèm nhìn tới đường khả hinh im lặng đi vào cửa chính, phòng tổng thống, phịch một tiếng đóng lại. Đường khả hình cũng không dám gọi, chỉ nhìn cánh cửa đóng chặt, thân thể dựa bên tường, ngồi dưới đất, lệ nóng rơi xuống. Bên trong, phòng tổng thống. Trang hạo nhiên để tay trang xuống, tự mình đi vào phòng bếp, rửa sạch thịt bò, gà, còn có gan bò, nấm tươi, các loại nguyên liệu mới vừa mua về. Anh vô cùng bình thản, nét mặt không thay đổi lấy thịt bò sau khi rửa xong, dùng dao cắt ngang sớ, cắt thành sợi, nhìn thời gian, tay mở bếp, đặt chảo lên, đổ dầu ô lưu. Đem thịt bò cắt thành sợi, bỏ vào trong một tô thủy tinh, với một chút bột phi sinh ở trên, khuấy đều mấy cái, liền đem nó và gừng sợi vừa cắt xong, cùng thả vào trong chảo dầu nóng, phát ra một tiếng xèo, mùi thịt sông lên mãnh liệt. Đường khả Hinh ngồi tựa vào cạnh cửa, nghe mùi thơm thịt bò, cô đói bụng đến dạ dày co bóp, nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì suốt một lượng lớn mồ hôi, thân thể cực độ hư yếu, muốn uống nước. Cô quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, vươn tay muốn gõ cửa một cái, xin chén nước uống, nhưng tay mới vừa sắp gõ vào cánh cửa chính, vẫn nhẹ nhàng buông xuống, đầu tựa vào cạnh cửa, nuốt cổ họng khô rát, im lặng nhắm mắt lại. Cơm tối đã làm xong. Trang hạo nhiên một mình ngồi ở trên bàn ăn, cầm đũa lên, thử món ăn mới, nhớ tới trong nước loại nấm này bị đẩy giá cao, làm cho người nông dân bất chấp hái nấm một số lượng lớn, tạm thời có được cuộc sống tốt đẹp, vậy tương lai làm thế nào? Anh vừa ăn, vừa nghĩ tới chuyện này, ánh mắt không chút di chuyển vì người bên ngoài phòng, qua thật lâu, cơm nước xong, rửa sạch chén đũa, anh im lặng đi lên lầu, chuẩn bị rửa mặt, xem tài liệu, nghỉ ngơi. Lúc này, đã là mùa thu, thời tiết 11 đến 12 độ C. Cho nên, đêm này, so với các đêm trước càng sâu hơn. Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng, quần thường màu trắng, nằm ở trên giường, xem tài liệu một lúc, liền chìm vào giấc ngủ. Đường khả hình ngồi yên tại chỗ, cảm giác ánh đèn tầng lầu khách sạn rất ảm đạm, từng trận rét lạnh ép tới mình, cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm vai, hơi lạnh thở khẽ một hơi, cuối cùng đi theo người đàn ông bên trong nhà, nhắm mắt lại, đã ngủ, đầu lệch sang một bên. chương 294, mời anh ngồi. Sáng sớm hôm sau, Trang hạo nhiên quần áo thể thao màu trắng, vừa buông lỏng đôi tay, vừa đi ra cửa chính, phòng tổng thống, hai mắt không nhịn được nhìn về phía vị trí trống không bên cạnh cửa, đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng mới lạnh lùng bước đi. Mùa thu đến nhanh, đêm qua lá phong lại nhuộm một chút màu vàng. Con đường cây ngô đồng đi thông đỉnh núi, có chút ươn ướt, hai bên con đường, thực vật không biết tên và hoa nhỏ đều có chút ướt át. Sương mù tiếp tục vây quanh trên đường núi, mấy ông lão thường ngày quen thuộc với Trang Hạo Nhiên vừa nói vừa cười đi xuống núi, anh chào hỏi một tiếng, nói đến bây giờ ít có người trẻ tuổi chấp nhận mỗi ngày dừng lại xem phong cảnh dọc theo đường một chút, đến đỉnh núi xem không khí thiên nhiên một chút trang hạo nhiên nghe nói như vậy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp tục vững vàng chạy có một bóng dáng màu hồng đột nhiên xuất hiện trên đường núi chạy qua bên cạnh mấy ông lão thở hổn hển chạy về phía trước mấy ông lão có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô tổng giám đốc chờ tôi một chút chấm ngoặc kép một giọng nói ngọt mềm từ đàng xa truyền đến trang hạo nhiên dừng bước lại trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xoay người thật có thể nhìn thấy đường khả hình mặc quần áo thể thao màu hồng, đội mũ liền áo, bởi vì quá lạnh, cho nên kéo chặt sợi dây viền mũ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thở hồn hển chạy tới, anh im lặng không lên tiếng, khẽ thở dài nhìn về phía cô. Đường khả hình rất cố sức bước trên con đường cây ngô đồng ươn ướt, nhào tới trước mặt trang hạo nhiên, thở hồn hển cười nói, tôi sợ anh chạy xa, tôi liều mạng chạy, liều mạng chạy, rốt cuộc mới nhìn thấy bóng dáng của anh. Chấm ngoặc kép trang hạo nhiên im lặng nhìn về phía cô sắc mặt đỏ thắm nhưng đôi mắt to bình thường trong suốt phía dưới có một nơi quầng thâm anh không để ý tới cô tiếp tục xoay người chạy về phía trước đường khả hình cũng vội vàng chạy theo anh tới phía trước vừa chạy vừa nhìn anh lấy lòng cười nói anh ăn điểm tâm chưa nếu còn chưa ăn đợi lát nữa tôi trở về phòng tổng thống làm anh nhé trang hạo nhiên không để ý tới cô tiếp tục quẹo cua bên phải chạy tới trước Đường khả hình đã mệt mỏi thở hổn hển nhưng vẫn chạy theo trang hạo nhiên tới phía trước, nói tối hôm qua tôi học hương liệu anh đưa cho tôi, cuối cùng tôi chắc chắn hôm qua anh dùng sữa tắm mùi quýt, mùi thật sự rất thơm. Mà rượu đỏ mùi quýt có nhiều loại, chấm ngoặc kép, cô vừa chạy, vừa đọc loại cây có thể ủ ra rượu đỏ mùi quýt tên Chenin Blanc, Zevix Chaminer, Scarlet Secret, trong đó nho trắng Riesling là rõ ràng nhất, chấm ngoặc kép mặt trang hạo nhiên vẫn không thay đổi chạy tới phía trước, bước chân chậm lại một chút. Đường khả hình vừa chạy trên đường núi, vừa thở hồn hển đọc một phần nội dung rượu đỏ sáng sớm mới về đến nhà, trong khoảng thời gian rửa mặt thay quần áo, các loài sâu gây bệnh chủ yếu của cây nho, sâu đục rễ, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, sau đó theo thuyền hơi nước lây lan tới Âu Châu, ký sinh ở rễ cây nho, sẽ gặm cắn rễ nho hút chất lỏng làm cho rễ khô héo, hư thối giống nho có nguồn gốc châu Mỹ có khả năng miễn dịch đối với sâu đục rễ nông dân trồng nho có thể thông qua phương pháp chiết cây nho có nguồn gốc châu Mỹ đến châu Âu để phòng ngừa và trị bệnh sâu đục dễ. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên dọc theo đường núi, tiếp tục chạy về phía trước, con đường càng ngày càng uốn lượn. Bệnh lá đỏ, chấm ngoặc kép, đường khả hình vừa nhìn về phía trang hạo nhiên, vừa tiếp tục đọc lây lan qua con ve cánh lá thủy tinh, đến nay cũng không có bất kỳ phương pháp chống lại loại bệnh này gây hại nhất làm cho lá nho xuất hiện đốm đen hoại tử sau đó khô héo cuối cùng cây nho chết trong 5 năm năm à, a chấm ngoặc kép chân cô đột nhiên đạp cục đá bước chân quẹo ngang a à hát một tiếng cả người giống như ngã nhào trên đường cô thật vất vả ngẩng đầu nhưng nhìn thấy trang hạo nhiên cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy tới phía trước lòng dạ người này thật sự là mẹ ghẻ lòng dạ cứng như thế cô nghiến răng bắt trước lâm sở nhai nói như vậy liền thở phì phò tiếp tục chạy về phía trước hai người cùng nhau vai kề vai chạy về phía đỉnh núi, bởi vì hôm qua đường Khả Hinh đã cực độ mệt mỏi, hiện tại còn bệnh chưa qua khỏi, cả người gần như mệt mỏi, nhưng cô nhìn Trang Hạo Nhiên càng chạy sung sức, không có ý dừng lại chút nào, rốt cuộc cô không nhịn được rồi, thở hồn hển gào khóc hỏi Tổng, Tổng Giám Đốc. Anh còn phải chạy bao xa? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, nhưng vẫn khai ân đáp lại cho cô một chút, duỗi ngón tay chỉ về phía đỉnh nhỉ mát một ngọn núi khác. Còn người đường khả hình sắp rớt xuống nhìn ngọn núi kia, muốn chết kêu lên, nơi đó. a à, ngoặc kép, một tiếng kêu gào truyền khắp cả rừng núi. Nhưng mặc kệ gào khóc như thế nào, hai người vẫn nhất trí chạy về phía trước. Sương sớm tản đi, từ một ngọn núi khác trong rừng, mặt trời dần dần hé lộ, phát ra mãnh liệt ánh sáng, khắp rừng núi dày rậm đều nhuộm màu vàng y hệt nước sơn, trồng chất chiếu ra vô hạn năng lượng. Trang hạo nhiên đã thoải mái chạy lên một ngọn núi khác, đứng ở đình nghỉ mát, hơi nặng nề nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mặt trời dần dần nhô lên, ánh nắng mang tới sức sống bừng bừng cho cả vùng đất, cười hài lòng. Đường khả Hinh mệt mỏi đã không còn hình người, từ trên nửa đường, nhặt cành trúc nhỏ, trống trên mặt đất, thở hồn hển đi lên, rốt cuộc nhìn thấy tổng giám đốc trang vĩ đại đã dừng bước lại, đứng ở sườn núi, nghiêng nhìn ánh sáng mặt trời, cô lại cắn răng trống nhẹ thân thể, bước chân loạn choạng rốt cuộc đã tới sau lưng trang hạo nhiên, phịch một tiếng, Ngã trên mặt đất, cũng không có ý nhìn phong cảnh rất xinh đẹp trước mặt. Anh cũng không mệt sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mệt như chó chết, thở hổn hển, hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn một nửa mặt trời còn ẩn ở phía sau rừng núi nào đó, một áng mây hồng đã biến ảo cả ngày cung y hệt sắc thái, anh mới lạnh nhạt nói, mệt mỏi, tại sao còn muốn đi lên? Mệt như vậy đến điểm cuối, còn có hơi sức ngắm phong cảnh sao? Đường Khả Hinh sừng sốt thở hổn hển nhìn về phía mặt trời. Trang hạo nhiên không có ở lại đỉnh núi bao lâu, cũng đã xoay người nhanh chóng xuống núi. Đường khả hình thật sự muốn phát điên, kêu to, ai? Anh khổ cực mới trèo lên, tại sao muốn đi xuống nhanh như vậy chứ? Ở nơi này làm cái gì? Tiếng của trang hạo nhiên từ đầu kia truyền đến. À à đường khả hình lại gào khóc vài tiếng, mới nức nức nở nở bò dậy, chạy theo anh đi xuống. Trang Hạo Nhiên thật sự là người quan niệm thời gian thật mạnh, từ dưới chân núi xuống, mới vừa đúng 8 giờ 30 phút, anh bước nhanh đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, tất cả nhân viên rối rít cung kính không người chào hỏi, đường khả Hinh đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, xương cốt cũng muốn dã rời tiếp tục chống cây gậy trúc, đi theo phía sau Trang Hạo Nhiên muốn đi vào thang máy. Trang Hạo Nhiên đưa tay chặn ở cửa thang máy, xoay người nhìn về phía cô, nói cô là khách của khách sạn Á Châu sao? Tại sao theo tôi vào? Đường khả hình mệt mỏi nhìn về phía anh, mỉm cười, cho tay vào trong túi áo, móc hóa đơn ra, giơ cho Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, đây là hóa đơn sáng sớm hôm nay khi tôi về nhà, mua một ly cà phê uống ở chỗ này tôi cũng coi như là khách nho nhỏ. Chấm ngoặc kép, cô nhìn anh đá lông nheo. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn cô một chút mới buông tay ra, đường khả hình xông vào bên trong thang máy, đè xuống nút đóng cửa. Thang máy nhanh chóng chạy lên trên, không tới một lát, liền chạy tới tầng lầu phòng tổng thống chậm rãi mở ra trang hạo nhiên nhanh chóng đi ra thang máy đường khả hinh vội vàng đi theo ra ngoài nhìn về phía anh giống như cầu cạnh nói cho tôi vào đi cho tôi chén nước uống nha rất khát nước chấm ngoặc kép trang hạo nhiên không để ý tới cô chỉ bước nhanh muốn đóng cửa lại không ngờ anh nhìn thấy năm ngón tay dính chặt vào trên khung cửa anh cau mày vịn vào cửa nhìn về phía cô mặt đường khả hinh lộ ra đáng thương nói thường tôi chén nước uống đi được không tôi thật sự rất khát nước rất khát nước chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô một cái nhất là cặp mắt to kia liền lạnh lùng buông tay ra một mình đi vào đường khả hình vui vẻ thở phào một hơi giống như bạn gái người ta vội vàng đi tới nhanh chóng đóng cửa lại xoay người đã thấy trang hạo nhiên cởi áo khoác màu trắng mặc t-shirt màu trắng tay ngắn quần vận động màu trắng đi lên lầu cô nhìn về phía anh cười rất ngọt ngào và đáng yêu nói tổng giám đốc rất đẹp trai. Anh không để ý tới cô, một mình lên lầu, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Đường khả hình thật sự mệt dã rời, lại không dám nghỉ ngơi, chạy vào phòng bếp, nhanh chóng bật lửa, lấy cái chảo ra, nhanh chóng lấy ra ba trứng gà đập, rắc một chút muối vào trong chén thủy tinh, nhanh chóng đánh tan, nhìn chảo đã nóng, lập tức dội lên dầu ô lưu, lại nhanh chóng đánh trứng gà cho đến khi toàn bộ tan ra, lập tức đổ vào trong chảo, cầm chảo lên, tráng cho trứng chải đều bằng phẳng trên mặt chảo, Dán thành một miếng thật mỏng, cô vui vẻ mỉm cười, bưng tới một cái đĩa lớn, đặt trứng gà rán ở trong đĩa. Cô nhanh chóng dội lên dầu ô lưu, từ trong tủ lạnh, rất quen thuộc lấy xúc xích ra, xuôi theo chiều, cắt mấy lát nhỏ, bỏ vào trong dầu rán, cô nhìn thấy xúc xích đáng yêu bắt đầu sôi phồng lên, cô thật vui vẻ, từ trong tủ lạnh lấy ra bánh sandwich, bánh mì banh microton, bỏ vào trong lò nướng, lại xoay người cầm dao lên, cắt xuống trứng gà hình chữ nhật, lập tức lấy ra xúc xích rán từng lát từng lát đặt vào trong miếng trứng gà hình tam giác, lại cốc 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 cắt lấy một ít cà rốt mà Trang Hạo Nhiên đã ngâm chua thường ngày. Đặt vào bên trong, đem ra trứng gà nhanh chóng bao lấy xúc xích và cà rốt ngâm chua, cuốn lại, dùng tăm định trụ. Thoáng chốc, năm trứng gà cuốn xúc xích rán, thả vào bốn gốc trong chiếc đĩa màu trắng, ở phía trên dùng dao nhỏ, ghim vài quả thạch anh đặt trong đĩa, trang trí xong, lập tức đưa lên bàn. Tách, bánh bao bên trong lò nướng, tách một tiếng, nhảy dựng lên. Chờ một chút, hắc. Cô lập tức bắt lửa, nhanh chóng cắt một ít gừng sợi, bỏ vào trong chảo nóng ran lên, lại từ trong tủ lạnh lấy ra nhân tôm tươi trang hạo nhiên thích ăn nhất, bỏ vào bột áo, muối, dầu vừng, một chút giấm, khuấy một chút, bỏ vào trong chảo rán thành hình dáng sóc nhỏ. Cô lập tức nhắc khai bánh mì Croton, xếp trồng lên thành ba khối, ở giữa bầy dưa xanh cắt lát, chân giò hun khói cắt lát, lại dính vào tương salad, cắt thành bốn khối, đặt xuống ở trong đĩa tròn, Nhớ tới cha nói, hình dạng của món ăn đặt ở trong đĩa có hình dáng khác nhau. Sẽ có hiệu quả thị giác không giống nhau, cô khẽ mỉm cười, đem tôm viên có hình dáng đối lập, đặt ở phía trên bốn góc bánh mì săn quyết hình vuông, lại dưới một chút nước mắm vàng, lấy ra bốn củ cà rốt nhỏ gọt vỏ, cắt thành hình mũi nhọn, đặt ở giữa tất cả bánh mì săn quyết, mỉm cười vui vẻ, lập tức trở lại bàn, với tay cầm một cái ly thủy tinh, rót sữa chua đông lạnh thượng hạng, vừa lúc nghe được âm thanh xuống cầu thang, cô lập tức ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên đã tắm rửa xong, thay áo sơ mi trắng sọc đen, quần thường màu đen, tóc đã sấy khô, hơi mềm mại rũ xuống mắt. Trong tay sách theo tay Trang màu đen, lạnh lùng đi xuống. Ngửi được mùi vị bữa ăn sáng đúng tiêu chuẩn rất dễ chịu. Anh hơi ngưng mắt. Tổng giám đốc, bữa ăn sáng đã làm xong. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh lập tức đi tới bên thang lầu, vòng đôi tay, giống như một đứa bé khả ái, cười rất đáng yêu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái cũng không có nói gì, chỉ im lặng đi xuống lầu, ném tay Trang sang một bên, đi vào phòng ăn, thấy phòng ăn xa hoa, ánh đèn thủy tinh lấp lánh, bày ra hai phần ăn sáng hết sức ngon, bay ra mùi tôm tiên và dầu ô lưu, rất hấp dẫn. Mời anh ngồi, đường khả hình thật căng thẳng kéo ghế ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. chương 295, Blue Lover. Trang hạo nhiên nhìn bữa ăn sáng này vài lần, suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống. Đường Khả Hinh mỉm cười thật sự cảm ơn thượng đế, lập tức cũng muốn ngồi xuống. Tôi để cho cô ngồi sao?" Trang Hạo Nhiên nâng ly sữa, dừng ở khóe miệng, nhìn về phía cô hỏi. Đường Khả Hinh vừa nghe vậy, lập tức đứng lên, rất lấy lòng cười nói, "Tôi không ngồi. Anh ngồi đi, ăn từ từ. A, à, đúng rồi, còn có đồ ăn." Cô lập tức chạy vào phòng bếp, bưng tới một cái đĩa màu trắng, rút cây que ra, lại nhanh chóng bưng ra cẩn thận đặt ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, mới lui ra sau hai bước. Trang Hạo Nhiên mới thả lỏng uống một hớp sữa chua, nhìn tôm viên bánh mì săn quýt một cái, suy nghĩ một chút, liền vươn tay bưng tới, bỏ vào trong miệng cắn nhẹ, chợt cảm thấy rán độ lửa vừa tới, tôm viên rất tươi mới, trang trí lát dưa xanh và chân giò hun khói cắt mỏng cùng bánh mì Crouton, phối hợp nhau mùi vị vô cùng tốt, trên mặt của anh không có lộ ra bất kỳ vẻ gì. Đường Khả Hinh nuốt một ngụm nước bọt, thật căng thẳng nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên lại cắn một cái, ăn ba miếng sandwich, nhai hết sức chậm rãi, lại thật nhịp nhàng. Đường khả hình cảm giác trái tim căng thẳng muốn nổ tung, dương mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên lấy thêm cái nĩa, ghim trứng gà cuốn, rút cây tam ra, cắn một cái, phát hiện vốn là xúc xích chán ngấy, được cô rán vừa đúng, da giòn, thịt mềm, phối hợp một chút sợi củ cải chua, ăn chung hết sức có vị, mặt anh vẫn không thay đổi, uống sữa chua. Đường khả hình thật sự đói bụng đến đến đau bao tử, nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhịn được hỏi, bữa ăn sáng, anh hài lòng không? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục ăn bữa ăn sáng phong phú, ăn được một nửa, liền đứng lên đi về phía ghế salon phòng khách, cầm máy tính bảng, mở tin tức, xem một lát, bởi vì cách thời gian đến công ty còn có 15 phút. Đường khả hình nhìn bóng lưng của anh một cái, cao giọng nói, anh chưa ăn xong, chúng ta không nên lãng phí ha, tôi giúp anh ăn không nên lãng phí, chấm ngoặc kép. Tay đã duỗi đến đĩa, cầm một cái trứng gà cuốn, phát điên nhét vào trong miệng, vừa đụng đến thức ăn, cô đột nhiên cảm giác kích động muốn khóc, rốt cuộc hiểu rõ cha nói, thức ăn là linh hồn của con người, từ tối hôm qua đến bây giờ, cô vẫn luôn không có linh hồn, cô nức nức nở nở ăn hết từng phần trứng gà cuốn, mới vừa ăn xong, cũng đã thấy Trang hạo nhiên đặt máy vi tính xuống, nhắc áo khoác tay Trang mặc vào, đứng dậy đi ra ngoài, cô lập tức cầm ly sữa tươi trang hạo nhiên còn chưa uống xong, cũng không còn băn khoăn gì. Uống cạn sạch, liền kéo khăn giấy lau miệng, ngay lập tức đi theo anh đi ra ngoài. Trang hạo nhiên người đi vào thang máy, bóng dáng của đường khả hình, vèo một tiếng, đi theo vào, lúc này miệng của cô cũng không có nhàn dỗi. nhanh chóng đọc tài liệu sáng nay khi đi, trong những năm 60 năm 70 của thế kỷ 20. Giáo sư Gerard Sagan của Đại học Bắc Đô thông qua nghiên cứu, phát hiện vùng đất thích hợp trồng nho trưng cất rượu phần lớn là cằn cỗi, tính thoát nước rất tốt. Nghiên cứu này nói rõ tầm quan trọng của nhân tố địa lý đối việc trồng nho. Trên thực tế, bởi vì các nơi có hoàn cảnh địa lý đặc biệt, cho nên cho dù cùng một giống nho, ở các vùng khác nhau có hiệu suất khác nhau, một vài đặc điểm nhân tố địa lý có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng nho như vị trí địa lý, đất đai, độ dốc và phương hướng, mà chi tiết đất đai rõ ràng lại chia làm đá vôi, đất sét, bụi đất nham, cũng là một loại đất đai tính axit, cát mịn, đá phiến, nham thạch, phiến nham thạch, đá ba gian, đá cội. Thật ra, tôi không tin câu nói kia của anh. Chấm ngoặc kép, giọng nói yếu ớt, từ trong thang máy vang lên. Trang hạo nhiên chuyển mắt. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, sâu kín nói, ngày hôm qua anh nói với tôi, trên thế giới này không có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với tôi, trừ khi tôi có giá trị lợi dụng. Tôi không tin câu nói kia của anh chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe vậy rốt cuộc lạnh nhạt nói, nếu tôi không phải là cấp trên của cô, tôi không có cho cô tất cả, cô sẽ đối xử tốt với tôi không? Trong lòng của đường khả hình đau nhói, nhìn về phía anh nói tôi sẽ. Tôi tin tưởng anh giống như tin tưởng chính mình. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên lại không có để ý tới cô, chỉ nhìn thang máy đã tới lầu một, cửa thang máy mở ra, nhanh chóng đi ra ngoài, đường khả hình cũng nhanh chóng bước đi theo. Đại sảnh hoàn cầu. Tiêu Đồng dẫn chúng thư ký cùng nhau đứng ở một bên, không người cúi chào, lại sửng sốt khi nhìn thấy Đường Khả Hinh ở sau lưng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không để ý tới mọi người, xài bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh cười cười với Tiêu Đồng, tiếp tục bước theo. Tiêu Đồng bắt được Khả Hinh, có chút lo lắng hỏi thân thể của cô thế nào. Tốt lắm, Đường Khả Hinh lập tức muốn đi theo Trang Hạo Nhiên đi vào thang máy, lại nhớ ra mình đã không phải là nhân viên hoàn cầu, không thể chui vào liền đứng ở bên cửa thang máy, nhìn tiêu đồng cùng hai người thư ký khác, nhẹ nhàng đi vào, tay cô đặt trên khe cửa, nhìn trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn phía trước, không biết nhìn gì, cô khẽ cắn môi dưới, rời chân từng bước từng bước, thật cẩn thận đi vào, sau đó cảm thấy thang máy đóng lại, cô cảm động nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên vẫn lạnh lùng nhìn ra phía trước, đường khả hình thở nhẹ, rời đến vị trí gần tiêu đồng, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía cô. Tiêu đồng cũng nhìn cô, khẽ mỉm cười. Đường khả hình cũng cười có chút vui vẻ, quay đầu lại nhìn về phía trang hạo nhiên, anh đang lạnh lùng đứng đó, không lên tiếng, cô lại cười trộm. Cửa thang máy mở ra. Trang hạo nhiên xảy bước đi ra ngoài, tiêu đồng cùng hai người thư ký nhanh chóng đi theo, sau đó một trận gió quét qua, trang hạo nhiên dừng bước lại, nhìn đường khả hình đã vọt vào phòng nghỉ ngơi, anh lạnh lùng suy nghĩ trong chốc lát, mới đi về phòng làm việc, phịch một tiếng, đóng cửa lại tiêu đồng đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát mới xoay người đi về phía phòng nghỉ ngơi đã thấy đường khả hình pha cà phê xong lấy thêm bình bơ phía trên mặt cà phê vẽ một khuôn mặt nhỏ nhắn mới cười một tiếng xoay người nhìn thấy tiêu đồng mặt cô như bị táo bón thu hồi ly cà phê giống như người ta muốn rảnh với cô nói để cho tôi đưa vào đi được không hả tiêu đồng nhìn cô im lặng mỉm cười đường khả hình lập tức hưng phấn cầm ly cà phê trong ánh mắt kỳ lạ của các thư ký và đồng nghiệp bộ phận hành chính đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc nhẹ nhàng gõ một cái vào đi chấm ngoặc kép tiếng trang hạo nhiên truyền đến đường khả hình thở nhẹ một hơi cẩn thận đẩy cửa đi vào sau đó nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc trang hạo nhiên nhẹ nhàng đặt cà phê xuống trang hạo nhiên đang xem tài liệu cũng không có ngẩng đầu lên đường khả hình nhìn anh một cái muốn nói gì đó lại không dám nói Trang Hạo Nhiên cầm bút máy lên, phê duyệt một phần tài liệu, mới nói, đứng lì ở đây làm gì? Còn không đi ra ngoài. Ồ, chấm ngoặc kép, đường khả hình muốn xoay người đi ra ngoài, lại liếc tới đầu kia phòng làm việc, trồng lên rất nhiều hương liệu, cô cẩn thận, hết sức hết sức thử dò xét nói, tổng giám đốc, hương liệu đặt ở bên kia, có thể cho tôi mượn xem một chút không? Tôi, tôi, cái đó, chỉ xem một chút, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, tiếp tục xem tài liệu. Đường Khả Hinh không dám nhiều lời nữa, lập tức chạy đến đầu kia, ôm lấy 10 hộp hương liệu, liền xông ra bên ngoài, phịch một tiếng, đóng cửa lại, trong ánh mắt kinh ngạc tất cả mọi người, cô kích động nhìn từng hộp hương liệu đang ở trong ngực, cô vui vẻ mỉm cười, lập tức tìm vị trí bằng phẳng, ngồi xổm xuống, giống như bị nhập ma mở nó ra, nhìn hương liệu bên trong hộp, lại trở về trong thế giới của mình, không biết cô hạnh phúc đến cỡ nào lập tức lấy điện thoại di động ra, mở cuốn sổ nhỏ trong bộ đồ thể thao của mình. Tự mình ghi chép môn học hôm nay, cô ngửi trước mùi các loại hoa hoa bách hợp, hoa hồng, hoa kim tinh, còn có blue lover. Ghi chép xong tất cả tên mùi hoa, đem hộp giao cho Tiêu Đồng, trong lúc Trang Hạo Nhiên làm việc, mình liền trực tiếp đi xuống lầu tìm các loại hương liệu, ở đại sảnh rất dễ dàng tìm được hoa bách hợp, sau đó chụp được hình ảnh. Ở trong đại sảnh một phòng cà phê trang nhã, tìm được mùi thơm hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn hoa hồng trắng, Khả Hinh phát hiện, thì ra hoa hồng khác nhau phát ra mùi thơm không giống nhau, cô nhất nhất ghi chép lại. Từ trạch minh, còn có mới vừa đi tới Trần Mạn Hồng hòa nhã tuệ mấy người, ngạc nhiên nhìn Khả Hinh cử động này, nói con bé này đang làm gì. Nhã tuệ cũng không hiểu, nhưng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Khả Hinh, nhìn bộ dáng cô rất nghiêm túc, nhớ tới sáng nay cô mới về nhà, lại nhanh chóng chạy ra ngoài, rất thần bí, không nghĩ tới, cô vẫn trở lại khách sạn. Nghe nói cô ấy đã bị tổng giám đốc Trang sa thải. Cô ấy? Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lại hỏi. Tôi thật sự không biết. Chấm ngoặc kép, Nhã tệ lại ngạc nhiên suy nghĩ. Đường Khả Hinh mới vừa ghi chép xong mùi hương hoa hồng, lại cảm thấy có một chút mùi hoa kỳ lạ bay vào trong lỗ mũi của mình, theo bản năng cô ngưng thần ngửi, ánh mắt sáng lên, đây là mùi hoa hồng xanh, mùi vị này không dễ tìm chút nào, cô lập tức nắm chặt cơ hội, cầm cuốn sổ nhỏ, chạy theo mùi hoa. Trần Mạn Hồng và mấy quản lý nữa nghi ngờ nhìn về phía cô. Ơ, ờ, lúc này Tào Ngọc Tinh cũng mới đi làm, ôm vai nhìn về phía bóng dáng đường khả hình không biết xấu hổ, nói, nghe nói cô ấy đã bị tổng giám đốc trang sa thải, có người muốn ỉ vào cành cây cao bay lên trời, khó khăn à? Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Trần Mạn Hồng cũng không khách khí nhìn cô chằm chằm, nói, tối hôm qua khẳng định cô không có tắm, cho nên hôm nay vừa đi ra, tất cả đều là lông gà. Thúi chết. Phốc, bọn kỳ gia minh nhanh chóng đi khỏi. Cô chấm ngoặc kép, Tào Ngọc Tinh lập tức buông hai tay ra, nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói, không có ai muốn loại hoa khô như cô, chờ ngày tận thế đi. Cô bắt lão chồng của cô tới đây so với đàn ông của bản tiểu thư. Cuối cùng có một ngày, tôi để cho cô đắc chí. Nhất định kiếp trước Trần Mạn Hồng và Tào Ngọc Tinh là oan gia. Chờ xem, loại người như cô chờ đắc ý với tôi không phải là mặt trắng nhỏ thì là thứ không biết xấu hổ rồi. Ngày nào cô nhận được hoa, tôi xem như cô chết, tôi dùng để tảo mộ. Tôi thành quỷ, cũng muốn bóp cổ cô. Hôm nay sức chiến đấu của Trần Mạn Hồng rất siêu cường. Cô, chấm ngoặc kép, Tào Ngọc Tinh tức giận gần chết, vừa muốn mắng chửi người. Ôi chao, đi thôi đi thôi, nhã tuệ bất đắc dĩ kéo Trần Mạn Hồng đi. Cô kéo tôi làm gì? Con gà mẹ chết tiệt này có lẽ là sống phiền, Muốn đợi bản tiểu thư nhổ hết lông của cô ta, nấu canh uống. Trần Mạn Hồng lắc mông, bước đi, tức giận đến phát run nói. "Đồ hèn, Tào Ngọc Tinh cũng xoay người nhanh chóng đi về phía trước. Quản lý, chị đừng tức giận, tôi nghe được một chút tin tức, Đường Khả Hinh mới vừa bị sa thải, thì ra cha của cô ấy từng làm ở khách sạn này. Còn bị đuổi đi." Chấm ngoặc kép, trợ lý Như đang nịnh nọt lập tức nói. "Cái gì?" Tào Ngọc Tinh xoay người rất kinh ngạc nhìn về phía trợ lý, kêu nhỏ. Đường Khả Hinh vẫn truy tìm nguồn gốc của mùi hoa này khắp nơi, lập tức vui mừng vọt vào thang máy, nhưng sắc mặt thu lại, thấy Tưởng Thiên Lỗi đang đứng ở bên trong thang máy, hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng nhìn mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 295.